Cũng bởi tại sau trận tập kích đêm ngày 30 tháng 7 Do lính mới nên bị mất liên lạc với đồng đội Và cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa Mấy ngày lạc sâu ở vùng địch Ăn uống linh tinh và vô cùng sợ hãi Vì đi đến chỗ nào cũng gặp địch Ngày thì tôi tìm khu mồ mả để ẩn nấp Và cố xác định phương hướng Tối đến là tôi lại lần mò tìm ra phía Bắc Vì tôi nghĩ mình từ Bắc vào vùng địch Giờ muốn về phía quân ta thì phải ra phía bắc nhưng lụi ở ngoài đồng thì chớ cứ mò vào đến rìa làng là cắc cắc cùng cùng tôi lại bật trở ra đồng và thế là cái hướng mà mình xác định ban ngày đã bị mất đi cứ như vậy cho đến một hôm vào gần sáng tôi vòng qua cánh đồng làng hà mi những tên làng này mãi sau ở lâu nghe quen quen thì mới biết chứ lính mới chiến trường mới lại bom đạn như vậy làm sao mà biết tên được rút kinh nghiệm tôi không vào làng mà cứ đi lòng vòng ở bên ngoài lại nói lúc ấy tờ mờ sáng tôi đang lụi và tìm một khu mộ kín đáo sau khi đã vụt đầy bi đông nước ruộng và cái túi đựng cơm nắm của lính hãy còn một ít ngô giống mà tôi đã lấy được mấy ngày trước chính nhờ nó và nước ruộng mà tôi còn đủ sức để đi và hy vọng trở về tôi cảm thấy phía trước có người không hiểu ta hay địch đây nhẹ nhàng như một con mèo tôi luồn qua một bụi dứa dại nằm xuống mở khóa an toàn chờ đợi tiếng chân ngày một gần tôi đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau và tôi suýt ngất đi vì mừng rỡ họ nói tiếng nghệ an hà tĩnh tôi muốn hét lên cả anh ơi quân mình đây nhưng cổ họng cứ tắc nghẹn song với sự cảnh giác cao độ tôi không dám bộc lộ mình nhỡ đâu gặp thám báo thì sao tôi đã đọc ở đâu đó chuyện thám báo mặc đồ giải phóng đeo súng ak nên rất thận trọng không thừa toán lính đi qua trời bắt đầu sáng rõ tôi cố gắng dồn hết tinh lực để quan sát đúng lúc đó có một tốp lính đi ngược chiều với tốp lúc nãy và cũng nói tiếng bắc nhưng tôi sợ và vẫn nằm im tim tôi run rẩy vậy là có thể mình sống rồi tôi nhìn theo mãi thì thấy họ đi khuất sau những bụi tre sơ sát. Đấy rất có thể là nơi quân ta ở. Trên trời, chiếc OV-10 đã o o tìm kiếm. Nghe nói cái máy bay trinh sát này tỉnh lắm. Chúng có thể phát hiện cả người đang ẩn nấp và có ngụy trang. Trông nó thật xấu xí và đáng ghét vì nó giống cái bừa của nông dân ngoài Bắc. Tiếng u u cứ như xoáy vào óc đang ở phía xa bỗng bay gần lại. Gần lại tôi hồi hộp nín thở và bỗng có tiếng xì đùng một cuộc khói bốc lên đúng cái nơi mà toán lính vừa đi vào chẳng phải chờ đợi lâu hai chiếc máy bay phản lực bay tới chúng lượn một vòng rồi lao xuống cắt bom lửa bùng lên cùng với khói đen kịt thú thật là tôi chưa bao giờ thấy máy bay ném bom gần như vậy có tiếng súng máy bắn trả mỗi khi chúng lao xuống vô cùng phấn khích tôi quên mất mình đang là một con mồi bị săn đuổi nên tôi nằm ngửa ra và cũng điểm xạ hai viên một bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu chỗ nào địch ném bom chắc hẳn nơi đó có quân mình nghĩ sao làm vậy tôi vùng lên xách súng chạy vào cái nơi mà máy bay địch đang ném bom tôi chạy và cứ ngã rúi rụi trên cánh đồng triệu phong tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai với một quyết tâm trở về với đồng đội bom nổ Tôi tạm nằm xuống Giữa tiếng bom tôi lại chạy Chạy như sợ rằng ngôi làng kia biến mất Và xung quanh toàn địch là địch Tôi đã thấy những bóng người tấp toáng Họ vẫy tay có ý bảo tôi nằm xuống Nhưng tôi cứ chạy Vì như mấy ngày đói khát tôi đã yếu đi nhiều Nên vấp ngã đến văng cả súng Rồi lại lồm cồm nhặt súng dậy chạy tiếp Lúc ấy tôi chỉ nhớ là máy bay ném hết bom đã bay đi và tiếng u u đắng ghét của cái OV-10 lại trở lại. Chỉ còn khoảng vài chục mét nữa, tôi lấy hết sức tàn để chạy về một căn hầm chữ A, có những người lính đội mũ tai bèo và ngất liệm đi. Tôi dần tỉnh lại, xung quanh tối đen và ẩm ướt. Tôi lờ mờ nhận ra mình đang nằm dưới một căn hầm dùng để trú ẩn. Cổ họng tôi khô khốc, mồm miệng thì đắng ngắt. Không hiểu là mấy giờ và tôi đã nằm đây được bao lâu và có lẽ trời cũng chưa tối như tôi tưởng có tiếng người nói ở trên miệng hầm một giọng bác quen thuộc tôi mừng rỡ và muốn reo lên rằng các anh ơi các đồng chí ơi tôi là người bác đây tôi bị lạc tôi đang đói và rất khát nữa bị đông nước của tôi đâu rồi sao tôi nóng thế này và đầu thì nhức như búa bộ tôi lại tiếp tục chìm vào những cơn mộng mị và thấy mình cứ đi, đi mãi. Tôi thấy mình trong cái đên tập kích không thành và làng An Tiêm. Khi chúng tôi vừa tiếp cận ở dìa làng, địch đã phát hiện và nổ súng. Chưa quen trận mạc nên tiếng súng đại liên của địch mà tôi ngỡ chúng đặt súng lên cái thùng phi. Nằm dán mình xuống đất, tôi thấy ở phía trước có ai đó bò lồng ngộp. Và tôi cũng bò theo nhưng chẳng nhìn thấy một tên địch nào để bắn một phát. Trời tối đen, thỉnh thoảng có tí ánh sáng nhờ hỏa trâu của địch bắn lên. Tiếng AR-15 như xé vải và khắp nơi tiếng M79 cắt oành, cắt oành. Cộng với mùi khét của thuốc đạn, không gian sặc mùi chết chóc, cứ như là trong sách ấy. Nghĩa là khi tiếng súng tạm ngừng thì tôi lại bỏ lên. Tôi đã vò vào, vào một vườn sắn cao khoảng nửa mét Có những loạt đạn rất gần Nghiến những lá sắn rơi cả trên đầu lên cổ tôi Tôi vẫn chưa thấy tên địch nào Và cả quân ta nữa cũng không còn thấy ai Lòng hoang mang và run sợ Tôi nghĩ hay là họ rút hết rồi Nhưng súng vẫn nổ Có lúc rộ lên rồi im ắng M79 thì cầm canh bằng những tiếng nổ chát chúa Sau ánh chớp lóe sáng cay đắng trong lòng tôi nghĩ thầm trận đánh đầu tiên là thế này ư ừ. chẳng lẽ mình sẽ là con mồi của những trái M79 vu vơ này sao tôi lại bỏ tiếp cái mũ cối Trung Quốc cứ va vào cây sắn khiến tôi khó chịu ai bảo buổi tối lúc xuất phát không lấy cái mũ mềm mà lại nghe thằng hạm nói đội mũ cối tránh được mảnh nạn nếu không may nó rơi vào đầu đã hết vườn sắn và phía trước có vẻ trống trải. Tôi chạy lúp xúp thật nhanh và bị vướng vào hàng rào cao gần một mét. Đây là những cây chè tàu và vùng trị thiên trồng làm hàng rào và khi cần có thể dùng đun nước uống. Có lẽ tiếng động do tôi phát ra khi chạy làm quân địch chú ý. Tiếng M79 lại vang lên trong đêm tối. Cắt oanh! Anh chớp lóe lên rất gần. Rút đầu như con đà điệu dưới cát nhưng cái mông vẫn nhô lên một tiếng nổ nữa gần lắm khiến mông bọc rát tôi thấy ươn ướt, ướt đau đau bất giác tôi đưa tay vào trong quần và kinh hãi nát hết mông rồi bàn tay tôi đẩy máu tôi xoay người một cách chậm rãi cố để lấy băng cá nhân thì lại một ánh chớp đỏ lóe lên được tôi nhói một cái tôi thấy máu chảy từ ngực ít thôi nhưng nóng nóng Thôi thế là xong Tôi biết rằng tôi đã trúng đạn Tôi sắp chết Bao ước mơ còn dang dở Chờ ngày trở về không còn nữa Và tôi chết một cách lãng nhách Không ai biết Đồng đội cũng chẳng ai hay Tôi sắp chết rồi Không biết tôi còn bao nhiêu là máu Nó đã chảy hết chưa Mà sao tôi chưa chết Sao tôi thấy đầu óc vô cùng tỉnh táo Người ta nói bị thương mà tỉnh Là sắp chết giờ thì tôi đang chờ nói tới xung quanh tôi không có một ai sao tôi không thấy đau nhiều hơn lúc trước nhỉ nắm tay lại tôi thấy mình vẫn còn sức khỏe tôi không thấy mình yếu đi và tôi chợt nhớ không có một cuốn sách nào nói rằng người gần chết mà còn khỏe tôi thử sờ lên ngực vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cái vết thương ở ngực không hề trúng tim mà lại nằm giữa xương ức và có lẽ nó không sâu lắm. Những loạt đạn của chúng tôi bắn ra đã vô tình tố cáo với địch là chúng tôi đang ở bụi này. Hoạt lực của chúng tập trung đủ loại, cá nhân, cộng đồng, bắn thẳng, cầu vòng, khiến chúng tôi tối tăm mặt mũi. Chúng đã cho chúng tôi một bữa tối thịnh soạn. Chỉ đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, tiếng súng mới tạm ngừng. Trời tối dần, đối với người lính dù ở rừng núi hay đồng bằng, nông thôn hay thành thị, đêm tối luôn là đồng minh. Vì chúng ta ngoài ý chí chiến đấu ra, chúng ta thua kém đối phương tất cả. Chúng ta có trang bị tốt hơn, hỏa lực, phi pháo cũng mạnh hơn và luôn ở thế áp đảo. Đêm tối hạn chế sức mạnh của kẻ thù và giúp chúng ta tự tin hơn. Chiến trường lặng im tiếng súng. Tôi đồ rằng lúc này đối phương đang dùng bữa một bữa tối thực sự mà bản thân tôi đang vô cùng mong muốn tôi bò nhẹ về phía cậu hòa liên lạc nhưng tìm mãi mà chẳng thấy ai tiến thoái lưỡng nan biết làm gì bây giờ đang hoang mang thì có hai thằng từ dưới đất chui lên không phải hòa mà là thằng vinh sứt người hưng yên và thằng thuyết người thái bình chúng nó bảo quân ta rút lui hết rồi mình chuồn thôi Nói là làm Bà đứa lom khom Quay ra Chẳng mấy chốc Đã đến rìa làng Ngoái đầu nhìn lại An tiêm Một màu đen sẫm Chập chờn Trong ánh sáng ma quái Của hỏa châu Nó cháy sáng Và rơi xuống Khi đã vẽ Lên nền trời đêm Những tia sáng ngoằn ngoèo Cách nhau vài chục mét Tôi bước thấp bước cao Ở giữa đồng không mông quạnh Những mong sớm Trở về với anh em đồng đội nhưng hỡi ôi chẳng có ai trong ba đứa biết đường về nên càng đi càng thấy mù tịt chúng tôi đã gặp mấy đợt pháo kích thường thì chúng tôi nằm xuống nhưng cũng có lần cả ba đứa cùng lăn xuống một hố bom đầy nước chúng tôi đi trong đêm và gặp không ít xác những con bò bị chết giữa ruộng bốc mùi vô cùng khó chịu dò dẫm mãi cũng thấy phía trước có một ngôi làng cứ tưởng đây là nơi an toàn nên chúng tôi nói chuyện to hơn Và không cần giữ gì nữa Tôi đã mong có một nồi cơm nóng hổi Và cả canh rau nữa Hoặc cơm nguội cũng được Và sẽ ăn với ruốc mặn của tàu Nhưng những loạt đạn rất căng Đã ghim đầu chúng tôi xuống Pháo sáng phụt lên khắp nơi Không gian mới vài phút trước Chỉ có mấy tiếng tắc bọc Thì bây giờ sôi động hẳn Như một bạn đại hợp sướng Ba đứa bật ra cánh đồng tránh xa nơi khói lửa mù mịt và tự hỏi tại sao ở đây lại có địch vừa đói vừa mệt nhưng trên tất cả vẫn là làm sao có thể trở về được có tiếng nói vọng từ nơi xa xa lắm thằng này nó sốt cao quá gọi y sĩ tiêm cho nó một mũi một người khác lại nói hai ngày rồi mà nó chưa tỉnh và một giọng bắc nói như ra lệnh khi nào nó tỉnh cho nó ăn uống rồi dẫn nó về hầm tối Nhớ canh giữ cẩn thận. Rồi tôi lại tiếp đi. Tôi thấy mình bồng bềnh, bồng bềnh trên sóng nước. Tôi thấy khát, rất khát nên cứ cố cúi xuống. Rồi tôi thấy hình như tôi đang chìm xuống là nước lạnh. Tôi cứ vùng vẫy và hét lên những tiếng kêu tắc nghẹn. Và tôi tỉnh thật với toàn thân mồ hôi vã như tắm. Tôi kêu, nước, khát nước. Nhưng đúng như trong giấc mơ Tiếng nói của tôi trở nên phèo phào Và ngay cả tôi cũng thấy khó hiểu Cố gắng ngồi dậy và bò ra cửa hầm Phía trên không có ai Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra Nhưng hoang mang vô cùng Những người vừa nói lúc nãy là thật hay mơ Và mình đang ở đâu đây Có địch ở đây hay không Tôi cố mãi và cũng lên được khỏi hầm bầu trời thoáng đãng và oi bức. Tôi nhớ đến khẩu súng và cái xanh tuya rông của Liên Xô rất hay tụt khóa khi phải bò trườn. Ở đấy có bi đông nước và mấy hộp tiếp đạn cùng bốn trái lựu đạn chày. Tôi nghĩ nó ở dưới hầm nên lại tụt xuống để tìm. Nhưng tìm mãi không thấy, tôi đành bò lên khỏi hầm và khi ngẩng đầu lên, một họng súng chĩa thẳng vào ngực với tiếng quát. Im lặng, giơ tay lên. Như một cái máy, Tôi từ từ giơ hai tay Sau khi nhìn thấy cái chốt an toàn khẩu AK Đang ở nước liên thanh Còn miệng thì ú ớ Nói mãi không lên lời Vẫn anh ta ra lệnh cho tôi đứng lên Bằng cái giọng bắc hơi ngọng ngọng Tôi cố gắng đứng lên Mặt chân cứ khụy xuống Xây sập mặt mày Lúc ấy chắc bộ dạng tôi thảm hại lắm Ngước mắt lên tôi van xin Anh ơi em đói quá Đấy là tôi định nói như vậy Sao tiếng đôi khác thế Nó cứ lào vào ở trong họng Được thể anh ta quát Cái gì Vừa cố nói và ra hiệu bằng tay rằng Đã nhiều ngày tôi chưa có gì vào bụng Tôi có thể sẽ chết đói vì khát Có thể lúc đầu anh ta cho là tôi giả vờ yếu mệt Nhưng bây giờ anh ấy đã hiểu Lập tức anh ấy gọi tên một người nữa Đưa tôi đến một căn hầm to Và vững chãi hơn căn hầm ban nãy Tôi kịp nhận ra ở đây có cả bếp ăn nữa Tôi chỉ xuống hầm có một loạt xong nồi Anh ta bảo ăn đi Mới nghe thấy Thế quai hàm tôi đã cứng lại rồi Trong những xong nồi ấy Có cơm trắng Và trong cái xong B12 Còn có cả loại canh rau gì Giống như rau rền Nồi cơm hãy còn ấm Chứng tỏ quân ta mới ăn xong Thì tôi tỉnh lại Sới cơm bằng cái thẻ inox Mỹ Vào cái ca Mỹ Nước miếng tôi ứa ra tôi chợt nhớ mình đã đọc ở đâu đấy rằng đang đói mà ăn quá no thì sẽ bị chết vì bội thực lý trí bảo tôi dừng lại sau khi ăn một nửa ca cùng với nước canh rau rền tía lúc này khi trong người đã có một ít ngũ cốc các hệ của tôi bắt đầu làm việc và tôi bắt đầu thấy đau ở mông tôi đổi tư thế ngồi nhưng cũng không khả quan làm ấy anh bộ đội đang canh giữ tôi thấy tôi không ăn nữa mà cứ loay hoay nên cảnh giác bắt tôi ngồi im nhưng mông tôi đau nên cứ cọ quậy mà quả thực tôi thấy chỗ đau cứ nóng gian lên và hình như tôi lại lên cơn sốt kiểm điểm lại những gì đã qua tôi nghĩ nguyên nhân của những cơn sốt có lẽ là do những vết thương không được băng bó lúc mới bị vẫn còn hăng nên qua mấy ngày cũng chẳng sao giờ có lẽ đã bị nhiễm trùng và sốt là do sự phản ứng của cơ thể mặt nóng bừng nên tôi thều tào xin nước uống Và thật hiệu nghiệm Tôi đỡ sốt hẳn Tôi được dẫn đi khoảng độ 50 mét gì đấy Thì anh lính Nói với ai đó ở trong hầm Thủ trưởng em dẫn thằng thám báo tới này Tai tôi lùng bùng Và nhớ lại lúc mới tỉnh dậy Thấy ai đó Nói là phải canh giữ tôi cẩn thận Hóa ra tôi bị cho là thám báo địch Các anh ơi Thám báo gì mà nói tiếng Bắc tám báo gì mà thương tật đầy mình và đang sốt hầm hập nghe xưng hô thì có lẽ đây là chính trị viên tiểu đoàn được ngồi lên cái vỏ tùng lương khô ở dưới hầm cuộc tra tấn bắt đầu nòng súng của khẩu ak vẫn chĩa thẳng vào mạng sườn sẵn sàng hành quyết tôi nếu bất tuân lệnh hoặc có vẻ chống đối một liên lạc với giấy bút để ghi chép tôi phải trả lời các câu hỏi một cách khó khăn vì mới có mấy ngày sao phát âm khó vậy Câu hỏi đại loại như, họ tên, quê quán, phiên hiệu đơn vị. Khi tôi trả lời là người Hà Nội, chính trị viên tiểu đoàn hơi cau mày, làm tôi hơi sợ. Khi hỏi đơn vị tên gì, lúc ấy tôi nói năng đã liều loát hơn và trả lời rõ ràng. Đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 101, sư 325. Lại hỏi ai là sư trưởng, thì nhất thời lúc ấy tôi chẳng nghĩ ra, nên rõ ràng là tôi đã mất điểm vô cùng mệt mỏi Và cơn sốt lại đến khiến tôi không biết gì nữa Thằng Vinh Dứt mang khẩu K63 dài ngoãng Lúc khoác vai nòng súng chĩa lên trời Nên càng thấy nó dài hơn Mắt nó một mí nên có vẻ hím hít Chưa ai gọi nó là đẹp trai vì giống như tôi Nó có cái răng cửa không được như ý Bù lại nó khá nhanh nhẹn và chịu khó Thuyết bà già thì ngược lại Khi đi hai tay nó vung vẩy Chân thì vỡ ra Nên chúng tôi gọi là bà già đi chợ Nói vậy Chứ từ lúc có chúng nó đi Tôi thấy cũng đỡ lạnh lưng hở sườn Và chắc hai đứa cũng nghĩ vậy Trong đêm tối Chúng tôi như ba con chó hoang Cứ lang thang giữa cánh đồng Và hễ tạt vào làng Là bị người ta xua đuổi Bằng súng đạn và hỏa trâu sáng rực Có lúc mỏi mệt Và cảm thấy bất lực Ba đứa lăn ra giữa cánh đồng Chúng tôi đã chứng kiến thấy pháo của ta và địch chọn nhau Chúng giết trên đầu tôi Rồi gầm vang Trong chớp lửa của đạn pháo Chúng tôi thấy những đám khói cuộn lên Như những đám mây trắng hồng Tôi đâu biết rằng Nơi ấy là thành cổ Quảng Trị Địa danh mà sau này Đã gắn liền với huyền thoại 81 ngày đêm Trời sắp sáng Lại một đêm nữa qua đi Chúng tôi bàn nhau không vào làng nữa Mà sẽ nằm ngoài cánh đồng như vậy sẽ an toàn hơn nhưng còn cái ăn uống thì sao uống thì dễ rồi vì dù sao các hố bom hố pháo đều có nước ăn thì chịu hẳn nhưng dù sao phải sống đã nếu bị trúng bom trúng đạn thì cái ăn cái uống còn nghĩa lý gì chúng tôi đã chọn được một khu mộ còn tương đối nguyên vẹn có cả cây cối um tùm ban đêm thế này cũng khá kín đáo chúng tôi chia nhau ra làm ba hướng và hẹn rằng có gì báo hiệu bằng cách ném đất ở đồng bằng nên trời sáng rất nhanh mặt trời đã nhô lên báo hiệu sẽ có một ngày nắng gắt tập trung quan sát tôi thấy có gì đặc biệt ngoài tiếng ov 10 đang quần đảo xa xa cái ngôi làng có vẻ yên tĩnh bình yên kia không biết có phải là nơi mà đêm qua đã xua đuổi chúng tôi hay là ngôi làng phía bên kia phải nói thật là tôi rất kém khi xác định đường hướng nhất là về ban đêm. Mặc dù trời đầy sao, nhưng tôi không tài nào xác định được đâu là hướng bắc và nếu tìm thấy chòm sao bắc đầu thì cũng khó mà đi đúng đường. Tôi ngủ tiếp đi lúc nào không hay và chỉ khi tỉnh dậy một loạt bom dài làm rung chuyển trời đất, lại một loạt nữa tiếp theo. Tôi nín thở chờ loạt cuối cùng. đúng là B năm rồi nhưng sao nó có vẻ xa quá vậy? tôi ngóc đầu dậy và cảm thấy có một bức tường, không, một dãy núi thì đúng hơn, mà là một núi khói bụi cộng với đất cát, tất cả cứ quyện vào nhau che lấp cả ánh mặt trời. B năm hai quả là khủng khiếp. Nó dài ở xa, chứ nếu gần lại không có hầm trú ẩn, chắc chắn chúng tôi đã bị tiêu sinh mạng rồi. Tôi luôn là người gặp may vào những lúc cực kỳ nguy hiểm như có quý nhân phù trợ lần này cũng vậy trong cái nắng trong trẻo của buổi sáng mùa hè tôi nhìn thấy lấp ló đâu đây những quả ổi chín trái mùa nơi bãi tha ma hoàng vắng tiên nhiên ưu đãi đã ban tặng chúng tôi một bữa sáng muộn màng nhưng suốt đời nhớ mãi có vài quả ổi vừa chín cùng mấy quả còn xanh cho ba thằng đói khát thì quả là như muối bò bể nhưng có còn hơn không tôi còn nói nếu không có gì ăn không tìm được đường về thì cây ổi này một cái lá cũng không còn bây giờ ba đứa bảo làm sao và bằng cách nào thoát ra khỏi vùng địch tạm chiếm cái đói cái khát không đáng sợ bằng cái chết còn nhớ lúc hành quân vào chiến trường gặp biết bao khó khăn gian khổ nhưng chưa có hy sinh đôi khi quá mệt mỏi lính tráng chúng tôi đã không ít lần kêu lên khổ quá thế này thì chết đi còn hơn Bây giờ cái chết gần đến nỗi Nhiều khi ta suýt nữa Thì sờ vào nó Thì ai cũng sợ Chúng tôi bảo nhau Nếu không thoát khỏi đây Thì sớm muộn gì cũng chết Hoặc bị bắt Đêm nay dù thế nào cũng phải phá vây để trở về Quyết tâm rồi Nhưng lại sợ Sợ cái vòng luẩn quẩn của đêm trước Chúng tôi bảo nhau ngủ đi Cho lại sức để tối còn đi Sống giữa vùng địch Không thấy có bom pháo mấy nhưng chúng tôi đã nắm được một số quy luật của địch Khi nào chuẩn bị có B-52 Thì cả chiến trường im lặng Ngay đến cả mấy chiếc L-19 hay OV-10 cũng biến đầu mất Đến khi ta chợt nhận ra điều đó Và nhìn lên trời Thì đã thấy tốt B-52 Với ba chiếc ba vệt khói đang tiến lại Tất cả như ngừng thở khi chiếc đi đầu tiên nghiêng cánh và hai chiếc theo sau cũng vậy tiếng bom rít lên sẽ không chung lao xuống nhưng vì chúng tôi vào quá sâu nên không bị bom lần nào nhưng thả nằm dưới tọa độ b năm hai còn hơn lúc nào cũng phấp phỏng lo sợ tôi thiếp đi trong cơn đói cồn cào dưới cái nắng hè như tiểu đốt và cũng mấy lần phải chuyển chỗ nằm vì quá nắng có cái gì rơi vào người tôi nhỏm dậy thấy thằng vinh đang nháy nháy trời chưa tối hẳn cánh đồng làng xa xa vẫn còn trong tầm mắt và đêm nay chúng tôi phải vượt qua những lũy tre, những ao hồ, vượt qua những chạm gác của địch, những bãi mìn để đến cái nơi mà trận bom benami sáng nay đã góp phần giúp chúng tôi xác định lại phương hướng. Sầm tối, chúng tôi rời khu mộ đi ra phía cánh đồng sau một ngày trôn chân mỏi gối. Trời đêm nay nhạt nhòa, pháo sáng của địch. Đầu đây trong không gian mùi tử thi thoang thoảng. Chẳng biết là của người hay súc vật Nhưng không cái gì cản được Bước chân của chúng tôi trở về Chúng tôi quy định Mỗi người cách nhau 5 mét Và cố gắng đi thật thấp Để kẻ địch khó phát hiện Súng cầm tay Ba đứa tôi tiến dần vào ngôi làng Có những dạng tre Nổi lên trên nền trời Một màu đen tối sầm Chúng tôi không hề gặp một trở ngại nào Lúc mới vào làng Không hề có lối đi Cũng không thấy đường xá nào cả chúng tôi cứ vạch rào mà đi những bụi tre đổ ngột ngang đã cản bước chúng tôi rất nhiều chúng tôi đi qua những căn nhà đổ nát không một ánh lửa không một bóng người không có lợn gà kêu tất cả là một vùng đất chết chết theo mọi nghĩa đi mãi đi mãi chúng tôi vẫn không xuyên tùng được ngôi làng vừa lần mò vừa nghe ngóng động tĩnh của địch nên chúng tôi bị mất phương hướng cứ như vậy đi vào ma trận ấy cảm giác mừng vui sắp được đoàn tụ anh em đồng nội lúc đầu dần dần tan biến nhường cho sự thất vọng ê chề tại sao có mỗi con đường về mà lại khó khăn như vậy tại sao giờ chắc đã quá nửa đêm nếu không tìm được lối ra thì quả là nguy hiểm bây giờ thì chúng tôi lại muốn thoát ra cánh đồng và ước gì chúng tôi đang được ngả lưng ở khu mộ với những lùm cây râm mát và biết đâu mình lại tìm được vài quả ổi xanh còn ẩn sau chùm lá mệt đói và nước cũng đã hết ba thằng tôi nằm xuống vừa quan sát vừa bàn bạc hòng tìm ra lối thoát và mệt quá tôi lại thiếp đi tôi mơ thấy mình trên đường về nhà về đến bưởi rồi qua bốt tây đen tôi dạo bước và cứ đi Đi mãi mà làng tôi vẫn trước mặt Vậy tôi phải chạy thôi Chạy mau về để vụt đầu vào bể nước Mà uống cho vơi cần khát Đang đốt cháy trong người tôi Tôi cố chạy thật nhanh Thật nhanh Sao mà chân cứ líu lại Tiếng ai như tiếng thằng Vinh dứt Sáng rồi Sáng rồi ư Vậy là tôi không kịp về nhà rồi Xung quanh tôi hiện lên cảnh làng quê sơ sắc bởi đạn bom tôi đã có thể nhận ra con đường mà tre pheo nằm ngột ngang chúng tôi bảo nhau mau chóng tìm nơi ẩn nấp và cố tìm cái gì để đút vào miệng ba đứa chạy về phía một ngôi làng mà ở đấy có vẻ con yên bình đây đó hãy còn những ngôi nhà khá nguyên vẹn với hàng rào chè tàu trước cửa giếng nước ở đây cũng có vẻ đã lâu không có người sử dụng lá tre rơi đầy sân giếng Cảnh chiến trường trông thật thê lương Nhìn trước nhìn sau Cả ba thằng chúng tôi vào nhà qua khe cửa nhỏ Của một ngôi nhà xây thấp Không có ai ở trong nhà Và đồ đạc thì cũng chẳng còn gì Tôi mò xuống bếp Cũng vắng lặng Đến gai người Chợt nhìn thấy một cái hũ nhỏ Nằm nghiêng bên bếp cho lạnh lẽo Tôi lấy chân đá cái hũ Nó có vẻ nặng nặng khác thường Mở ra xem Thì hóa ra toàn là ngô giống Loại ngô nếp màu trắng này Mà thổi sôi ngô thì ngon phải biết Tôi gọi nhỏ Nhưng đủ để hai đứa nghe thấy Có cái ăn rồi Cả hai chạy xuống bếp màng hũ lên Tôi phân công vinh sức Tìm một sợi dây Còn thằng Tuyết đổ ngô ra mạch ni lông Mang cái hũ ra Để thằng Vinh buộc dây vào miệng hũ Thả xuống giếng múc nước Chẳng biết sợ là gì Chúng tôi uống ngay Khi hũ nước được kéo lên vì đằng nào cũng chết không chết đói thì chết vì khát cẩn thận hơn chúng tôi còn lấy cho đầy tất cả bi đông bữa ăn sáng có ngô sống và nước giếng không thể nói là ngon nhưng trong hoàn cảnh này thì không còn mơ ước gì hơn thế nữa ăn uống xong xuôi chúng tôi quyết định nghỉ một lát muốn ra sao thì ra thằng vinh nó nhận sẽ gác trước nhưng rồi nó cũng ngủ quên Chính tôi tỉnh giấc đầu tiên Khi nghe thấy tiếng chân người rầm rập Tiếng hồ óc ách gì đó Bằng tiếng Sài Gòn Thời đó lính tráng chưa biết phân biệt Nên cứ lính miền Nam là nói tiếng Sài Gòn Chết điếng cả người Tôi kéo hai thằng ngủ say mê mệt Địch địch Và cầm súng lao qua cửa ngách Chạy biến ra sau vườn Tiếng người vấp ngã Rồi tiếng hô đứng lại Và nổ súng gian lên đạn cứ găm vào thân cây chuối bồm bốp có tiếng chân người chạy đằng sau tôi ngoái lại thấy thằng vinh với khẩu k sáu ba chạy đầu trần không thấy thằng tuyết đâu nhưng không thể quay lại hoặc chờ đợi vì đạn vẫn nổ đằng sau toàn toát tôi lại qua một ruộng sắn một khu vườn nhỏ từ xa tôi thấy mình đang chạy vào một ngõ nhỏ trước mặt tôi là một hàng rào cao ngang ngực không chậm trễ tôi lao qua hàng rào và bay như một mũi tên ngã dúi ngã rụi tôi lồm cồm bò dậy và vẫn còn kịp nhìn thấy thằng vinh bị mắc vào hàng rào phía sau quân địch đang tràn tới chạy một lúc tôi mới cảm thấy nhẹ nhẹ thiếu thiếu giật mình hóa ra cái xanh tuya của liên xô có bi đông nước ba hộp tiếp đạn và bốn quả lựu đạn rơi mất từ hồi nào thế là từ nay trên con đường chiến đấu của tôi chỉ còn đơn độc làm sao sống sót để trở về đây giờ đây tôi giống như con cuốc cứ lủi lủi chỗ này sang chỗ khác tôi đến một vạt cỏ chanh cao gần bằng đầu tôi còn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu cứ đi thẳng vào bãi cỏ địch chắc chắn sẽ tìm ra vậy là tôi bỏ xuống rẽ cỏ bằng tay và vuốt chúng cẩn thận không để trở thành một con đường chạy đến nơi mình ẩn nấp địch đã xa rồi giờ thì lại thấy khát khát ghê gớm tôi cứ áp mặt xuống đất để hơi ẩm làm cho đỡ khát Tôi cố nghĩ xem mình đã đọc cuốn sách nào Nói về cả người lính bị đói, bị khát Họ sẽ ra sao Nhưng nghĩ mãi, không ra Mà trời càng về trưa càng nóng Bãi cỏ bốc hơi ngột ngột Tôi cũng đang bốc hơi Đang tan biến đây Mấy cái vết thương do m chín ở mông Đang nhấp nháy đau Và trong vô thức tôi cảm thấy mình Rất gần một con sông Một con sông đầy nước mắt Nó ở đâu đây thôi Tôi đã nghe thấy tiếng người nô đùa Tiếng tay khỏa nước Và đâu đấy Những mái tóc ướt nhẹt Những cái lưng trần đen cháy Nước Nước Tôi cũng muốn chọn cho mình một cái gì đấy Như nước uống chẳng hạn Tôi đã đọc khá nhiều chuyện Nói về người lính Và biết khi khát họ đã làm những gì Tôi cũng đã thử Nhưng bị thất bại Thứ nhất đầu vào không có Thì hỏi lấy đâu đầu ra và khi cái cơ thể mất nước Đến mức có thể bốc cháy được Thì cái thứ gọi là đầu ra ấy Nó là những cái gì đó Không thể tiêu hóa nổi Như mọi người vẫn nói Cảm giác của một kẻ bạc nhược như tôi lúc này Là nếu cho tôi uống nước Thì bắt tôi làm gì cũng được Nhưng tôi không muốn đầu hàng Tôi muốn trốn chạy bằng mọi giá Nắng xuyên qua những khóm cỏ tranh Khiến cho toàn thân bọc rát Đúng là cảm giác không đánh lửa tôi tôi đang rất ở gần một con sông một con sông có nước thực sự chứ không phải là rừng mơ của tào tháo thời tam quốc và tôi phải chờ chờ một cách kiên nhẫn cho đến khi mặt trời dần xuống trời đã tối hẳn cái khát cũng có vẻ dịu đi đôi chút nhưng cực kỳ cẩn thận tôi vẫn cứ chờ tôi chờ đêm về tôi chờ tiếng thằng vinh hay thằng tuyết nó gọi một tiếng động dù nhỏ cũng làm tôi chú ý nhưng không có gì cả Quanh tôi chỉ còn tiếng côn trùng kêu giả dích Đã đến giờ phải ra rồi Vì không thể chờ lâu hơn nữa Tôi bò thẳng lằn Súng AK nâng ở phía trước Giờ thì nhẹ rồi Vì xanh tươi rời mất Nhẹ được đến cỡ mấy cân ý chứ Bò ra đến bờ sông Tôi nằm im quan sát Qua ánh sáng lập lòe Mặt sông sáng rực Mỗi khi có ánh đèn hỏa châu không phải có nước mà dễ uống đâu tôi nhập tính từ bờ sông chỗ tôi nằm xuống đến mặt nước cũng phải dễ hai mét bờ sông dốc đứng nếu phát ra tiếng động thì ôi thôi tôi nhớ lúc chiều quanh đây có người chắc là lính chứ dân thì có ai mà gan to bằng trời vậy không thể phiêu lưu tôi bỏ dọc bờ sông tìm nơi có thể xuống nước mà không bị lộ đây rồi những bụi dứa dại có thân to bằng bắp đùi mọc từ bờ và vươn ra mặt nước nhẹ nhàng tôi trườn xuống nấp dưới bụi dứa tôi thấy yên tâm hơn lúc trên bờ để mũ để súng sát mép nước cả người tôi chìm dần trong làn nước mát tôi đã uống uống rất ngon lành uống mà không gây ra tiếng động nào đến một gợn sóng lan tăn cũng không có uống mãi cũng đủ tôi leo lên và nằm ngay ở bụi dứa vừa nghỉ ngơi một tính toán Rất có thể xuôi theo con sông này Sẽ gặp quân mình Vậy thì cứ thế Vừa không bị khát nước Và không bị bắt Leo lên bờ tôi đi lom khom Một cách thấp nhất có thể Lúc có pháo sáng tôi thấy toàn thân tôi lộ lộ Nếu địch ở quanh đây Chắc chắn tôi bị phát hiện Tôi nhớ mình còn nắm ngô sống Lấy ra mấy hạt Ướt ướt Do tôi dìm cả người xuống nước Cố nhấm nháp nhưng hàm thì cứng lại Toàn thân gai gai như chuẩn bị lên cơn sốt Cái mông với những mảnh nạn tấm nước Có vẻ đã trương lên Mỏng mọng Kỳ di tuyển nó cứ cọ vào quần Làm cho tôi thấy bỏng rát Và tôi biết đó là nhiễm trùng Vì đã băng bó gì đâu Tôi lại gặp địch Khi mà bỗng dưng tôi thấy Mấy cái bóng lờ mờ đang tiến lại Vội vàng lăn sang trái Khẩu súng va vào mũ cối Một tiếng rất to thế là tôi vùng chạy, tiếng quát tháo, đù mẹ đù cha ầm ầm, chúng bắn như vãi chấu nhưng không đuổi theo nữa. để cách xa địch càng xa càng tốt, tôi cứ luồn lỏi mà không theo phương hướng nào cả, chỉ biết nhắm phía trước mà tiến. may mắn làm sao, tôi phóng được ra cánh đồng. tôi tỉnh lại và thấy đầu óc quay cuồng, tai cứ ủ đặc như say lúa. một cậu nói, tỉnh rồi à? tôi mất máy không nói lên lời dù rất muốn nói một cậu khác nói lấy cái gì cho nó ăn không nó chết mất tôi thấy mình là lạ khi nhận ra đang mặc quần đùi và một cái áo lính cũ nhưng có vẻ sạch sẽ cái cậu ngồi ngoài cùng treo lên còi hầm lúc này tôi mới thấy có những tia nắng bên ngoài cậu kia quay lại bảo chẳng còn gì cả bom nó hất tung hết bẩn hết không ăn được hay hòa can nước đường cho nó uống cho nó đỡ đói một người nói vừa ăn một trận B-52 đầy khói bụi, đất cát mù mịt. Mày đích biết chứ, chúng tao đất cát rơi đầy đầu đây này. Bất giác tôi đưa tay lên mặt. Quả là toàn đất bụi. Tôi thều tào. Các anh ơi, đây, đây là đâu? Cậu đang xúc đường, ra ca bi đông nói. Ngu thế, mày chết đi sống lại mấy lần đấy. Y sĩ của tiểu đoàn không tiêm và thay băng cho mày thì tiêu rồi, còn ạ. À? có cái gì bất nhẫn dâng trào trong tôi dù hãy còn rất yếu sao họ nói với tôi không một chút thiện cảm như vậy tôi chợt nhớ anh cán bộ tiểu đoàn đang hỏi cung mình nhìn quanh chỉ thấy có ba người có cái túi gì đó và màn nữa uống cốc nước đường tôi đã tỉnh hẳn hai chiến sĩ bỏ đi và dặn một người còn lại trông nom tôi cẩn thận tôi biết họ đi báo cấp trên tôi được gọi lên chỉ huy họ đưa tôi cây bút bi ba màu và bắt khai họ tên quê quán viết xong họ cho tôi vào một hầm gần đó một lát sau lại có một người đưa tôi giấy bút và khai tên tuổi kiểu như lập trích ngang bây giờ rồi tôi suy nghĩ y sĩ tiểu đoàn đến cho tôi uống thuốc và bảo sớm mai thay băng tôi được gọi ăn cơm cùng năm sáu người khác có ba người quen cũ lúc trong hầm tôi không dám ăn nhiều Mặc dù thấy cơm là đói đau quặn bụng Mấy người hỏi Mày không đói à Tôi bảo có Thì họ hỏi Đói sao không ăn Tôi mới bảo Tôi đọc sách Nhịn lâu ngày ăn no Dễ chết lắm Mấy đứa nó cười Bảo mày cũng có học đấy Bỗng có thằng hỏi Bố mẹ mày người Bắc à Tôi ngạc nhiên Vì tôi là người Bắc Thì tất nhiên bố mẹ tôi Cũng phải người Bắc chứ Tôi nói Em người Bắc thật Ở Hà Nội Tôi thấy họ có vẻ không tin Và đến gần tôi Thì tôi xin một ca cơm và canh ăn Vì đã đói lắm rồi Một người đẩy đà bảo tôi Mày ngủ ở đấy cấm không được lên khỏi hầm Nếu không sẽ bị bắn chết Nghe chưa Tôi gật đầu ngoan ngoãn Vì chắc rằng đêm nay sẽ được ngon giấc Tôi đã về với quân ta được mấy ngày Nhưng những ngày mê man Xét ra thật là vô ích Tôi đã gần hết sốt Đôi lúc hơi ngây ngấy một chút còn mấy vết thương vẫn mọc mọng sáng nay y sĩ thay băng thấy lấy máu và có mùi hôi nghe cậu ấy bảo còn mạnh ở trong đó một cán bộ mới bắt tôi viết lại những gì tôi viết hôm qua anh ấy nói ở mặt trận này không có đoàn một linh một nào cả tôi khai là quân của một linh một với tên gọi từ ngoài bắc và chúng tôi mới vào đó rồi tôi lại bị hỏi về hà nội tôi học ở đâu nói chung họ không tin tôi là bộ đội tôi phải viết nhiều lần với những yêu cầu giống nhau như bố mẹ, anh chị em. Đôi khi tôi có viết sai một chút, vậy lại bị quay chóng mặt. Làm sao cho họ tin đây? Những người lính thì có vẻ tân thiện, còn chỉ huy thì không. Lúc này tôi đã ăn tốt hơn và đây gọi là ăn giả bữa. Mấy người tôi gặp đầu tiên là anh nuôi và quản lý tiểu đoàn. Họ đều là những người miền Trung. Họ bảo nếu là thám báo thì sẽ bị bắn ngay và những lời khai của tôi sẽ gửi ra Bắc để thẩm tra. Nghe như vậy, tôi rất mừng vì mình không thể nào bị bắn vì mình là bộ đội thật. Tôi được đưa xuống bếp giúp nấu nướng và sai vặt. Tôi lần la nói chuyện và kể mình bị lạc ra sao, bị thương thế nào. Tôi bảo, nếu em là địch thì sao lại bị thương nát cả mông như vậy? Họ bảo thiếu gì trường hợp như vậy. Một anh còn nói, hồi ở sáp đám mài cũng bắt được thám báo đi lạc Nghe vậy chứ tôi có biết sắp đám mài là gì đâu Tôi bảo Tôi biết thơ hồ chủ tịch Biết cả ngày sinh và ngày mất của người Tôi cố để anh em tin mình Và rồi sự kỳ diệu cũng đến Sáng ngày thứ ba hay thứ tư gì đó Kể từ hôm tỉnh lại Có một người cán bộ khoảng 40 tuổi Xuống tận chỗ nhà bếp và hỏi Lạc đâu? Tôi ngơ ngác Không biết ai tên là Lạc thì cậu quản lý chỉ vào tôi lạc đấy bảo tôi dừng lại anh ấy hỏi có đúng mày ở đại đội năm không tất nhiên tôi không vì mừng quá mà không nói vâng em ở đại đội năm anh ấy lôi ra một tờ giấy tôi nghĩ đây là xác nhận của địa phương nhưng sao nó giống với tờ giấy mình biết hôm qua tôi nói anh ấy nghe và nhìn vào tờ giấy tôi hiểu rằng số phận tôi sắp định đoạt sau một hồi tẩm tra Anh ra đòn cuối cùng Ở đấy mày có biết bách không Tia sáng lóe lên trong đầu tôi Có Tôi biết Bách sinh năm 1950 Học cùng lớp Bách có mấy anh em Hãy kể đi Và tôi đã kể đúng tất cả Lúc bấy giờ Anh ấy tự giới thiệu Anh tên là Trung người Hà Nội Công tác ở huyện Và có biết Bách cùng gia đình Vậy là tôi thoát Tôi muốn cảm ơn anh Nhưng chưa dám Bỗng anh Trung Bảo Bách nó cũng ở gần đây Có muốn gặp nó không Ôi tôi mừng quá Giữa chiến trường khốc liệt Mà cái sống và cái chết gần nhau Trong ngàn tấc Gặp lại người quen Là cả một cơ may cực kỳ hiếm có Tôi nài nỉ cho tôi được gặp anh ngay bây giờ Nhưng anh bảo Phải về trung đoàn Anh nhắc là anh trung quân lực Của trung đoàn 27 Ngày mai anh sẽ dẫn tôi đến gặp Bách Ngày hôm đó với tôi phải nói là vui như tết tôi được tự do đi lại cậu quản lý cho tôi mấy bộ quần áo nói là về hậu cứ lấy trong ba lô không biết của thằng nào bị thương hay đã hy sinh cũng chẳng biết thôi thì họ cũng chẳng dùng đến nữa mà chúng tôi thì đang rất cần tôi đi thay băng gặp ngay anh cán bộ tiểu đoàn anh ấy bảo lúc mày về đây ai cũng bảo là mày sẽ chết cứ mềm mề tỉnh tỉnh lại còn sốt cao nữa chứ cũng may có người thấy trong hầm có mùi lạ Thì người thì bảo cóc chết Có người còn quả quyết nhìn thấy con chuột chạy xuống hầm Chắc nó bị chết nên bốc mùi Chỉ khi cậu y sĩ đến tiêm cho tôi Mới phát hiện cái mùi đó ở người tôi Khi quyết định thay cho tôi quần áo Thì phát hiện mấy vết thương đã nhiễm trùng Và tôi còn bị tiêm kháng sinh nữa Cũng lạ là tôi không chết Mà dần dần tỉnh lại Chính trị viên tiểu đoàn nói Cách đây khoảng 10 ngày có một nhóm tám báo mặc quần áo vũ khí trang bị như quân giải phóng lúc chúng trở về thì gặp quân ta thay chốt và hỏi mật khẩu chúng không đáp mà nổ súng khiến bên ta hy sinh hai bị thương mấy người cô ta bắn trả và tiêu diệt một số mấy tên tháo chạy thục mạng trung đoàn ra lệnh phải bắt và tiêu diệt hết nếu không sẽ rất nguy hiểm tôi đã gặp may khi gặp toàn anh nuôi và quản lý tiểu đoàn nếu phải gặp lính bộ binh thì ngày hôm đó của năm sau là ngày dỗ đầu của tôi rồi tôi ra sau hầm ở đấy có một khoảng đất mà tôi nghĩ trước đây là vườn có những cây rền cơm to chưa từng thấy chỉ cần một cây thôi là đã đủ có nồi canh cho tiểu đoàn bộ rồi lạ một cái là chỗ mới hái chỉ ít ngày sau chỗ đó đã mọc thêm hai nhánh nữa và tất nhiên các nhánh kia cũng vậy tôi chờ và mong anh trung đến đưa tôi đi gặp bạn Đến ăn không ngon nữa Thấy lạ Mấy anh nuôi cùng cậu quản lý mới hỏi Mày làm sao thế Tôi bảo anh Trung sao không đến Bọn nó bảo anh là quân lực Hay phải đi công tác Có khi anh đi nhận quân Vì trên chốt thương vong nhiều Cứ chờ anh ít ngày Một tuần trôi qua Nhiều khi tôi cứ nghĩ Hay đây là một giấc mơ Nhưng giấc mơ gì mà mọi chuyện Thật đến mức không thể thật hơn nữa Hạn hữu lắm Tôi mới gặp anh cán bộ tiểu đoàn tôi hỏi anh trung quân lực trung đoàn anh ấy hỏi cần gặp anh trung quân lực làm gì tôi mới bảo anh trung hứa hôm sau sẽ đưa em đi gặp một người bạn học cũ ở đơn vị này chí trị viên tiểu đoàn hỏi bạn cậu tên gì tôi mới nói bạn em tên bách anh ấy hỏi thật không tôi khẳng định là thật anh nhìn tôi và bảo cậu không bao giờ gặp được nó nữa bách nó hy sinh rồi tôi thấy buồn ghê gớm mới hôm qua vẫn còn mong gặp bách giờ thì đã hết trong câu chuyện với anh em có người cũng biết sự hy sinh của bạn tôi và cũng hứa sẽ đưa tôi viếng mộ tôi còn nhớ đấy là thôn bồ liêu ở đây có cái nhà thờ mà mấy cậu hải dương cứ gọi là bồ niêu tôi ở làng bồ liêu thấm thoát đã tròn nửa tháng tôi phục vụ công tác hậu cần và được anh em yêu quý y sĩ tiểu đoàn thay băng và tiêm cho tôi thuốc kháng sinh. Tôi cũng được phát nhu yếu phẩm như mọi người. Những lúc không có bom, pháo, tôi theo mọi người luôn trong đổ nát tìm kiếm thực phẩm cải thiện. Chúng tôi mang về đủ cả. Nào đậu đỏ dùng để nấu chè rất ngon. Đậu nhỏ, đậu xanh dùng ngâm thành giá đỗ. Chúng tôi kiếm được cả bao đường Mỹ để nấu chè dần. Có lần ở làng Hà Mi tôi còn đào được vô khối dầu ăn đựng trong những cái thùng sắt tây hình chữ nhật và được chôn rất cẩn thận trong những thùng đạn đại liên trong đó có cả thuốc lá và bột ngọt toàn những thứ lính thích dùng những ngày này của tháng 8 năm 72 không hiểu châu bò ở đâu mà nhiều đến vậy cứ từng đàn từng nhóm một và cứ nhẩn nhơ giữa cánh đồng bom đạn đã giết chúng không tường tiếc và ngay cả chúng tôi cũng vậy khi thấy mấy con vô tình vào gần làng Mấy đứa hồ bắn đi Vậy là đoàn đoàn Con vật tội nghiệp nhảy lên Và ngã lăn Chân còn dãy rãy Khi quân ta xả thịt Có mắt còn mở hé Vội vàng lấy những chỗ thịt ngon Và ưng ý nhất Chúng tôi rút lui Và kịp nhìn thấy có mấy chiến sĩ khác Cũng đang tiến tới Tất nhiên là rất lãng phí Nhưng mấy ông lính cũ bảo nếu không có Thì B-52 rồi pháo các loại Nó cũng ăn hết mà thôi Chỉ bằng mình ăn tươi còn hơn Là để ươn rồi mới được chén Có những khi Mấy ngày liền chẳng có con nào lai vãng Có một cậu trên chốt về bảo Có một con chắc mới chết ở ngoài đồng Vậy là không kể nguy hiểm Hai thằng tôi cầm dao Mang tải đi ngay Có khi tìm đến nơi lại phải về Vì con trâu chết Do pháo đã mấy ngày nằm giữa ruộng nước đã trương lên da bóng lọng như màu quả sim chín chắc cậu lính đó mắt sang vành nên nhìn trâu chết trương rồi mà lại cho là mới chết báo hại cho bọn tôi nai nịt lặn lội chẳng quan nguy hiểm mò đến tận nơi những ngày này ở vùng đất triệu phong đầy bom đạn nhân dân còn ở lại được đưa ra vĩnh linh sơ tán các làng chỉ còn ít du kích bộ đội thì ở khắp nơi Làng Bố Liễu cũng như vậy Với những bức tường quét vôi màu xanh cô ban Màu vàng Nói chung là có vẻ sặc sỡ hơn ngoài Bắc Dần dần bom đạn đã làm biến mất tất cả Những lũy tre làng đâu còn cái vẻ xanh tươi Tất cả xác sơ héo rũ Chỉ cần một mồi lửa là lũy tre làng cháy đỏ Khói đèn bốc lên trong tiếng ống tre nổ bùm bốp Tôi đã ở đấy Sống và phục vụ chiến đấu và chờ mong Có cái gì đó mơ hồ Mà nhiều khi tôi không dám nghĩ tiếp Làm sao mà đến giờ Anh Trung không đến Anh bận gì Hay anh đã quên luôn Chuyện có một thằng lính đồng hương Với tương tật trên mình Đã ngã vào một tay đồng đội Sau những ngày gian khổ Vì đói, vì khát Và trên hết là thiếu vắng hơi ấm Của anh em đồng chí Những ngày anh không đến Tôi vẫn chịu sự phân công của anh em Lúc thì tôi theo bộ phận trinh sát Vào nằm sát làng lại Kiều Lúc thì về ăn lộng Rồi ăn lộng hai Có những khi được phân đi vác đạn DK và chốt Mấy cậu mời hút điếu thuốc màu trắng Đầu lọc cũng trắng Mà có mùi the the của bạc hà Bọn nó bảo tập kích thu được đấy Có những lần gánh đạn cối 61 Buộc mỗi bên bốn quả Mà đến lúc về Hai vai cứ lằn lên mấy ngày không hết Tôi cứ hỏi dò xem đơn vị mình giờ ở đâu nhưng bọn nó bảo hãy chờ ông trung biết đâu đơn vị mày đã vào sâu rồi cũng nên thôi thì cứ ở đây vậy quân đội chỗ nào chẳng vậy có đứa lại hỏi hay là mày thích đánh nhau thì báo cáo cho lên chốt tất nhiên là chẳng ai muốn lên chốt đánh nhau rồi nhất là tôi tôi cứ tưởng tượng trong cảnh chạy trốn hãi hùng trong đói khát mà lại dùng mình ở đây dù sao đi nữa cũng an toàn hơn Mặc dù cũng như toàn mặt trận chị Thiên hồi đó Chỗ nào cũng bom cày đạn sới Lúc nào tìm cũng thắt lại Khi tiếng hú của pháo bầy Và mỗi khi nghe tiếng súng AK bắn ba phát một Vậy là sắp có B-52 Bất kỳ ai cũng có trách nhiệm Phải bắn ba phát trả lời Và cũng là báo cho đồng đội khác được biết Sau khi bắn xong Hãy mau chóng tìm nơi ẩn nấp Và chờ đợi Chờ đợi Người lính mà hay nói về cái chết Thì có lẽ luôn là kẻ sợ chết Nhưng bây giờ Chỉ tồn tại giữa sống và chết ranh giới của nó thật mỏng manh Hôm nay còn gặp mặt nói chuyện Mấy hôm không tới đâu Ra hỏi mới biết đã hy sinh từ hôm ấy Những ai mà nói tôi không sợ Thì chắc hẳn là nói khoác Hàng ngày nhìn thấy cảnh này cảnh nọ Làm sao không suy nghĩ Tư tưởng Làm sao không dao động Nhưng công việc được giao thì cứ phải hoàn thành Vì mọi người quanh ta vẫn vậy Vẫn yêu đời Và vẫn tin ở ngày mai Có tin anh Trung ra bác học Nếu là sự thật Thì thật là mừng cho anh Và cũng buồn cho tôi Tôi muốn đi Không biết đi về đâu Đơn vị cũ thì bật vô âm tín Và thực sự tôi cũng thấy yêu cái đơn vị mới này nơi mà tình người lúc nào cũng ấm áp nơi mà nếu không có những mũi tiêm những viên thuốc thì tôi đã bỏ mạng vì nhiễm trùng sau mấy ngày lặn lội ngủ bờ ngủ bụi với đầy mình đất cát và bộ quần áo thì cành cành vì nhiều ngày không thay đổi tôi cố gắng để gặp cán bộ trình bày nguyện vọng những lo lắng của mình khi xa đơn vị lâu ngày ông chính trị viên tiểu đoàn nói vậy cậu cứ yên tâm ở đây có nhiều trường hợp như cậu vẫn xảy ra trong chiến đấu hết chiến dịch chúng tôi sẽ trả cậu về vì giờ này trung đoàn cậu đang ở khá xa nghe và tin như vậy tôi chẳng còn nghi ngờ gì nữa và với tôi lúc này đơn vị mới cần tôi đi đâu tôi sẵn sàng đi đấy tôi và một cậu nữa đã đi công tác ra do linh ra quán ngang rồi ra tân vĩnh linh Đến dốc 6 độ nhận hàng Về cho trung đoàn Lúc cậu ấy cùng đi Còn có ý rủ tôi chuẩn về nhà ít ngày Tôi rất thích Nhưng còn do dự Rồi hai ba lô đèn pin nhận của kho Thì vứt đi đâu Nó bảo bán hết để lấy tiền về Tôi bảo sợ lắm Khi nào biết nói thế nào đây Nó bảo thế thì không vào nữa Nhưng tôi bảo nó Là tôi không thể Tôi mà về thì cả nhà tôi xấu hổ không dám ra được mất vậy là hai đứa lại không về nhà nữa thế mà lại may rồi một ngày một ngày khó quên khi mà mấy đứa cứ thì thầm rằng sắp san so linh rồi hôm qua chúng ta bỏ thành quảng trị rồi cán bộ tiểu đoàn nói vậy thảo nào mấy hôm trước cả vùng thị xã gói lửa mịt mù chiều qua giải rác có vài tốp lính đi qua làng tôi với súng đạn đầy mình và quần áo dính đầy bùn đất cuối cùng thì hy vọng sống cũng đến với tôi nhưng nó đến trong sự mất mát to lớn của cả chiến trường tôi thấy thị xã hôm nay một màu đen tàng tóc trung đoàn rút ra từng đơn vị nhỏ hòa vào dòng người ấy tôi cứ từ 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 đi theo ra hướng bắc bỏ lại sau lưng những tháng ngày gian khổ của cuộc chiến hầm màu bỏ lại thị xã và cả vùng triệu phong hoang tàn đổ nát với những cánh đồng lỗ chỗ Đầy những hố bom Bỏ lại tất cả những chết chóc hy sinh Trong cuộc chiến không cân sức Giữa một bên là những con người Vũ khí hãy còn lạc hậu Chống lại kẻ thù mạnh hơn Về mọi mặt Với ưu thế tuyệt đối trên không, trên biển Chúng ta chỉ có chống đỡ và chịu đựng Với một ý chí kiên cường Và đã làm nên một kỳ tích Có một không hai Trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ cứu nước Đó là lần đầu tiên một tỉnh được hoàn toàn giải phóng, đó là Quảng Trị. Đơn vị cứ mãi miết mà đi, ngày và mặt trận, mỗi bước đi nặng tựa ngàn cân. Chúng tôi đếm bước chân của mình và cảm thấy càng ngày càng xa lìa sự sống. Cũng bước chân ấy thì giờ đây nhẹ nhàng làm sao, khi bước trên những cồn cát ở Gio Linh. Chiến tranh chẳng những làm chúng ta kiệt quệ mà chính kẻ thù cũng tỏ ra mệt mỏi Bằng chứng là chúng tôi có thể hành quân giữa ban ngày Mà không có cảnh nơm nớp vì phi pháo địch Có cảm giác như Mỹ hết cả bom rồi hay sao Bầu trời có vẻ xanh trong hơn Và đất mẹ hiền hòa đã đưa chúng tôi băng qua Những cánh đồng hoang hóa của dài đất hẹp phía nam vị tuyến Đêm ở Do Linh, dài và sâu thẳm Ngày mai chúng tôi về đất Bắc Thì hỏi ai mà không hồi hộp, có đan sen một chút lo lắng, một chút thôi, nhưng cũng khiến ta có một đêm khó ngủ. Ngày vào nam chúng tôi đi ở miền tây, vượt sông bến Hải, mà cứ ngỡ rằng mình mới lội qua một con suối. Còn ngày mai chúng tôi sẽ vượt qua Hiển Lương bằng ba lô gói trong bao gạo Trung Quốc và bơi qua như đã từng vượt sông thạch hãn hôm nào. Cầu hát. Ai đi vô nơi tuyến đầu Vĩnh Linh quê ta đó Sông Hiền Lương vẫn chảy ra miền Bắc chung một dòng Đã làm chúng tôi vấn vương không ít Chúng tôi ra đi thì có bài hát nào nói lên nỗi niềm này không nhỉ? Vĩnh chấp vẫn còn ít chút màu xanh Chiến tranh đã vươn ra ngoài này từ lâu Vì kẻ thù muốn đánh gục ta ngay từ đầu chiến tuyến Nhưng đâu đây sự sống vẫn đâm chồi. Con người ở đây dù đã ra tân kỳ hết Nhưng những người có thể chiến đấu Và phục vụ chiến đấu vẫn ở lại Hình ảnh những o dân quân Đầu đội mũ tai bèo Chân mang dép đúc Vài khoác súng AK Với bước chân thoản thoát Mang lại cho tôi cảm giác bình yên che chở Chúng tôi được nghỉ ngơi trong nhà dân Được làm một cách tạm bỡ Cốt che mưa che nắng Cho căn hầm phía dưới Vì thực tế mọi sinh hoạt ngủ nghỉ Đều diễn ra dưới những căn hầm rộng rãi Thực phẩm nhiều hơn khiến chúng tôi được ăn ngon hơn Lần đầu tiên từ lúc vào Nam tôi được phát phụ cấp tiêu vặt mà bằng tiền miền Bắc hẳn hoi Khi bắt đầu mang tên Lạc ở trung đoàn 27 tôi khai cấp bậc binh nhất Vậy cho nên phụ cấp của tôi cũng cả thâm niên nữa Sau đó là những ngày bình công, báo công Tôi bảo tôi chẳng có công gì nên không tham gia Nhưng cấp trên cứ bắt phải ngồi mà nghe rồi họ lần lượt nói thành tích của từng người Và thật ngạc nhiên Tôi một kẻ lạc ngũ mà cũng có công Người ta nói mà tôi cứ ủ cả tai Nào là tôi đã nấu cơm Mang cơm lên chốt Đi cùng trinh sát nằm chốt nhiều ngày Tham gia tài gạo, gánh đạn Vác đạn ca và chốt Và được đề nghị tặng bằng khen Và phong quân hàm hạ sĩ Tất cả kê khai Và được bổ sung quân trang Nhân dịp này tôi bỏ được cái ba lô cũ Đã sởn rách và mấy bộ quần áo đã cũ. Ở cái đất lửa Vĩnh Linh này, người dân cũng mặc giống như bộ đội và toàn là quần áo rất mới. Vậy thì lý do gì mà lính mình phải bận đồ cũ nát? Nhưng qua vấn đề cấp phát quân trang, tôi mơ hồ cảm thấy hình như tiểu đoàn 1 muốn tôi trở thành quân số chính thức của họ. Có những đêm thao thức, tôi thầm nghĩ về tương lai, về số phận của mình. Nhờ trời cho đến giờ, tôi vẫn được bình yên ở đây tôi không phải người xa lạ nhưng khát khao cháy bỏng được trở về khiến lòng tôi bất an trở về đơn vị chắc chắn sẽ lại có những trận đánh đang chờ và những hy sinh chết chóc còn ở đây thì sao nếu như chấp nhận ở lại tôi sẽ phải chịu đựng điều động kể cả xuống đơn vị chiến đấu và nếu không may mình hy sinh thì làm sao gia đình biết được có một anh người quảng bình nói nhỏ với tôi ở đâu mà chẳng được miễn là còn cái gáo nhưng tôi vẫn muốn về đơn vị nó cứ đêm ngày thôi thúc phải làm cách nào để trở về khi mà mình chẳng biết đơn vị ở đâu tôi đã lên gặp quân lực trung đoàn và muốn tìm gặp anh trung người hà nội vì chính anh đã bảo tôi yên tâm ở đây khi nào biết tin của đơn vị tôi ở đâu thì sẽ cho về nhưng ở trên này người ta cứ giấu không cho gặp và cũng chẳng nói với anh trung giờ ở đâu Họ còn khuyên hãy ở lại với trung đoàn 27 Vì đơn vị tôi vẫn còn trong đó Nhưng tôi cứ quyết tâm trở về Nên cuối cùng tôi được tọa nguyện Trung đoàn cấp cho tôi giấy chứng nhận Đã có thời gian chiến đấu và phục vụ chiến đấu Từ khi tôi lạc khỏi đơn vị Họ bảo cái này cũng là giấy đi đường Quan trọng là cái dấu đỏ của trung đoàn Nếu không có nó Anh có thể bị quy vào tội đảo ngũ ngay Được cấp một ruột tượng gạo và thực phẩm như thịt hộp, ruốc mặn. Tổ hậu cần có chia tay cho tôi bằng một bữa liên hoan nho nhỏ. Một anh bạn tặng tôi một chiếc dù pháo sáng chiến lợi phẩm. Một người khác thấy tôi hay ghi chép đã tặng tôi một quyển sổ khá dày, bìa bọc giả da và một cây bút. Tôi đã khóc trong buổi chia tay và suýt nữa nghe lời mọi người ở lại. Lòng tôi nặng chịu một nỗi buồn Vì trước khi chia tay mà không gặp được ân nhân Và càng buồn hơn khi không có một chút thông tin nào về anh tôi cũng ân hận vì đã không đến được mộ của bách trước ngày ra bắc còn cái bằng khen chiến dịch và quyết định phong quân hàm cũng chưa có nhưng vì mình có ở lại đâu mà cần những thứ đó tôi ngủ một đêm cuối cùng với anh em để sáng sớm mai lên đường tôi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu chỉ biết cán bộ trên trung đoàn nói đi lên bãi hà hỏi thăm về hậu cứ sư đoàn hoặc vào binh trạm nào đó nhờ giao liên giúp đỡ. Tạm biệt Trung đoàn 27, nơi đã che chở cho tôi những ngày khó khăn nhất cuộc đời lính chiến. Nơi mà mỗi viên thuốc, mỗi hạt cơm đều tấm đẫm tình người trong mưa bom bão đạn. Cảm ơn anh, đồng chí y sĩ của tiểu đoàn, mà sự vô tâm của tôi không nhớ được tên. Tên tất cả anh em của những ngày tháng 8 và tháng 9 năm 1972 tại hậu cần tiểu đoàn các anh chính các anh đã cứu sống tôi khi tôi mê man với những vết thương nhiễm trùng sau những ngày lặn lội và không được lau chùi băng bó số phận tôi đã đẩy đưa đến với tiểu đoàn giữa những ngày vô cùng ác liệt mà Nên. nếu không có sự che chở của các anh thì tôi đã làm mồi ngon cho quân giặc cảm ơn anh trung người hà nội tôi chỉ biết về anh như vậy vì sau lần gặp đó anh đã vĩnh viễn không bao giờ quay lại, như anh đã từng hứa với tôi. Giờ đây, sau gần 40 năm, tôi ghi lại những dòng này với lòng biết ơn sâu sắc với những người đồng đội năm nào. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, có một chiến sĩ cũng đã ngoài 60, tự nhiên đọc được bài này và tốt lên, tôi biết chuyện này, vì tôi biết nó là thằng lạc. Anh Trung ơi, sau ngày đó anh đi đâu? Cầu mong cho anh gặp nhiều may mắn trên đường đời. Em nhớ anh và mang ơn anh lắm. Có phải anh nghĩ rằng đưa em về đơn vị em lúc đó thì em sẽ chết vì sự ác liệt của chiến trường. Sau này em mới biết đơn vị em cũng ở ngay gần đó và chính điều này mà cán bộ đơn vị em quay em mãi là tại sao không về đơn vị mà lại trú ẩn ở trung đoàn 27. May mà có giấy của trung đoàn anh, không thì em chết. Anh Trung nếu còn thì giờ cũng gần 80 rồi. Các đồng chí, các bạn Tôi mong nhận được phản hồi Từ ai đó của trung đoàn 27 năm nào Để chứng minh rằng Đây là câu chuyện có thật 100% Và không hề hư cấu Nhẹ nhàng và gión rén Tôi quận chiếc chăn chiên Cho nó giống như hình người đang nằm ngủ Dắt màn cẩn thận Mặc vội bộ quần áo K74 Rồi cùng thằng Minh bước ra ngoài sân Trời vẫn còn tối lắm Tôi và thằng Minh luôn qua hàng rào của trung đoàn bộ rồi trượt xuống ven con suối nhỏ, đi thẳng về chiếc cầu bê tông trên đường quốc lộ 21 từ Xuân Mai đi Sơn Tây. Ngay ở chân cầu, thằng Long thần sầu đã đứng đợi hai đứa từ lúc nào không biết. Cả ba thằng chúng tôi lủi lũi thẳng hướng thị trấn Xuân Mai dạo bước. Đằng đông trời đã dần hưởng sáng. Chiều qua lúc ăn cơm, ba thằng chúng tôi đã nhất trí với nhau là sáng sớm hôm nay sẽ té về Hà Nội. Chẳng là cách đây ba hôm Toàn trung đoàn có lệnh cấm trại Đợt này chắc là đi rồi Cách đây hơn 10 ngày Trung đoàn 36 Trung đoàn Bắc Bắc của sư 308 Đã xuất quân đợt 1 Nhưng toàn là lính cũ thôi Lính 74, 75, 76 Chứ bọn lính mới 77 chúng tôi Thì chưa thấy ai động đến Nhưng đến đợt này Chắc chắn chúng tôi không thể thoát được Ba thằng bàn nhau chuồn Không phải chúng tôi có ý định đảo ngũ đâu mà chẳng qua là muốn đảo qua nhà thăm bố mẹ anh em trước khi dấn thân vào cuộc chiến một cuộc chiến mà chúng tôi không lường hết được những gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước đến xuân mai trời đã sáng hẳn không kịp ăn sáng mà làm gì có tiền mà ăn sáng ba thằng chúng tôi rẽ vội về đường quốc lộ số 6 cứ loáng quáng ở đây mấy thằng vệ binh sư đoàn nó bắt được thì có mà công cốc đi mới được khoảng gần một cây số Phía sau chúng tôi xuất hiện một chiếc xe tải À Xe dân sự chúng mày ạ Thằng Minh hí hưởng kêu lên Bọn tôi vẫy rối rít Chiếc xe từ từ dừng lại Anh lái xe thò đầu ra hỏi Mấy ông về đâu Anh cho bọn em về Hà Nội với Xe tôi không về Hà Nội đâu Chỉ đến Hà Đông thôi Thế cũng tốt rồi Thằng Long thần sầu Từ nãy đến giờ mới thốt ra lèo tót lên thùng xe Xe chạy khá nhanh Vì đường cũng vắng Khoảng gần đến 10 giờ sáng Chúng tôi đã về đến Hà Đông Chúng tôi chia tay bác Tài Không quên nói lời cảm ơn Và đi thẳng tới bến xe Hà Đông Bà đứa chúng tôi đi xe buýt Tuyến Hà Đông bờ hồ Về đến nơi đã gần 11 giờ trưa Bà thằng hẹn nhau đúng 2 giờ chiều Có mặt tại nhà của tôi Ở phố Lê Thái Tổ Để cùng nhau lên đơn vị Thằng Minh thì về nhà ở Nguyễn Hữu Huân Thằng Long về nhà phố Hàng Hòm Tôi về đến nhà khi cả nhà đã ăn cơm trưa xong Mẹ tôi bảo thằng em đun lại món bò sốt vang để tôi ăn với bánh mì Cơm nước xong xuôi tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ về chuyến đi sắp tới của chúng tôi Ai cũng cảm thấy được mối hiểm nguy ẩn chứa trong tuyến đi ấy mà chẳng ai dám nói ra Hai thằng em trai của tôi vẫn còn quá bé nhỏ Thằng lớn 14 con thằng nhỏ mới 12 Để hiểu thấu đáo những gì mà anh chúng nó sắp phải trải qua Chúng vẫn hồn nhiên Vui vẻ ngồi nghe Thỉnh thoảng lại tranh giành nhau trí chóe Thời gian trôi đi thật nhanh Những giờ phút bên gia đình thân yêu Chẳng mấy chốc đã cạn Lòng minh đã tới thật đúng hẹn Tôi chia tay gia đình Mẹ tôi khi ấy đã rất yếu Bệnh tim của mẹ tôi đã tới thời kỳ tăng nặng Nhưng mẹ vẫn cố gắng Tiễn tôi ra cổng Bàn tay mẹ tôi nắm chặt Như không muốn buông rời Cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của mẹ Tôi quay đầu bước đi mà không dám quay lại nhìn mẹ lần cuối. Nước mắt nhạt nhòa. Ai mà biết được liệu tôi có còn được gặp lại mẹ tôi một lần nào nữa không? Chúng tôi bò lên đến đơn vị vào khoảng 5 giờ chiều. Ba thằng ngồi bệt trên bãi cỏ trước cổng và trung đoàn bộ. Mỗi đứa miên man suy nghĩ mỗi hướng. Bỗng thằng Minh lên tiếng. Này, chúng mày, chuyến đi này tao thấy lành ít dữ nhiều đấy. Thôi, Mỗi thằng hãy ghi vào sổ tay những địa chỉ cần báo tin của nhau. Nếu trong ba chúng ta, thằng nào không may hy sinh trước, thằng còn sống phải có nhiệm vụ viết thư báo tin cho gia đình người thân, phải ghi nhớ nơi chôn cất để sau này gia đình còn biết chỗ mà vào thăm. Ghi chép xong, nào có nhiều nhạn gì đâu, tôi chỉ có địa chỉ của gia đình, thằng Long cũng vậy. Riêng thằng Minh có tới hai địa chỉ, ngoài gia đình ra, nó còn thêm địa chỉ của cô bạn gái thân. Cô gái tên là Minh Nguyệt Thằng Minh gọi tên cô gái như vậy Chúng tôi bước chân vào cổng trung đoàn Thằng nào cũng chắc chắn nhận một án kỷ luật vì tội đảo ngũ May thay buổi tối hôm đó chẳng có một án kỷ luật nào được đơn vị đưa ra Ngoài sự nhắc nhở nhẹ nhàng của chính trị viên C-18 thông tin Sáng sớm hôm sau, ban chính trị E-36 gọi tôi lên gặp Phần này thì chết chắc rồi Tôi thẩm nghĩ như vậy Nhưng không, Đồng chí trợ lý ban chính trị trung đoàn vui vẻ Pha chè mời tôi uống rồi nói Sắp tới trung đoàn sẽ tổ chức buổi lễ xuất quân cho các đồng chí và trong kia Ban chính trị đã quyết định chọn em Thay mặt cho toàn bộ anh em chiến sĩ thuộc trung đoàn ta Và hai trung đoàn bạn là 102 và 88 Đọc lời tuyên thệ trước bộ tư lệnh sư đoàn Trước khi đi làm nhiệm vụ mới Em về chuẩn bị sẵn sàng giấy Để hôm nay phát biểu cho mạch lạc Thế là từ lúc đó chúng tôi cứ quấn vào công việc Nào nhận quân trang bổ sung Nào là trả quân trang không sử dụng đến Sau này chúng tôi mới biết Bộ phận quân nhu của E36 thật là láo tuét Những chiếc chăn chiên đã cấp phát cho tụi lính mới chúng tôi Là thuộc quân trang niên hạn 5 năm cấp vĩnh viễn Thế mà họ lại ra lệnh thu lại Với lý do vào trong kia khí hậu nóng không dùng tới Nên họ thu lại Vào trong kia đơn vị mới sẽ cấp đồ mới phù hợp hơn. Bi đông tăng, không có võng đầy đủ. Chiều ngày 16 tháng 5 năm 1978, những chiếc xe zin 151, 157 đến đón bọn chúng tôi đỗ chật trên sân bóng của tiểu đoàn 2. Tôi nói thêm cho rõ là tổ Tam Tam chúng tôi thuộc biên chế của C18 thông tin E36 sư đoàn 308. Khi huấn luyện tuân binh, Minh và Long thuộc D1, còn tôi thuộc D2 Kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới Chúng tôi được nhặt lên C20 chính sát Huấn luyện ở C20 xong Lại bổ sung về C18 thông tin Mới có mấy tháng Đời quân ngũ Mà sao tôi chuyển lắm đơn vị thế không biết Nhờ có chút ít kiến thức vật lý Học thời phổ thông Tôi được C18 thông tin Cho làm trợ giảng về điện Và dòng điện cho bọn lính thông tin mới Khi học sử dụng máy 2W P105 Thế mới có chuyện là tôi được cử thay mặt anh em ra đi làm nhiệm vụ đọc lời tuyên thệ trước bộ tư lệnh sư đoàn chứ tất cả chuẩn bị được hoàn tất vào sáng ngày 17 tháng 5 năm 1978 đúng 2 giờ chiều ngày 17 tháng 5 tất cả chúng tôi tập trung đông đủ tại sân bóng của D2 sau lời giới thiệu của chính ủy trung đoàn tôi thay mặt anh em lên hứa hẹn đại ý là cái gì cũng hoàn thành tốt xứng đáng với danh hiệu sư đoàn quân tiên phong anh hùng tôi lên gân rất máu rằng đã đi là đến đã đến là đánh thắng không sợ khó khăn gian khổ hy sinh các bạn bây giờ thông cả cho cái thằng tôi vừa thôi mải đít trên ghế nhà trường trong đầu vẫn thấm đẫm hình ảnh của pavel kokshakin của nguyễn văn trỗi nguyễn viết xuân thì điều đó chẳng có gì là lạ tư lệnh kiêm chính ủy sư đoàn đại tá mai thuận lên phát biểu căn dặn trước đoàn quân ông nói rằng chúng tôi vào trong kia không phải tất cả đều đi chiến đấu Có đồng chí sẽ làm nhiệm vụ kinh tế Như trồng cỏ, chăn bò, phát sữa Chắc ông sợ nói thật Rằng chúng tôi phải đi chiến đấu Thì tỷ lệ chuồn chuồn sẽ lên rất cao 15 giờ 30 phút Tất cả lên xe Theo kế hoạch chúng tôi lên tàu Tại ga thường tín Tức là xe đến Hà Đông Rồi sẽ phải qua văn điện xuống ga thường tín Chán thật Mấy thằng lính Hà Nội lại không được thấy thủ đô lần cuối rồi Mưa Cả đoàn xe lầm lũi đi trong mưa mịt mù trắng xóa Có lẽ ông trời thương cảm cho hơn 900 thằng lính chúng tôi chăng Bóng đêm đã dần buông Về đến thị xã Hà Đông Trời ngớt mưa Đoàn xe vẫn lao thẳng Ôi trời không dễ phải sao Cả đám lính tiểu đội tôi đều ồ lên sùng sướng Về Hà Nội rồi Về ga hàng cỏ rồi Không còn nghi ngờ gì nữa Tuyến hành quân đã có sự thay đổi Thay vì xuống ga thường tín nay đổi lại ra ga hàng cỏ để lên tàu đám lính hà nội sung sướng hò reo ẩm mỹ toàn xe lướt qua phố phường đây rồi khu công nghiệp cao xà lá là đây những vũng nước mưa còn động lại ở trên đường phản chiếu ánh sáng điện lấp lóa trước cổng nhà máy mấy con chuột cống chạy đi chạy lại kiếm ăn và cắn nhau kêu chí chóe xe đi đến đường tây sơn thằng minh thì thầm với tôi nhà nguyệt ở đây đấy nó chỉ tay sang bên phải dãy nhà hai tầng mái ngói có những cây bàng đứng im lìm cô quạnh bỗng nhiên có rất nhiều rất nhiều những chiếc phong bì bay lấp lóa trong ánh đèn đường vàng vọt khi mờ khi tỏ thư rất nhiều thư các bạn ạ thì ra lũ lính tráng trên xe tung thư xuống mặt đường mấy hôm vừa rồi cấm trại chúng nó tranh thủ viết thư về cho người thân bây giờ chúng đem ra tung xuống phố cả đoàn xe lính hét ẩm ĩ bà con ơi chúng tôi là bộ đội trên đường đi chiến đấu mong bà con nhặt bỏ vào thùng tư giúp bọn tôi thế là người dân đi đường ùa nhau nhặt người đang đi xe đạp trên đường dừng xe lại nhặt người dân trong nhà cũng lao ra nhặt hộ người già nhặt trẻ em cũng tranh nhau nhặt cảnh tượng ấy thật vô cùng ý nghĩa và xúc động những bàn tay cầm đầy phong bì thư của chúng tôi còn đưa lên vẫy vẫy mãi không thôi dân hà nội của tôi đấy những người thân yêu của tôi Xin chào nhé Hà Nội ơi Chúng tôi nguyện sẽ không làm hổ danh thủ đô yêu dấu Khoảng 7 giờ tối Đoàn xe từ từ rẽ vào đường Trần Hưng Đạo Và dừng hẳn trước quảng trường nhà hát nhân dân Tức cung văn hóa hữu nghị bây giờ Tất cả các đồng chí ở nguyên trên xe Không có lệnh không đồng chí nào được xuống Tiếng ngông cán bộ dẫn quân cứ oang oang ra lệnh Trên xe chúng tôi ồn ào bàn tán Bỗng có thẳng la lớn lên bà con ơi chúng tôi là lính hà nội đang trên đường hành quân đi chiến đấu nhờ bà con cô bác giúp cho gia đình chúng tôi với thế là có bao nhiêu người dân gần đó những người bán hàng lặt vặt trước cổng nhà hát những đôi tình nhân đang đèo nhau đi bát phố tất cả đều xúm lại vây quanh đoàn xe quân sự của chúng tôi tiếng nhắn nhủ tiếng gọi nhau ầm ĩ cả một góc phố tôi nhìn thấy một đôi anh chị đèo nhau trên chiếc xe phượng hoàng ghé lại gần tôi hét tướng lên anh chị ơi cho em nhờ một chút họ dừng lại và nghe tôi nói em nhờ anh chị giúp em báo cho gia đình em ở ngay phố lê thái tổ gần hiệu kem bốn mùa nhanh lên anh chị nhé bọn em dừng chân ở đây không lâu đâu hai người nhanh chóng phóng xe vút đi tôi yên tâm chờ đợi thằng minh thằng long không biết có nhờ được ai không trong lúc cuống quýt ổ nào tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà để ý đến chúng nó một lúc sau Tôi nhìn thấy bố tôi Đi cùng thằng em út đi xe đạp tới Tôi mừng rỡ Vậy gọi dối rít Đúng lúc ấy con lệnh xuống xe Để vào ga lên tàu Tôi tập trung toàn tiểu đội À trước khi hành quân Tôi được cử làm A trưởng Để duy trì kỷ luật hành quân Theo bước của toàn đơn vị ra ga hàng cọ Bố và em trai tôi Cũng dắt xe theo sau Vừa đi vừa thì thảo nói chuyện Thằng em tôi vừa theo bố tôi đi Quảng Ninh về nó đội trên đầu chiếc mũ cói đan rộng vành Mặt đen nhẹp Cứ nhìn anh mà chả biết nói gì Cứ nắm chặt lấy tay anh lắc lắc Bố tôi căn dặn nhiều điều Nào là giữ gìn sức khỏe Nào là vào nơi phải viết thư ngay về cho bố mẹ Nào phải nhanh nhẹn bình tĩnh Và chẳng gì ông cụ cũng là lính điện biên năm xưa Nên có vẻ bình tĩnh lắm Nhưng tôi biết Dưới cái vẻ bình tĩnh ấy Và can trường ấy là một nỗi lo đến thắt ruột cho cái tính mạng của thằng con trai cả vừa mới tròn 19 tuổi. Đại đội hàng dọc, trung đội hàng dọc, tất cả theo thứ tự theo tôi. Tiếng cán bộ dẫn quân vang lên dứt khoát, đã đến giờ chia tay rồi. Cả đoàn quân rùng rùng chuyển động. Tôi vội nắm chặt tay bố và em mà chẳng nói lên lời, rồi chạy lên đứng đầu tiểu đội. Nước mắt nhạt nhòa. Tôi vốn là người rất hay xúc động, nhất là trước những cảnh chia ly chúng tôi vào ga cả sân ga đông đặc người và người bố mẹ anh chị em người yêu rồi thì bạn gái bạn trai lúc bấy giờ tôi mới thấy mình ngốc vô cùng nhưng bố và em tôi về rồi tôi nhìn ra ngoài cổng ga với vẻ đầy luyến tiếc lúc này tôi mới sực nhớ đến thằng minh thằng long chẳng hiểu chúng nó có ai tiễn không nhỉ tôi quay sang hỏi thằng minh nó im lặng không trả lời tôi chợt hiểu ra và cùng im lặng mà không dám hỏi gì thêm nữa hoàn cảnh thằng minh ra sao tôi còn lạ gì bố mẹ nó bỏ nhau từ mấy năm nay rồi ông anh trai là thương binh hạng ba chống mỹ nó đâu phải là diện đi bộ đội đợt này nhưng vì hoàn cảnh đáng buồn của gia đình chán đời nó xung phong đi lính bây giờ nào có ai ra với nó đâu chúng tôi lên tàu ngồi lặng lẽ dưới sân ga ồn ào Kẻ đi người ở lại Từng nhóm quây quần với gia đình Bạn bè trò chuyện Trời lại đổ mưa Cơn mưa đầu hạ chút xuống ảo ảo Theo lịch tàu 8 giờ là chuyển bánh Vậy mà giờ đã hơn 10 giờ rồi Trong tôi bỗng xuất hiện Một suy nghĩ trở nên nhỏ nhen Đáng ghét Tôi chỉ muốn tàu chạy ngay bây giờ Để nhanh chóng chấm dứt cái cảnh hàn huyên ẩm mỹ Đang diễn ra trước mắt tôi để cho tất cả bọn nó cũng bằng phân với ba đứa chúng tôi. Tàu chạy, thế là xong. Hết chia tay, hết vui cười, hết cả khóc lóc. Mãi đến 10 giờ 30 đêm, con tàu phì một hơi dài rồi lầm lũi băng trong đêm mưa gió. Các chú lính sau một buổi chiều vừa hành quân vừa trải qua quá nhiều cảm xúc của buổi chia tay bây giờ đã bắt đầu thấm mệt đó đây nhiều chú đang ngủ gà ngủ gật mặc cho tiếng bánh sắt rít ầm ĩ trên đường dây có thằng lấy tấm ni lông chảy ngay trên sàn tàu giữa lối đi đánh ngay một giấc cả đoàn tàu quân sự toàn lính sợ gì bố con thằng nào ba thằng chúng tôi vẫn chưa ngủ cái cảm xúc của cuộc chia tay vẫn còn rất mạnh mẽ làm chúng tôi chẳng thể nào nhắm được mắt tiếng bánh xe lăn trên đường dây vẫn vọng tới đều đều như cố du chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Khoảng 12 giờ đêm ngày 20 tháng 5, chúng tôi đến ga Biên Hòa. Tất cả chúng tôi được lệnh xuống tàu. Thành phố Biên Hòa đã chìm trong giấc ngủ, phố phường im ắng, chỉ còn tiếng những bước chân hối hả của đoàn bộ đội chúng tôi hành quân trong đêm. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã tới cổng trạm giao liên Long Bình, mệt mỏi dã rời, chẳng ai bảo ai. Chúng tôi ngả ba lô, nằm ngổn ngang, ngay trên con đường dẫn vào cổng trạm bọn vệ binh gác cổng nhất định không mở cổng cho chúng tôi vào bên trong vì chưa có lệnh thôi ngủ cái đã lũ chúng tôi gối đầu bằng chiếc ba lô đánh thẳng cẳng một giấc đến khi trời sáng trời đã sáng bảnh sau khi cán bộ dẫn quân làm xong mọi thủ tục chúng tôi lục tục đổ quân vào binh trạm chào ôi sao mà lớn đến vậy cái tổng kho long bình mà tôi từng nghe nói bây giờ hiện ngay trước mắt tôi Hàng rào dây kẽm gai có đến hàng chục lớp Nào là cũi chó, cũi lợn Nào là hàng rào B40 tầng tầng lớp lớp Tôi chợt nghĩ đến những chiến tích vang dội Của bộ đội đặc công năm trước Đã từng tung hoành trên cái mảnh đất Mà tôi đang đứng ở đây Đang ngơ ngác nhìn ngắm Và hồi tưởng tôi giật mình Khi thằng Long vỗ vào vai Này vào nhận chỗ Rồi đi tắm giặt một cái cho nó tỉnh người Thằng Long thần sầu Đã nhanh chóng hỏi thăm được nơi có giếng nước tôi và thằng minh lẽo đẽo đi theo nó vào nhận phòng ở những căn nhà lợp tôn chống hoách chống hoác gió thổi ù mang theo đầy bụi cát cái giếng nằm ngay bên phải cổng trạm giếng to dễ sợ có lẽ chưa bao giờ tôi nhìn thấy cái giếng nào to đến vậy thành giếng làm bằng những tấm tôn cong cong của mỹ có lẽ nó được tận dụng từ những tấm tôn dùng để lợp vòm cho nhà chứa máy bay thì phải Vậy mà phải dùng đến 3-4 tấm mới quây hết được thành giếng Bộ đội chen chân đẩy xung quanh thành giếng để tắm giặt Cũng may mà ở trên thành giếng buộc cố định rất nhiều gầu múc nước Nên chúng tôi tắm giặt rất nhanh Chỉ tội nước giếng hơi đục như nước sữa Chẳng biết là nước sạch hay là nước bẩn Tắm xong tôi và mình đi lang thang trên những con đường chạy ngang dọc bình trạng một vài chiếc xe chở khách của binh trạm đang chất đổ lên nóc xe mấy đồng chí bộ đội chắc được đi phép ra bắc đang tranh thủ chẳng buộc lại con búp bê trên nóc ba lô tôi thầm ước ao không biết đến bao giờ mình cũng được như họ buổi trưa trong binh trạm nóng kinh người cả cái tổng kho rộng mênh mông mà chẳng có một bóng cây xanh nào cái nóng từ trên mái tôn hắt xuống cái nóng từ dưới đất hắt lên cái nóng theo gió thổi qua những ô cửa sổ không cánh Nóng không thể ngủ được Nóng đến nhược cả người Sáng sớm hôm sau Sau khi ăn xong bữa sáng Tôi rủ Long và Minh đi ra ngoài chơi Ba thằng chúng tôi theo sự chỉ dẫn Của mấy ông lính ở trong binh trạm Lần theo lối cửa mở Chui rào thoát được ra ngoài Cửa mở là từ ngữ Chỉ những lối mòn xuyên qua các lớp rào hàng kẽm gai Bãi mìn do lính trắng Muốn ra ngoài tự mở lấy Ngã ba tam hiệp leo tèo Vài quán xá nhiều nhất là nước mía đá. Những chiếc xe đẩy bán nước mía, răng hàng bán ở khắp nơi. Tôi mua ba bịch nước mía đá cho bà đứa, chà chà, ngọt và mát lịm. Lần đầu tiên tôi được uống nước mía như thế này. Lúc ấy ở ngoài Bắc làm gì đã có và bánh mì kẹp thịt, những chiếc bánh nhỏ thôi nhưng nóng giòn và thơm ngon vô cùng. Bà đứa chúng tôi cái gì cũng ăn, cũng thử, ngon và lạ miệng. Ở ngoài Bắc đang phải ăn bo bo cơm độn Vào đây sẵn tiền của gia đình Vừa tắc tế Bà chúng tôi tự cho phép mình xả láng đôi chút Trước khi vào cái tương lai Mà chẳng thằng nào đoán định trước được Tôi nhìn thấy những chiếc xe lam Xe ô tô đái hát su nhỏ Chở khách Trên thành xe đề tuyến Tam Hiệp Sài Gòn Không phải suy nghĩ gì lâu la Tôi nhanh chóng ra quyết định Lên xe Chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau Chúng tôi đã có mặt tại ngã tư hàng xanh Sài Gòn đây rồi Thành phố Hồ Chí Minh đây rồi Bà chúng tôi lang thang đi bộ Tôi tạt vào bưu điện hàng xanh Gửi một bức điện về báo cho gia đình Là tôi đã vào đến nơi an toàn Thằng Minh, thằng Long Chẳng thấy nó gửi thư từ gì Hay điện đóm gì cả Thậm chí chúng nó còn đứng ở ngoài Chờ tôi mà chẳng thèm vào Thôi kệ chúng mày Sở thú đại sứ quán Mỹ Sinh độc lập Chúng tôi cứ lang thang đi bộ Ngắm nghía ngước nhìn Chồng chẳng khác gì bỏ đội nón rồi buổi trưa cũng lại chiếm trệ vào một nhà hàng tôi nhớ không nhầm thì đó nằm ở góc đường đồng khởi và sương nguyệt ánh bây giờ cũng khăn trải bàn trắng muốt cũng ghế dựa đàng hoàng như ai cho xin ba tô hủ tiếu tôi dõng dạc gọi cũng lại là lần đầu tiên được ăn hủ tiếu là lạ ngon ngon vèo một cái ba tô hủ tiếu chui tọt vào ba cái dạ dày đang sôi sùng sục vì đói chẳng bỏ bèn gì, nhưng chẳng nhẽ lại gọi mỗi thằng thêm một bát nữa, ngượng chết. Ba chú bộ đội sao tiết chỉnh tề, quân hàm chuẩn tướng, lại tiếp tục lang thang cho đến nửa buổi chiều rồi quay về ngã ba Tam Hiệp. Với tinh thần tiến công liên tục như lời hứa trước bộ tư lệnh sư đoàn bữa trước, vừa nhìn thấy quán có tấm biển đề: "A, à, xin mời cái thơ bảy món ở ngay xế cổng binh trạm", tôi liền cùng hai chiến hữu lập tức xung phong. Ra khỏi quán, trời đã nhập nhọn tối Chúng tôi trần nam đá chân siêu Loạn choạng trở về căn cứ Ngày hôm sau, ngày 23 tháng 5 Năm 1978 Vừa ăn sáng xong Chúng tôi đã thấy một đoàn xe ca sơn vàng đỏ Tiến vào binh trạm Binh trạm thông báo cho đoàn tân binh chúng tôi Hôm nay sẽ về đơn vị mới Tất cả không được đi đâu Đang định rủ dê chúng nó Đột rào ra ngoài Để đi xe gòn lần nữa Thê là phèo trong túi tôi vẫn còn hơn 40 đồng nữa Ngày ấy 40 đồng là to Lương trung úy chỉ có 75 đồng thôi Cả ngày hôm qua Cả ba thằng mới tiêu hết có hơn 30 đồng Chúng tôi chuẩn bị ba lô quân tư trang Sẵn sàng để lên đường Buổi sáng các sư đoàn 7 341 lấy quần trước Cuộc chia tay diễn ra vô cùng bịn dịn cảm động Giữa tân binh với cán bộ khung Sư đoàn 308 dẫn quần đi xin chào các anh nhé các anh trở lại xứ bắc quê hương thân yêu còn chúng tôi những người ở lại chưa biết sẽ có gì chờ đợi ở phía trước trong khu vực doanh trại vang lên tiếng hát chúng tôi người chiến sĩ tự hào hai tiếng tiên phong đâu có ngại ngùng chi gian khó những cái bắt tay những cái ôm tôi và anh dù đã quen hay vẫn còn xa lạ nhưng không sao chúng ta đều là lính quân tiên phong cả mà Chúng tôi tranh thủ bắt chuyện làm quen Với anh em đến nhận quân Thôi thì đủ các thứ chuyện Về cuộc chiến đang ngày đêm diễn ra Tại chiến hào biên giới Nào là vào đây chúng mày phải hết sức cẩn thận Có thằng đi đái đêm Cũng vấp phải mìn lá Cụt cẳng dễ như chơi Nào chuyện lính có kinh nghiệm chiến đấu Thì đã giải quyết cho gia quân hết rồi Còn lại toàn bọn úa à, úa như chúng mày Vào trận cứ lơ ngơ Như bỏ đội nón Bắn b 40 b mốt Xong lại cứ nhìn loanh quanh Để tìm các tút Có những chuyện thật Nhưng cũng có những chuyện mà chúng tôi biết chắc Là các bố bịa ra để dọa Tôi chẳng thấy ông nào Ở trại chăn nuôi bò Hay nông trường trồng lúa Đến nhận chúng tôi về Để đi vắt sữa hoặc đi cày cả Tất cả sẽ phải rồi ra sao Phải lao ra mặt trận Hết rồi nhé Thọ ơi, Minh ơi, Lòng ơi Đừng có tư tưởng hão huyền nữa sau bữa cơm trưa vội vàng Lũ tân binh còn lại tập trung nghe đọc danh sách Thằng về E1 Thằng về E2 Thằng thì về E3 Lại chia tay Lại bịn dịn Khoảng hơn 2 giờ chiều Chúng tôi lên xe để về đơn vị mới Ngồi trên xe tôi ngắm nhìn cảnh vật làng quê của miền Nam Qua ô cửa sổ Những lũy tre làng ở miền Bắc quê tôi Được thay bằng những hàng dừa xanh ngắt Cũng trời xanh mây trắng Cũng những cánh đồng lúa xanh mát êm đềm xa xa chóp núi bà đen màu xanh xám loáng ẩn hiện trông giống hệt chiếc bát b 52 hai úp ngược đất nước thật thanh bình và đẹp những người nông dân đang làm đồng nhìn thấy đoàn xe của chúng tôi họ ngẩng mặt lên nhìn rồi lại cúi chăm chú làm việc cũng đôi khi có những cánh tay đưa lên vẫy vẫy liệu rằng có ai trong số họ biết chúng tôi đang đi đâu không nghĩ đến cái cảnh đất nước thanh bình phong cảnh tươi đẹp vô cùng mà mình thì lại đang lao vào chỗ chết Tôi thấy dâng lên một cảm giác nghẹn nghẹn Một chút chát đắng trong lòng Thật chẳng thích thú chút nào Xe vẫn chạy Đoạn đường từ thị trấn chẳng bàng trở đi Đường bắt đầu sóc kinh khủng Lính tráng ngủ ga ngủ gật Không khí trên xe nóng nực Và ngột ngạt vô cùng Tôi vẫn không hề chập mắt được Tôi nhớ nhà, nhớ Hà Nội thân yêu của tôi Nơi mà bây giờ Đã cách xa gần nghìn cây số cái khoảng cách đơn thuần vật lý ấy sao đối với tôi nó xa xôi đến vậy mới ngày nào tôi và bọn cùng lớp còn trốn học ra bãi cát sông hồng đùa nghịch sang tận bờ đê bên gia lâm xem máy bay cất hạ cánh thế mà bây giờ mỗi đứa mỗi nơi tất cả đã xa cách xa lắm rồi nhớ ngày mới bước vào quần ngũ tôi vẫn hồn nhiên viết rằng ba năm lính không dài đâu em nhé nó trôi qua như giấc ngủ chưa hè Mặt hồ Tây chưa kịp thay ngọn sóng, anh đã về, cô bé có tin không? Nhưng có lẽ, vào lúc này đây, cái niềm tin hồn nhiên ấy đã bắt đầu lung lay, bắt đầu thay đổi. Có lẽ chiến đấu đang chờ đợi tôi ở phía trước, không thể nào kết thúc trong ngày 1 ngày 2. Xung đột biên giới, ai mà biết nó kéo dài đến bao giờ. Hơn 5 giờ chiều, chúng tôi đã đến nơi, tôi cũng không hiểu mình đang ở đâu một xóm nhỏ bé vắng vẻ không một bóng người dân đó đây chỉ toàn thấy lính tôi minh và long được hướng dẫn vào tạm trú trong một ngôi nhà gạch mái ngói sàn lát gạch hoa bóng lộn mùi ẩm thấp sực lên chứng tỏ đã từ lâu nhà không hề có người ở trong nhà không có một chút đồ đạc ngoài chiếc bàn thờ ở chính giữa thằng minh lên tiếng chắc dân ở đây chạy hết rồi chúng mày ạ tôi và thằng long đi quanh nhà xem xét ngước nhìn lên phía trên bàn thờ một bức tranh rất lớn vẽ một con mắt tỏa ánh hào quang rực rỡ lồng trong khung kính treo trang nghiêm ở giữa bức tường bên tay phải có một tấm bằng dạng như huân chương trong đó có ghi đại đạo tam kỳ phổ độ và địa danh nơi chúng tôi đứng chân tôi đoán như vậy xã tân thuận hay tam thuận tôi không nhớ chắc lắm huyện bến cầu tỉnh tây ninh à thì ra chúng tôi đang ở đây Thằng Long xem xét chăm chú một bức tranh treo trên tường rồi bảo Này, đạo này thờ cả tôn ngộ không chúng mày ạ à? Một bức tranh thờ cỡ nhỏ Vẽ rất nhiều nhân vật Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Bà Quan Âm Và có cả Tề Thiên Đại Thánh Đang vung cây gậy như ý Có lẽ đúng như lời thằng Long nói Thằng Long nhanh chóng tìm được cái giếng Nước trong và mát Cái thằng này cứ củ la củ lần cả ngày chẳng nói một câu nhưng được cái chu đáo trong khi tôi và thằng minh cứ lang thang xem xét vớ vẩn thì nó lo mượn trổi ở tận đâu mang về quét dọn sạch sẽ răng mắc dây phơi quần áo cho chúng tôi cẩn thận đúng là long thần sầu thôi tất cả đi tắm đi thằng long ra lệnh tất nhiên là tuân chỉ rồi tắm táp xong xuôi cái mệt nhọc phần nào đã trôi bớt đi theo dòng nước mắt chúng tôi nằm trải chiếu nằm cành ra giữa nền đá hoa mắt rượi một anh lính cũ sang gọi chúng tôi đi ăn cơm chiều bữa cơm đầu tiên trong đời lính thật không nuốt nổi cơm thì vừa hôi vừa vàng khè thức ăn chẳng có gì ngoài đĩa rau muống luộc vừa sống vừa già thêm một đĩa nhỏ là đĩa tép rang mặn chát vừa trải qua một ngày mệt mỏi cộng thêm nỗi nhớ nhà nhớ quê hương nhớ bạn bè do vậy tôi không thể nào ăn hết được bát cơm Ăn cơm xong trời cũng vừa tối Chúng tôi trở về căn nhà chú quân Trong nhà vo ve đẩy mũi Mặc dù ở đây không phải là đồng tháp mười Mũi nhiều như vãi chấu Đỉa nhiều như bánh canh Mà Nguyễn Quang Sáng từng mô tả Trong truyện ngắn của mình Nhưng đối với chúng tôi Những thằng lính Hà Nội mới trần ướt chân giáo Đã quá là khủng khiếp Giặc đâu chưa thấy Nhưng chúng tôi đã phải chiến đấu Với bọn giặc mũi khốn khiếp này cái đã một anh lính cũ thấy chúng tôi loay hoay Mắc màn khi trời mới vừa tắt nắng liền phì cười Sao tụi mày ngủ sớm vậy Chúng em thấy muỗi nhiều quá Nên tìm cách mắc màn thôi Chứ ngủ nghe nỗi gì Thằng Minh nhanh nhỏ trả lời Anh liền bày cho chúng tôi ra ngoài vườn Vơ một búi rơm Và bẻ một ít lá tươi Tất cả được đặt ngay ở vỉa hè ngôi nhà Cạnh chiếc cửa ra vào rồi đốt Một làn khói đặc quánh bốc lên xua đuổi những đàn muỗi hung hãn ra xa. Anh em ngồi vui vẻ trò chuyện trong cái màn khói mờ mịt ấy. Đêm ấy chúng tôi ngủ rất ngon giấc, mặc dù thỉnh thoảng trong đêm khuya tôi vẫn vẳng nghe tiếng pháo ỉ ùng từ tận đâu vọng lại. Bữa trưa hôm ấy ngoài những món truyền thống, trong mâm cơm đơn vị còn xuất hiện món gà đồng, thịt chuột ấy. Lúc gần trưa, một bà má từ đâu mang đến cho chúng tôi một rổ chuột con nào con ấy béo tròn to bằng cổ tay bà xếp đều những con chuột lên bãi cỏ ở ven đường vơ một nắm rơm phủ lên rồi thui bà lật qua lật lại những con chuột và thui cho thật đều tôi chăm chú đứng nhìn bà má làm nhưng trong lòng thì sợ phát kiếp tôi vốn sợ chuột từ bé cứ nhìn thấy chuột là hồn vía tôi bay đi đầu hết má mang số chuột vừa thui ra cầu ao trước nhà soạt soạt Má lột ra con chuột rất nhanh Cả giá chuột bây giờ con nào con ấy trắng phau Đầu đuôi chân cẳng bỏ hết rạch bụng bỏ ruột Chà chà Nhìn cũng trông hấp dẫn đấy Má chặt thịt chuột ra thành những miếng đều nhau Bằng ba đầu ngón tay Hành khô mắm muối bột ngọt Hạt tiêu bắc Nêm vào ướp cho ngấm Nào bác chào lên tụi mày Tôi giúp má nổi lửa lên Thịt chuột được dán hơi vàng rồi cho vào một cái son má đổ vào một ít nước với nước cốt dừa và nước rửa rồi bảo tôi đun lưu diêu nhỏ lửa chả gì lúc còn ở nhà nhà tôi chỉ có ba anh em trai mẹ lại ốm yếu nên việc chợ búa bếp núc tất cả đều ở một tay tôi nên chuyện nấu ăn tôi cũng chẳng ngô ngọng gì lắm mùi xoong thịt chuột kia cùng với nước dừa bốc lên thơm ngào ngạt điếc cả mũi tất cả súng rít lại rượu vào Dô, dô, món này mà nhậu với rượu đế chắc cũng đã lắm đây. Bà má hiền hậu nhìn chúng tôi, một anh lính cũ bảo với tôi. Chú mày biết không, ở đây thịt chuột phải 7 đồng một cân. Trong khi đó thịt bò ngon chỉ có 5 đồng thôi. Bà quý chúng mày lắm mới đem cho và làm cho chúng mày nếm thử đấy. Tôi ngồi ăn cũng hô hào, dô dô nhấm nháp chút rượu. Tôi vốn không uống được là bao nhưng tôi không hề động đũa đến món thịt chuột hấp dẫn kia Mặc dù biết rằng rất là ngon Lúc rút bà má làm bếp Tôi đã mấy lần suýt chết sặc Vì nuốt nước miếng Thằng Minh thằng Long Thì cứ chén tỉ tỉ Xít xoa ra điều thích thú lắm Đến buổi chiều Ba thằng chúng tôi lang thang ra đầu xóm Thì ra đây là nơi trú quân Của một trạm quân y Tôi cũng không biết là của đơn vị nào Những chiếc xe chở thương binh Từ chiến tuyến về Thỉnh thoảng lại rú còi ẩm ý Người ta khiêng thương binh xuống xong Chiếc xe lại quay đầu Phóng đi Nghe chừng vội vã lắm Chúng tôi hiểu rằng Chiến sự đã bắt đầu xảy ra Rất khốc liệt Và chúng tôi chắc Cũng sắp tham gia Vào những sự kiện khốc liệt ấy Hai ngày tiếp theo đó Toàn bộ tụi lính mới tò te của chúng tôi Tập trung lại để học chính trị Và nghe về truyền thống của quân đoàn, sư đoàn Và nhất là truyền thống anh dũng của trung đoàn 1 trung đoàn mang tên Bình Giã. Các địa danh nhắc tới trận đánh thử lửa đầu tiên giữa lực lượng viễn trinh tinh nhuệ của quân đội Mỹ với chủ lực của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngồi nghe mà thằng Minh cào nhào với tôi. Sột ruột, cứ làm như có mỗi trung đoàn này anh hùng. Lão này mà nghe truyền thống của trung đoàn 36, chắc là phải vãi đái ra. Thì ra trong tâm tưởng của nó, nỗi nhớ về trung đoàn cũ vẫn bao trùm tất cả cũng phải thôi Mới có ba ngày Làm sao đơn vị mới có thể gắn bó với chúng tôi Trung đoàn Bắc Bắc thân yêu của chúng tôi được Ngày hôm sau Ngày 27 tháng 5 năm 1978 Sau bữa cơm trưa Chúng tôi được lệnh chuẩn bị sẵn sàng lên đường Tụi lính mới chúng tôi tập trung nghe quân lực trung đoàn Đọc danh sách phân chia tân binh Về từng tiểu đoàn, từng đại đội Thế là lại chia tay nhau Thằng Long về hỏa lực C-14 DK82 của D3 Tôi và thằng Minh cùng về C11 D3 Hai thằng mừng rú lên Thế là tổ tam tam của chúng tôi Đã chia thành hai mũi Nhưng vẫn còn may Là cùng trong đội hình chiến đấu của tiểu đoàn 3 Chúng tôi vai mang ba lô Theo sự hướng dẫn của cán bộ tiểu đoàn Về đơn vị mới Tiểu đoàn 3 hiện đang trú quân Ở một xóm nhỏ giữa cánh đồng Cách không xa trung đoàn là bao Có lẽ... Đây chỉ là nơi trú quân tạm thời để nghỉ ngơi và bổ sung quân số sau những trận chiến ác liệt và hao binh tổn tướng. Chúng tôi đến một căn nhà nhỏ, căn nhà của ban chỉ huy tiểu đoàn. Giữa cái sân nho nhỏ là một đống vũ khí bộ binh cũ dích. Một đồng chí cán bộ tiểu đoàn nói với chúng tôi, đây là trang bị vũ khí tạm thời cho các đồng chí. Mỗi đồng chí tùy theo khả năng sử dụng của mình, hãy chọn lấy một khẩu rồi sau đó về luôn đơn vị mình như đã được biên chế Tôi chọn đi chọn lại Cuối cùng nhặt một khẩu AK-47 Còn tương đối tạm Thằng Minh cũng vậy Nó cũng tự trang bị một khẩu AK như tôi Từ khi về đến tiểu đoàn Tôi không còn nhìn thấy thằng Long đâu nữa Thằng Minh vừa kiếm ở đâu Một chiếc mũ sắt của lính ngụy cũ Nó liền đội ngay lên đầu Nhe nhở cười với tôi Đội thứ này còn tốt chán So với cái mũ cối đều của mày Mũ này mảnh đạn văng vào chắc chẳng ăn thua đâu. Lũ lính mới về bổ sung cho C11 chỉ khoảng 9-10 đứa. Tôi với thằng Minh về cùng một b lại được cùng hầm với mày rồi Minh ơi. Tôi thầm nghĩ như vậy. Là đội 11 chú quân trong một ngôi nhà nhỏ. Không, phải gọi là cái lều thì đúng hơn. Ba bề bốn bên trống hoác, trong nhà chẳng có ai ngoài một bà má đang đun nấu nồi gì đó ở dưới bếp. Bên cạnh nhà, có một con bò đang ung dung nằm nhai triệu trạo dưới gốc cây bông gòn lúc liều những quả là quả thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi tới những bông gòn được gió đưa đi bay vật vờ thư thái đại đội 11 lúc ấy có chừng hai chục mạng cả cán bộ lẫn chiến sĩ cộng với chúng tôi mới bổ sung là thành khoảng ba chục tốp lính cũ đón chúng tôi cũng không lấy gì làm nồng nhiệt lắm có lẽ họ đã quá quen với những lần bổ sung như thế này rồi chăng sau này tôi mới biết Trong năm 1978 Đơn vị được bổ sung 12 đợt tất cả Vậy mà chỉ qua vài trận Con số của đại đội chỉ còn đếm trên đầu ngón tay Những người lính cũ Kẻ đứng người ngồi Đang kể chuyện gì cho nhau nghe Mà cười nói rất rôm rả Chẳng tỏ ra cần để ý Đến lũ chúng tôi Tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu Cho cái thái độ bất lịch sự Của những người đồng đội mới này Lúc ấy có hai anh lính cũ khiêng về đặt ở giữa sân một cái hòm gỗ dài và vô số những thùng đạn. Tốp lính cũ đó mới xuống vào cùng chúng tôi dùng dao mở thùng đạn. Chúng tôi được phát mỗi người 150 viên AK. Những viên đạn vàng ống sáng lóng lánh như được mạ vàng, trông thật đẹp mắt. Trong bu cho hồi còn ở ngoài 308, tôi được phân công lên kho lương sơn nhận đạn để phục vụ bắn đạn thật. Tôi thó được 10 viên AK Mà cứ phải giấu giếm Để bắn linh tinh Hồi tập huấn trinh sát ở Đà Bắc, Hòa Bình Tí nữa thì còn bị ăn một án kỷ luật Tốp lính cũ bật chiếc thùng gỗ dài ra Chào ôi Một khẩu RBD của Trung Quốc mới cứng cựa Khẩu súng được bọc trong một lớp giấy tẩm dầu Trong quét đầy mỡ bò Một anh đi mượn bà má một chiếc nồi to Rồi đun lấy một nồi nước sôi Họ tháo tung khẩu trung liên rồi rửa kỹ từng bộ phận bằng nước sôi có hòa lẫn xà bông đến lúc lắp lại khẩu súng tôi thấy họ cứ lúng tà lúng túng không lắp nổi hai má thép trượt trong ổ quy lát tôi liền nhanh nhỏ các anh để em lắp giúp cho ở ngoài bắc em toàn sử dụng loại rbd này thôi chỉ trong nháy mắt tôi đã lắp xong khẩu súng khẩu súng đã hoạt động trơn tru ôi sau này tôi mới biết là tôi dại một anh chắc là cán bộ đại đội thấy vậy liền nói Hay lắm thằng em Anh giao luôn cho thằng em giữ khẩu này Còn khẩu AK em đưa đây Để anh cho người mang trả về cho tiểu đoàn Thế là tôi Thay vì tôi mang cơ số đạn 150 viên Bây giờ tôi đã phải mang thêm 150 viên nữa Vì cơ số đạn của RBD là 3 hộp đạn Mỗi hộp 100 viên Trong mỗi hộp có 4 dây tiếp đạn Mỗi dây 25 viên cả đạn cả súng có lẽ phải hơn 10 kg có lẽ trong khi chúng nó chỉ nhoáng một cái đã lắp xong đạn vào băng còn tôi thì hì hục mãi mới xong được vì dây tiếp đạn còn mới cứng ấn đạn vào trong dây đau hết cả mấy đầu ngón tay có tiếng bà má gọi này mấy con ra mỗi đứa ăn bát chè má vừa nấu rồi còn lên đường chứ ơ ờ, thế không ở đây nữa sao lại còn đi đâu nữa đây Tôi thầm nghĩ Không phải vì tôi sợ việc phải đi chiến đấu Nhưng tôi nghĩ Ít nhất phải cho chúng tôi từ từ làm quen với đơn vị Làm quen đồng đội Làm quen đủ thứ Rồi mới đưa chúng tôi vào trận chứ Mới trận ướt trần giáo thế này Thì quả là một cú sốc Nồi chè bà má chiêu đãi chúng tôi Trước khi ra trận Chắc hẳn là ngon lắm đây Nhưng nào tôi có được húp tí nào Mồm miệng nhạt thích Cảm giác buồn buồn chán chán một chút lo, một chút nhớ nhớ gia đình, quê hương, thật khó tả. Nào, chúng ta lên đường ra trận thôi. Chúng tôi hành quân theo hàng một ra đến lộ, mấy cái xe gieo quân sự đã đợi sẵn ở đó. Cả tiểu đoàn lên xe nhằm biên giới thẳng tiến. Xe đi đến một ngôi chùa nhỏ ở ven đường thì dừng lại. Chính trị viên đại đội người Hải Phòng, tôi đã quên mất tên, nói lớn. Đây là cứ ba lô của đại đội ta tại Mộc Bài các đồng chí tân binh đưa hết đồ đạc tư trang không cần thiết xuống xe để cất vào cứ mỗi đồng chí chỉ nên mang theo những thứ thật cần thiết như màn khăn mặt bàn chải đánh răng quần áo lót và một bộ quần áo dài còn những thứ khác không cần thiết thì để lại tôi và thằng minh nhanh chóng thống nhất bỏ nốt bộ quần áo dài ở lại chỉ mặc duy nhất một bộ ở trên người cho nhẹ tôi cố đem theo một quyển sổ tay để ghi chép một cái bút trung quốc và mấy chiếc phong bì để viết thư toàn xe lao nhanh biên giới là đây ư một dải bờ đê mới đắp bên trên trồng chi chít những cây tre gai chạy dài tít tắp mấy cái nhà đổ vỡ hoang tàn nơi đây chắc trước là của đồn biên phòng bên kia biên giới những cánh đồng mênh mông không một bóng người những cây thốt nốt mọc men theo bờ ruộng in bóng u buồn trên nền trời răng xám xịt chiều đang dần buông không khí vắng lặng hoang tàn, lạnh lẽo Xe chạy khoảng vài chục phút thì dừng lại Tôi nhầm tính Xe mới chạy được khoảng chục cây số là cùng Tất cả xuống xe Xe chỉ chờ các đồng chí đến đây Còn từ đây trở đi Các đồng chí chỉ hành quân bộ Anh hành Lê Đại Hành Tức hành chết Chính trị viên tiểu đoàn lên tiếng Chúng tôi cùng nhau xuống xe Đường hãy còn tốt Sao không chở anh em đi một đoạn nữa Đến lúc nào đường không đi được nữa thì thôi Tôi thầm thắc mắc như vậy Như thấu hiểu suy nghĩ của tôi Một anh lính cũ Sau tôi mới biết Đấy là bê trưởng của tôi Anh nhạn Tức nhạn khùng Nói để tôi hay Thật ra xe có thể đi đến tận cứ của anh nuôi Nhưng đủ má Mấy thằng lái xe D29 này Nó sợ bị miên nó phụt DK Nên bắt anh em mình xuống đây đấy À thì ra là vậy có nghĩa là chúng tôi đã rất gần địch rồi chúng tôi đi khoảng một lúc là tới cứ của anh nuôi đại đội một căn nhà ở ngay ven lộ một chúng tôi tạt vào hạ súng xuống rồi ngồi nghỉ mới có một đoạn đường mà sao tôi thấy oải vì khẩu súng quá nặng khi còn huấn luyện tôi cũng giữ khẩu này nhưng chỉ để lau chùi bảo quản thôi làm gì có đạn còn bây giờ chỉ thêm ba cơ số đạn nữa thôi mà sao nó nặng thế không biết chúng tôi được anh nuôi chia cho cơm cơm nóng ăn với tép rang và mỗi thằng hai nắm cơm vắt cùng một gói tép tiêu chuẩn để ăn cho đến chiều hôm sau ăn xong chúng tôi ngồi nghỉ trên những khúc gỗ tròn nằm rải rác xung quanh ngôi nhà tôi và thằng minh nhanh như cắt ôm súng lao cắm đầu vào cửa hầm chữ a ngay bên cạnh chỗ ngồi trong hầm đầy bùn và nước lõm bõm tiếng pháo nổ từ xa rất xa vọng lại tiếng cười rộn lên khắp nơi tốp lính cũ đang cười ngả nghiêng anh nhạn khùng bê trưởng vội giải thích cho chúng tôi chúng mày phải lắng nghe để phân biệt tiếng ùng ùng đấy là tiếng nổ đầu nòng của cối tám hai ly còn tiếng vu vu là tiếng đạn nó bay ở trên đầu mình vậy là nó sẽ rơi rất xa chỗ mình đứng lúc nào mày nghe nó xẹt sẹt chói tai thì phải lăn xuống ngay Dù đấy là rãnh nước hay hố nước Nó sẽ lao xuống và nổ ngay bên cạnh mình đấy Đủ ma May thì mình sống Không may thì mình dính Chúng mày mà lao vào hầm như lúc nãy Là để má không kịp đâu Thỉnh thoảng trong câu nói của anh Cứ kèm hai tiếng để má Nhưng tôi vẫn nhìn anh Với tấm lòng biết ơn Bài học đầu tiên của chúng tôi trên chiến trường Thật sống động và dễ nhớ giáo cụ trực quan là quả pháo nhằm bắn thẳng vào chúng tôi kết quả bài học là mạng sống của chúng tôi làm gì mà chẳng dễ thuộc anh còn hướng dẫn chúng tôi từ cách mắc tăng võng như thế nào cho chắc chắn nhưng vừa dễ tháo khi cần mà lại không bị nước mưa hắt vào khi trời mưa to tôi biết những lời dặn dò của anh là sự đúc kết xương máu của biết bao thế hệ những người lính chiến của chúng tôi anh nói trên chiến trường chúng mày nhanh một phần mười giây là chúng mày thắng chúng mày chậm một phần mười giây là để má chúng mày phải trả bằng cả mạng sống hãy nhớ lấy điều đó nhưng anh ơi học thì thuộc đấy nhưng hành thì thật khó nào ai biết thế nào là nhanh thế nào là chậm đây lúc biết ra thì tất cả đã là quá muộn rồi anh đưa cho tôi và thằng Minh mỗi đứa một cái túi mìn Claymore còn khá mới để đựng những đồ lặt vặt thằng minh bây giờ ngoài khẩu ak còn có nhiệm vụ mang thêm quả cờ lây mò nữa trời tối hẳn chúng tôi bắt đầu di chuyển lúc đầu cả tiểu đoàn còn di chuyển ngay trên mặt lộ đi được khoảng hơn một cây số chúng tôi bắt đầu rẽ trái xuống đi men theo ven lộ hôm nay đã là hạ tuần rồi trăng mọc rất muộn và lại cũng nhiều mây nên trời tối đen tôi quan sát xung quanh mà chẳng thấy gì chỉ thấy bóng những cây thốt nốt đen thui In bóng lên nền trời mờ ảo Thỉnh thoảng lệnh từ phía trên chuyển xuống Thì thào Im lặng Hoặc đi thấp xuống Cúi thấp xuống Nghe lệnh đi thấp Tôi khom lưng xuống Nhưng chỉ một đoạn ngắn Lưng tôi đã mỏi nhừ Khẩu RBD bây giờ mới tỏ rõ cho tôi biết sức nặng của nó Cái hộp tiếp đạn dự phòng Cứ lách cách đập vào chiếc xanh tuyê rông làm hông tôi càng mau mỏi Mình thật là ngu Tôi lập bập Bỗng một bàn tay ấn vào vai tôi Đi thấp xuống chú em Nó nhìn thấy nó cho một chàng 12 ly 8 bây giờ Tôi cố nhìn xung quanh Có thấy chó gì đâu Tối mù thế này Ngay cả người bên cạnh còn chẳng nhìn rõ nữa là địch Ở mãi tít tận đâu Tôi thầm nghĩ Ngay lúc đó những cục lửa đỏ to bằng nắm tay bay vèo vèo trên mặt lộ bỏ mẹ rồi nó nhìn thấy mình rồi sao khẩu 12 hai ly tám của địch đặt ngay trên mặt lộ từ tít phía bên kia bắn xối xả một lúc rồi im bặt anh nhạn thì bảo nó bắn hú họa đấy em ạ à. em chuẩn bị cùng anh vượt lộ kiểm tra lại xem đã chắc chắn tất cả chưa tôi xem lại súng đạn tư trang trong lồng ngực tim tôi đập thỉnh thịch hơi thở gấp gáp không chẳng phải tôi sợ đâu nhưng tôi hồi hộp quá lần đầu tiên trong đời tôi phải đi trước một mũi súng cứ rình rập để bắn mình đừng cười cứ thử đi rồi mọi người sẽ biết nó bắn mình thật chứ đâu phải là trò đánh trận giả ngoài bờ hồ thời còn mặc quần đùi thủng đít đâu mà cười những loạt đạn vừa dứt anh nhạn kéo tôi chạy băng qua mặt lộ rồi anh lại chạy lộn lại phía bên kia cứ như vậy những anh lính cựu binh lần lượt hướng dẫn tôi băng qua mặt lộ một cách an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra cũng không có gì ghê gớm lắm. Chúng tôi chỉ men theo bên phải lộ rồi băng qua một khu vườn đào lộn hột. Đấy là sáng hôm sau tôi mới biết, trung đội tôi tới chiếm lĩnh một khu vườn rậm rạp, một đơn vị của E209 F7 được lệnh rút về tuyến sau, bàn giao trận địa lại cho chúng tôi. Chúng tôi ổn định lại đội hình Phân công nhau các hướng phải phụ trách Tôi và thằng Minh được phân công gác một mũi Tôi gác từ tối đến nửa đêm Thằng Minh gác từ nửa đêm đến sáng Chào ôi Nhớ lại ngày còn đang huấn luyện ngoài 308 Cả đại đội mới có một vọng gác Lần lượt từ trung đội nọ sang trung đội kia Mỗi trung đội gần 30 thằng Tính ra cả 6-7 tháng huấn luyện Tôi mới phải gác có 3-4 lần Mỗi lần một tiếng đồng hồ Mà đã thấy ngại đã có lần trời rét quá Trong phiên gác tôi tìm cái ổ dơm chuyên dùng Để ủ thùng nước nóng cho đại đội uống Ủ một mạch Đến khi bê trưởng thấy quá giờ Mà chẳng thấy tôi gọi đổi gác Ra kiểm tra thấy tôi vẫn ôm súng Nằm ngủ ngon lành Kết quả là sáng hôm sau Nhận một án kỷ luật Là đào một hố chứa rác Ngay đầu nhà đại đội Bàn tay phòng rộp vì đào đất đá Vậy mà bây giờ Đêm nào cũng phải gác mà lại chỉ có hai thằng một đêm Mà mấy ông lính cũ Cứ nằm ngủ chọc rái trong hầm Điền máu thật Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới Thằng em gác đến nửa đêm Lúc nào thấy tròm tua rua lên đến đỉnh đầu Thì vào gọi thằng Minh ra thầy gác Nhớ là chỉ bấm vào chân nó thôi Đừng gọi ầm lên đấy Dặn dò xong chúng tôi Anh Vinh Heo chui ngay vào hầm ngủ Tròm sao tua rua Cái tròm sao cong cong giống như hình dài đất hình chữ S Việt Nam ta đó. Sao lúc này nó bò lên chậm chạp đến như vậy? Ngồi gác mà tôi cứ ngắm lên bầu trời. Nó xoay xoay nhích dần lên một cách chậm chạp vô cùng. Xung quanh tôi chỉ còn tiếng vo ve của đàn muỗi khổng lồ háu đói. Tiếng côn trùng kêu rên rỉ, ộp ọp từ ngoài cánh đồng vọng vào. Vừa sốt ruột, ngắm chòm tua đua tai tôi lại phải căng ra để nghe tiếng côn trùng rỉ rả. Dạ. Lúc này anh Nhạn đã dặn chúng tôi là Nếu thấy côn trùng đang kêu mà bỗng im bặt Thì phải gọi các anh ấy dậy ngay Có thể bọn trinh sát miên nó bỏ vào tập kích đấy Đầu óc tôi căng lên như sợi dây đàn Thỉnh thoảng lại có chú chuột đồng chạy đâm vào chỗ tôi ngồi Chào ôi sợ quá Kiểu này ngày mai mình phải khâu cái khăn mặt Thành cái mũ trùm vào đầu để ngồi chống mũi mới được Kẻo sau mấy hôm thì sốt rét là cái chắc cái bọn mũi này xoa thuốc chống mũi cũng chẳng ăn thua các bạn cứ thử hình dung người lính như tôi cứ ngồi gác đêm ra xào nhé đầu đội chiếc mũ cối dưới là chiếc khăn mặt bông màu xanh lá được khâu lại chùm lên phủ từ trên đầu xuống kín gáy chỉ hở mỗi đôi mắt chân thì đi đôi giày lính cao cổ tất thì kéo chùm ra ngoài ống quần tất cả chỉ để chống mũi phần da thịt nào hở ra không chùm kín được thì xoa thuốc chống mũi của Mỹ Rồi cuối cùng đêm gác đầu tiên trên chiến tuyến cũng đã trôi qua một cách bình yên Mấy ngày hôm sau chúng tôi khi thì kiểm tra sửa sang lại công sự Khi thì ngồi tán gẫu Các anh lính cũ đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thân thiện hơn Các anh tận tình chỉ bảo tỉ mỉ cho chúng tôi từng tí một 6 tháng huấn luyện có lẽ chẳng có tác dụng sát sườn bằng những cuộc nói chuyện tào lao xung quanh ấm chè bờ lao và gói thuốc dê lúc này thằng minh ngồi tỉ mẩn khắc tên minh nguyệt bằng tiếng trung quốc lên quả da láng m hai sáu cái thằng đến là tài hoa chơi đàn cũng được hát cũng hay vẽ vời cũng không đến nỗi nó được thừa hưởng cái gen tài hoa của bố nó họa sĩ quang mộng gòn dáng cao cao trắng trẻo nếu không có chiến tranh thằng này mà đi cua gái thì khối em chết với nó khắc xong nó thầm thì với tôi Quả này tao sẽ dùng để chia đôi với tụi nó Chúng nó không bao giờ bắt sống được thằng Minh này Có lẽ câu chuyện bên bàn trà Về sự dã man của lính Pol Pot Đối với tù binh đối phương Khi rơi vào tay chúng Đã tác động đến thằng Minh Nó lau chùi quả M26 Đến là cẩn thận Chắc nó lo rằng Khi cần sử dụng đến quả liệu đạn này Lại không nổ chăng Các bữa ăn buổi sáng và buổi trưa vẫn diễn ra như thường lệ Cơm nắm và tép giang Riêng buổi chiều anh nuôi mang trực tiếp Tép giang và cơm nóng lên trận địa Ôi cái món tép chết tiệt ấy Vừa mặn chát Sạn ngấm Lại còn có mùi tanh tanh thùm thủng Thật khó mà nuốt được Tôi thuộc vào cái loại phàm phu tục tử Mà cũng thấy chối Được cái đơn vị đang hoạt động tĩnh lại Các anh em trong bê Cũng rất chịu khó cải thiện Nào thì giao tập tàng nấu canh vài ngọn lá ớt, vài ngọn rau rền mùng tơi, vài ngọn rau muống mọc hoang và cả cái thứ rau gì lá hơi tím tím nhờn nhớt hình giống ba ngón tay xòe ra mà ăn chua chua ngọt ngọt như có mì chính mà tôi đã quên mất tên nấu canh cá thì tuyệt vời ở việt nam tôi không thấy có thế là được một nồi canh hoàn hảo nào thì ớt xanh bằm trộn bột canh và thịt chuột đồng anh bê phó họ quách tôi đã quên tên người dân tộc mường hòa bình làm bẫy chuột rất nghề chỉ một vài đoạn lõi dây dù vài thanh tre là có được ngay dằm cái bẫy bỏ một ít hạt cơm và cái hốc khoét ở bờ ruộng là sáng hôm sau tôi đã thấy hai ống đựng đạn dk 82 đầy nhóc toàn chuột sợ xanh mắt những bữa ăn như vậy tôi thường chuồn sang bê bên cạnh ngồi ăn với chúng nó để khỏi phải thưởng thức cái món thịt chuột dù rằng nhìn rất ngon lành kia Thỉnh thoảng anh nhạn lại kiếm Ở đâu mang về cho chúng tôi Một vài mầm ngọn cây rửa Ngọt và ngon giạp phết Ăn ngon hơn quai lang sống rất nhiều Lại nói một chút Về nơi chúng tôi đứng chân bên tôi chiếm giữ một vị trí ở đầu phum Ngay ở phía sau lưng Là một con đường nhỏ Nối phum với lộ một Dài chừng 100 mét Trách sang phía bên phải Phía sau có con đường là nơi đặt khẩu DK82 của C14 Thằng Long ngay cạnh vườn trồng đào lộn hột Phía trước băng qua một cánh đồng hẹp rộng chừng 250 mét là phum Angkun Địch đang chiếm giữ Bên tay phải là chốt của B1 Trong cùng đại đội B của chúng tôi nằm ngoài cùng Hơi trách về phía trên so với khẩu DK của C14 Trách bên tay phải là một khoảng rừng tràm thấp Nhưng rất rậm rạp Bọn địch thường lợi dụng khu rừng tràm này Để lẻn và tập kích đơn vị tôi Chốt của tôi thằng Minh, anh Nhạ Là một khu vườn nhỏ nằm ở ngoài cùng Trên chốt có hai cái hầm Một hầm chữ Z là hầm chiến đấu Một hầm thùng dùng để ngủ Trên nóc hầm thùng có lát ba tấm gỗ tốt Dày khoảng 15 phân To như chiếc phản Mặt gỗ bóng nhảy Chiều nào yên tĩnh Tôi và thằng Minh cũng leo lên nóc hầm Nằm gác chân lên ngồi nói chuyện với nhau Chuyện gia đình, chuyện quê hương bạn bè, chuyện về trăng sáng của nó Nó cứ nhớ mãi hình ảnh đôi chân trắng nõn của nàng khi đi gánh nước Trắng nõn, trắng sáng, trắng lấp lánh chập chờn khi ẩn khi hiện trong dòng hồi tượng Rồi nó kể nó làm quen với cô nàng ra sao Chuyện tình của nó với cô nàng đến đâu rồi Còn tôi, tôi cứ nằm trên tấm phản vừa nghe chuyện của nó vừa ngắm nhìn những đàn ngỗng trời bay miệt mài lên hướng bắc. Ôi, giá mà mình được hóa thành con ngỗng này nhỉ? Chắc chỉ một hai hôm sau nữa là mình có thể bay lượn trên bầu trời Hà Nội thân thuộc rồi. Cứ như vậy, hôm nào rảnh, chúng tôi lại chuồn sang khẩu đội DK82 của Tàng Long chơi. Sang đó để ngồi nghe chuyện do một anh lính 74 người thanh hóa kể Thôi thì đủ các chuyện Từ vết thù trên lưng ngựa hoang rồi chuyện Tam Quốc Mà sao anh ấy lại có thể thuộc lầu đến như vậy Khi thì tán chuyện tào lao đủ tứ trên đời Thằng Long thì vẫn cứ như vậy Vẫn ù lì như thường lệ Nó ngồi trong hầm Chăm chú đọc sách Mặc kệ mọi chuyện ầm màu diễn ra xung quanh Nó đọc những gì mà chăm chú đến vậy Thưa các bạn Nó đang nghiền Nào là tiếng Anh Toán lý hóa Nó bảo với tôi rằng Nó phải ôn kẻo lại quên mất Sau khi ra quân Nó sẽ tiếp tục thi vào bách khoa Ôi ông bạn thần sầu của tôi ơi Ông mơ mộng quá Hầm quá mất rồi Nhưng rồi sau đó một tuần Trong một trận đánh tiến công đầu tiên Dưới sức nặng của những quả DK82 Nó phải mang vác Nó mới hiểu rằng Có lẽ những quyển sách toán lý hóa kia Phải ném xuống vệ đường Có chăng chỉ giữ lại quyển nào có giấy tốt mềm mềm để phục vụ cho công đoạn cuối cùng trong hệ tiêu hóa. Lúc ấy, chưa thằng nào trong chúng tôi nghiện thuốc lá, thuốc dê. Chiều ngày 15 tháng 6 năm 1978, chúng tôi tập trung lên quan sát sở đại đội, nghe phổ biến về chiến dịch tấn công sẽ diễn ra vào ngày mai. Chúng tôi sẽ phải đánh chiếm mục tiêu là ngã Ba Chi Phu. Đội hình tiến công sẽ được xe tăng T-54 và M-41 yểm trợ, pháo quân đoàn, pháo sư đoàn tri viện bằng 155 và 105. Tôi thấy thái độ của anh Nhạn tỏ ra rất vui. Anh bảo chúng tôi, ngày mai đánh chắc cũng nhàn thôi. Để má, chúng mày đừng lo. Chúng tôi được phát bổ sung đạn dược, lương khô và mỗi thằng tiêu chuẩn được một hộp thịt gà. Hà Lan hẳn hoi, nặng 800 gram. Bên ngoài có đề hàng viện trợ cho nhân dân Việt Nam trong cơn bão số. Có lẽ chúng tôi may mắn được hưởng ké đây Buổi chiều hôm ấy Bữa cơm thật tươm tất Có canh rau tập tàng Có đọt sừa xào với nước thịt gà hộp Có thịt gà hộp đã ướp thêm chút gia vị Bột ngọt Có bát bột canh trộn ớp bằng nguyễn Tất nhiên không thể quên Cảm ơn các anh nuôi Đã mang cho các bê một vài lít chất cay Cứ chén xả phanh đi Ngày mai rồi hãy tính tiếp Đã có mỗi thằng mấy phong lương khô 701 rồi sợ gì đói bữa ăn thật quá đã ăn xong có trà bờ lao thuốc lá đà lạt chỉ cần cậy quả mìn cờ mo ra véo một ít thuốc nổ bằng đầu ngón tay dẻo như kẹo kéo là chúng tôi đủ nấu nước uống cho cả bọn ngọn lửa xanh lè nóng rừng rực năm giờ sáng ngày hôm sau chúng tôi băng qua mới thửa ruộng ở trước mặt bí mật tiệm nhập chiếm lĩnh vị trí để tấn công tiến sát đến bờ tre phía ngoài phum An cun trước mặt Thằng Minh, anh nhạn giá chặt hai quả mò xuống đất Rồi dòng dây điện về chỗ chúng tôi Tôi cũng giá khẩu RBD Nhằm thẳng vào ô cửa sổ Của căn nhà sàn lập ngói Oang Oang Pháo quân đoàn, sư đoàn đã đồng loạt nổ Những ánh lửa chớp lên nhàng nháng Cứ ủng hoàng Tiếng DK82 của B Thằng Long Đang quất từng quả đĩnh đạc Anh nhạn thằng Minh Cũng bấm hai quả mò thực ra tôi đã nhìn thấy thằng địch nào đâu mà hai ông này cứ vẫn bấm chắc cho nó nhẹ để còn sung phong tôi nhằm thẳng ô cửa kéo từng điểm xạ ngắn anh nhạn nhìn tôi gật gù ra chiều ưng ý lắm liếc sang cạnh thằng minh mặt lấm tấm mồ hôi đang mím mồm mím lợn điểm xạ hai viên một chà chà bài học sâu tay cò không lo tắc cú bây giờ mới mang ra sử dụng đây tôi thầm nghĩ Phía bên tay trái trên lộ 1, những chiếc xe tăng nằm từ và M41 lư lư hành tiến. Thỉnh thoảng lại giật lên một cái, chớp lửa đầu nòng lóe lên, rồi tôi mới nghe thấy một tiếng oành. Để mẹ, lên đi tụi mày. Anh nhạn sách tay khẩu m chín vọt lên phía trước. Thằng Minh tiến sát theo sau. Tôi lễ mễ ôm khẩu súng khốn nạn của tôi lao lên. Vừa chạy, tôi vừa quét túi bụi, bắn bừa cho nó nhẹ bớt tiếp cận được tới bờ một con kênh đào tôi dừng lại để tay hộp tiếp đạn thế là hết một trăm viên bọn địch không chịu nổi trước sự tấn công mãnh liệt của chúng tôi đã bắt đầu rút chạy chúng chạy té re ra cánh đồng phía bên tay phải những bóng người mặc quần áo đen chạy bán sống bán chết thằng mang theo vũ khí thẳng chạy tay không chắc là bên cánh trái với sự có mặt của xe tăng chúng tôi không dám rút theo phía bên ấy chúng không ngờ rằng bên này lại có chúng tôi nằm phục đón lõng. Cả bê tôi đồng loạt nổ súng. Tiếng cóc oành của khẩu M79 của anh Nhạn rung lên như tiếng trống. Tiếng AK của thằng Minh, tiếng RBD của tôi hòa nhịp hệt như một dàn hòa tấu khi khoan khi nhặt. Vừa bắn, tôi lại vừa phải để ý nhặt từng dây tiếp đạn rời ra. Không nhặt thì tí nữa lấy gì mà lắp tiếp. Sao cái loại súng này nó thiết kế dở thế không biết Chúng tôi lao dọc theo bờ kênh Tiến thêm một đoạn ngắn Tôi nhìn thấy một thằng lính pompos Nằm ngay trong lòng kênh cạn Thở phi phò Một đoạn ruột chắc dính mạnh Xé rách bụng lòi ra ngoài Tôi bỗng thấy thương cảm Đi đến gần định lấy ra quận băng Mỹ Để băng giúp cho nó Thằng mình gọi giật giọng Thọ để đấy ta băng cho nó Tôi vừa ngoảnh lại Thì tăng tăng Cả bốn viên AK đã găm vào ngực thằng lính Thằng biên mắt trợn ngược Đầu ngoẹo sang một bên Nó đã về nước với chúa Thằng Minh lâu bầu Đằng nào mà nó chẳng chết Lòi hết gan ruột ra Mày băng cho nó Thế tí nữa mày bị Thì lấy xe gì mà băng Nó mắng tôi xối xả Dù thế nào Trong tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng Đến gần trưa Chúng tôi đã tiến được chừng một cây số Và nhập vào đội hình chiến đấu của tiểu đoàn Vác trên vai khẩu súng Tôi lững thững đi theo sau mấy cái T-54 đang hành tiến Cạnh đấy thằng Long mặt mày đen nhẻm khói súng Vừa đi vừa nhăn nhó Quả DK-82 trên vai chắc là nặng lắm Ba lô nó sách đã biến đi đầu mất Thay vào đó là cái túi mìn Claymore mỏng mạnh Có thế chứ Đã sáng mắt ra chưa con Giữa trận mạc tùm lum khói lửa Mà còn bày đặt học với trả hành Đúng là cả ngố Anh nhạn nháy mắt cười nói với chúng tôi Để má Tao đã bảo mà Chúng mày thấy không Trận này đánh nhàn Ngã ba chi phu vẫn còn cách xa chừng hai ba cây số Chúng tôi không đánh thẳng theo trục lộ Mà lại rẽ phải phía tay trái Đánh sang phum vào đây cô kì. Phía trước cách chừng 200 mét Là mấy dãy nhà ngói dài Xem chừng giống như một khu trường học cũ Cặp bên trái khu trường Là một con kênh khô cạn Chạy dọc thẳng tắp Phía trước khu trường bên cạnh là chiếc ao nhỏ Những bụi chuối mọc xanh mướt mát Chúng tôi vọt lên phía trước những chiếc xe tăng Bỗng thằng Minh lấy bắn súng gõ vào chiếc T-54 Anh lính phụ sạch khẩu 12 ly 8 cúi xuống gào lên Cái gì vậy ông? Theo hướng tay chỉ của thằng Minh Một khẩu 12 ly 8 của địch đặt trên ô cửa sổ ngôi nhà sàn Mái ngói phía đằng xa Khạc lửa mãnh liệt vào đội hình chúng tôi anh lính xe tăng gật đầu rồi tụt vào xe. Chiếc xe dừng lại, chiếc nòng pháo từ từ quay lấy hướng để xạ kích. Oang! Một nửa ngôi nhà mái đỏ biến mất. Quá chính xác, với khoảng cách gần một cây số mà T-54 bắn, phải nói là thôi rồi lợm ơi. Khẩu 12 đi 8 của địch đã bị tiêu diệt. Chúng tôi ảo lên tiến sát bờ ao, nơi có mấy cây chuối mọc. Chà, mệt. Nghỉ cái đã chúng mày. Anh nhạn khùng bảo nhỏ với chúng tôi Chúng tôi nằm lăn ra cạnh bờ ao và khát nước Suốt mấy tiếng đồng hồ Chiến đấu dưới trời nắng chói trang Chiếc bi đông đẩy nước từ sáng đến giờ Đã không còn một giọt Tôi lấy dao găm xả luôn cây chuối nhỏ Mọc ngay ở trước mặt Mọc lấy lõi cho luôn vào mồm nhai Chát thế không biết Thằng Minh nhai thấy chát liền phun ra phỉ phò Nó tháo chiếc mũ sắt vục ngay một mũ nước ao cái thứ nước đục ngầu tanh tanh ngần ngợn đất đưa ngay lên mồm Tù ừng ực thôi thì theo nó vậy tôi cũng làm một hơi ngọt mát và đã khát quá thằng nào đói đã có lương khô ăn lương khô bởi linh một uống nước ao tù làm gì mà chẳng no bụng chi phu cầu tà yên cầu bra sút chứ danh đây đáng giá lắm nghe chừng đã đỡ đói và mệt theo lệnh của tiểu đoàn Chúng tôi tiếp tục đánh chiếm ngôi trường Cứ cho là như vậy Có bố ông rời mới biết là khu nhà ấy là gì Phía trước Trung đội tàn ra Men theo những tán cây ở trong vườn Bí mật tiếp cận sát vào dãy nhà Tôi và thằng Minh Men theo hành lang Đến một cái cửa sổ không có cánh Thằng Minh ra hiệu cho tôi Luồn sang bên trái Nó ép sát người vào bên phải Cả hai cùng rút chốt quả M26 một hai ba tiếng nổ bùng lên phía trong lớp học thằng minh nhanh như cắt chống một tay vào bậu cửa sổ tung người lao vào phía trong bắn loạn xạ tôi lạch bạch ôm súng nhảy theo nó khói tan chẳng có mẹ nào chết cả nhưng vì cái động tác như phim liên xô rất gây ấn tượng của nó mà sau trận này nó được đề nghị thưởng huân chương chiến công hạng 3 còn tôi là cũng được bằng khen đấy trong chiến đấu thằng Minh là một chiến sĩ rất dũng cảm thông minh nhưng pha đôi chút lãng tử liều lĩnh của chàng trai Hà Thành nó cứ học ở đâu đó trên phim trong sách truyện rồi áp dụng vào thực tế chúng tôi lao ra phía cửa sổ ở đằng sau lính pupot chạy đen cả cánh đồng ở phía sau chúng tôi nằm xuống bãi đất ở phía sau trường khẩu rbd trong tay tôi nổ rung lên bẩn bật do tầm bắn quá thấp tôi không thấy thằng địch nào ngã cả Tôi hét lên Minh ơi Súng thấp tầm quá Thằng Minh liền quay ngay lại Nó vớ ngay cái càng khẩu RBD của tôi Quỳ cạnh một gốc cây bên cạnh Và đưa càng súng của tôi lên vai Lại một kiểu của bế văn đàn rồi Mặc kệ Tôi siết cỏ Những chàng đạn dài của chúng tôi Đã quét hết toán lính địch đang chạy trên cánh đồng Hất chúng xuống con kênh chạy dài bên cạnh Anh Minh Heo đang đứng bên cạnh gốc cây Bỗng kêu ối một cái Viên đạn của thằng địch bắn trúng cái mông béo tròn của anh ấy Máu phun ra thành dòng Anh nhạn băng bó cho anh Vinh xong Bộ phận vận tải liền chuyển anh Vinh về tuyến sau Những chiếc xe tăng sau khi hút đổ ngôi trường Trồm lên hướng thẳng ra ngoài cánh đồng Tiếng súng dần thừa thớt Khung cảnh buổi chiều trên chiến trường thật khó quên Những ngôi nhà sàn gỗ bốc cháy ngùn ngụt Nổ lốp bốc Khói bốc lên đen đặc một góc trời đó đây những xác giặc nằm rải rác. Bộ đội sau gần một ngày chiến đấu liên tục đã gần như kiệt sức, tranh thủ nằm nghỉ ngay trên mặt ruộng. Những chiếc xe tăng cứ gầm gừ chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lại ung hoàng bắn vào những ngôi nhà sàn còn sót ở phía xa. Tôi vừa nghỉ vừa tranh thủ lắp nốt những viên đạn cuối cùng trong cơ số mang theo vào hộp tiếp đạn. Gần tối, chúng tôi vào tiếp quản Prey Prekoki cách Chi Phu chừng 2 km về hướng đông nam. Quan sát sở đại đội, đóng bên tay phải con lộ nhỏ, đi lên sẽ gặp một lộ tại ngã ba Chi Phu. Bên tôi chốt ở ngoài rìa phum, bên tay phải đại đội. Anh Nhạn phân công tôi và Minh ra hẳn ngoài cánh đồng, đào hầm lập chốt tiền tiêu ngoài đó. Cách con đường nhỏ khoảng 50 mét, vừa mệt vừa đói, làm sao mà đào được hầm đây? Tôi và thằng Minh đi tháo những cánh cửa sổ của những ngôi nhà còn nguyên vẹn, đem về lát ngang trên rãnh dẫn nước vào ruộng. Giải ni lông đi mưa xuống, căng tấm tăng lên thành một cái lều nhỏ, súng ống để bên cạnh. Cơm nước xong xuôi, hai thằng nằm thẳng cẳng trên chốt, quá ngon. Đến gần nửa đêm, cơn mưa ập xuống xối xả, mưa rơi trên mái tăng cứ rào rào như gõ trống. Phía dưới gầm lều, nước chảy mạnh thành dòng. Hai thằng chúng tôi cứ thu lù ở trong lều Lúc đầu còn cảnh giác Thay nhau căng mắt ra theo dõi xung quanh Đến lúc mệt quá rồi Thì kệ mẹ địch Các bố chúng mày phải ngủ cái đã Sống chết thì có số Thế là hai thằng cứ ôm nhau ngủ Ở giữa đồng không mông quạnh Đánh thằng một giấc đến khi trời sáng Sáng hôm sau Có lệnh dừng củng cố tại chỗ Tôi và Minh đi lang thang Xem những ngôi nhà Nằm trong khu vực đóng quân của đại đội trong một ngôi nhà Tôi nhặt được một con dao găm Lưỡi dao cong cong Chuôi sừng có nạm bạc rất sắc và đẹp Trong khi lang thang Thì thoảng bọn địch Từ đầu mạn phía phun chi phu phát hiện thấy bọn tôi Lại bắn 12 ly 8 Hàng loạt tiếng nổ chát chúa Cứ đùng đoàn Cọc sợ Có lẽ trải qua trận chiến đấu như ngày hôm qua Thì tiếng cùng cùng cũng vớ vẩn của khẩu 12 ly 8 không còn gây sao xuyến cho hai thằng tôi nữa. Buổi chiều ngày 17 tháng 6, chúng tôi nhận được thư nhà do anh nuôi mang tới. Nào thư của bố mẹ, thư của các em tôi, thư của các bạn. Thằng Minh mặt hớn hở, nó nhận được thư của Minh Nguyệt. Anh Minh miến nhớ lần đầu tiên Nguyệt gọi tao bằng anh đấy. Nó vui vẻ khoe với tôi. Chúng tôi ngồi trên ngôi nhà sàn đổ nát cùng chung nhau đọc những cánh thư nhà buồn vui lẫn lộn. Sau hai ngày dừng lại nghỉ ngơi, củng cố đơn vị. Dạng sáng ngày 19 tháng 6 Trung đoàn tổ chức đánh chiếm ngã Ba Chi Phu Và khoảng 3 giờ sáng Chúng tôi bắt đầu hành quân Đến khoảng hơn 4 giờ sáng Tiểu đoàn 3 bí mật tiếp cận mục tiêu Hướng tấn công của tiểu đoàn 3 Là hướng đông nam Phía bên tay trái của ngã Ba Chi Phu Qua mấy đêm mưa liên tục Nước ngập đầy các thửa ruộng Mà mấy bữa trước còn khô nứt nẻ Kiểu này T-54 Khó mà hành tiến cùng với bộ binh đây Tôi thoáng nghĩ dù mới tham gia chiến đấu Nhưng tôi đã có được cái cảm giác ấm sườn Mỗi khi nghĩ đến Có xe tăng cùng tham gia trận đánh Vững tin lắm Yên tâm lắm Bò sát vào vị trí được phân công Theo lệnh của anh Nhạn Mỗi đứa chúng tôi đào một cái hầm Nói là hầm cho oai Chứ nó chỉ to hơn cái ổ gà đẻ một chút Nhờ có mưa Đất mềm nên chỉ sau mấy phút Hai đứa chúng tôi đã rũi xong Hai cái ổ Nước ngấm vào rất nhanh Phút chốc hai cái ổ đã ngập đầy nước Thằng Minh lan xuống nằm Rồi thì thầm với tôi Như là hồ bơi quảng bá mẹ ạ Cách thẳng Lúc nào nó cũng tếu được Có lẽ nó cố tình như vậy Để quên đi nỗi buồn của gia đình nó chăng Cha là một họa sĩ tài hoa Mẹ là một nghệ sĩ đoàn cải lương chuông vàng Ông bà chia tay Để lại cho nó một nỗi buồn khôn tả Rồi cô bạn gái của nó Minh Nguyệt kia nữa nó ngỏ lời mà chưa được đáp Tất cả điều ấy đều động lại trong đôi mắt của nó Tôi biết rõ như vậy Có thể cũng vì những điều ấy Mà trong chiến đấu Nó bao giờ cũng lao lên phía trước Mạnh mẽ, dứt khoát Có đôi chút liều lĩnh bất chấp Những hiểm nguy đang đe dọa bản thân mình Cho đến bây giờ Khi ngồi viết những dòng này Những hành động đầy quả cảm, máu lửa Và kiêu hùng của thằng Minh Người đồng đội người đồng hương thân yêu vẫn hiện lên rõ nét ở trong tâm trí tôi hơn bao giờ hết. 5 giờ 30, tiếng pháo chi viện của quân đoàn sư đoàn đã phát hỏa. Những ánh lửa lóe lên như chớp giật, những đám lửa bùng cháy như muốn xé rách bầu trời vừa tảng sáng. Tiếng súng các cỡ nổ dồn rập Này, chết mẹ mày đi này. Này, chết cụ máy đi này vừa lẩm bẩm ở trong mồm tôi vừa siết cỏ súng từng tràng đạn nổ dài hòa nhịp với tất cả trong tôi mọi suy nghĩ vớ vẩn về cái chết về quê hương gia đình bạn bè trước lúc nổ súng bỗng biến đầu hết pháo trì viện vừa ngưng bắn súng phong tiếng súng phong vang lên tôi xách súng vượt qua mấy bụi cây nắc cỡ áo lên chiếm ngay một đất sát cạnh ngã bà Bọn địch dựa vào hệ thống hầm hào phòng ngự Chống đỡ quyết liệt Tiếng DK-75, DK-82 của địch nổ chát chúa Mấy chiếc T-54 không thể tiến lên được Mùa mưa đã đến T-54 chỉ còn mỗi con đường độc đạo là lộ 1 Nên không thể tạo thế bao vây chia cắt quân địch Chúng tôi giành nhau với địch từng mét đất ở trong ngã ba Đến quá trưa Địch ta chia nhau mỗi bên giữ một nửa thị trấn chi phu Đại đội của chúng tôi chiếm được một khu nhà sàn ngay bên trái lộ 1. Chúng tôi nhanh chóng đào hầm, triển khai kế hoạch chiến đấu phòng ngự giữ chốt. Những bữa ăn lương khô, uống nước ao tù của mấy ngày qua, lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng với tôi. Bụng đau quần quại, tôi cứ xỉ xẹt suốt, không biết là bao nhiêu lần, người choáng váng, mệt bã người. Tôi vốn có bộ máy tiêu hóa cực kém, theo gia truyền của gia đình, nên cứ ăn hơi lạ bụng là biết tay nhau ngay. Thằng Minh lo lắng ra mặt Nó trèo lên cây ổi ngay cạnh hầm Hái mấy búp ổi non đưa cho tôi nhài Sang ngày hôm sau Cái bụng tôi êm dần Thời gian ở chốt tại Chi Phu Của đại đội tôi không hề êm ả à, Như lần chốt trước Địch ta cùng chung nhau một nơi Chỉ cách nhau có một khoảng trống nhỏ Rộng chừng hơn 100 mét Phía trước hầm của bê tôi là một dạng le dài Bên một gốc cây me cổ thụ Trước dạng le là một cái giếng xây vài ruộng rau muống đã cằn qua mấy ruộng rau đã là bên địch bên phải ruộng sát lộ một là những màu sen chạy dài lên phía trước sáng nào cũng vậy lũ m 13 gắn dk 75 dk 82 pháo 105 của địch nằm bên kia sông phía cầu Tạ yên cứ ủng oảng nhà đạn và chốt của chúng tôi từ sáng đến trưa thì mới dứt bọn lính bộ binh của địch thì hò hét cứ trồ trồ nhặng xị chúng tôi bình tĩnh đợi địch tiến gần Rồi đồng loạt nổ súng hất ngược bọn chúng ra xa Cứ như vậy ngày nào cũng giống ngày nào Kéo dài đến hết cả tuần Xế trưa ngày 22 tháng 6 Anh bê phó họ quách tên Um hay Sum Rất khó nhớ Lên sát gốc cây me để quan sát tình hình địch Một quả cối 82 nổ bất thình lình ngay trên ngọn Mảnh văng tứ tung Anh gục xuống tại chỗ anh truyền y tá đại đội băng lên kéo anh ấy vào nấp sau bức tường độ chúng tôi xé áo của anh ra một dòng máu đỏ tươi Diện ra ngay dưới vú trái anh đã tắc thở đứt cuống tim chúng mày ạ à. anh truyền thở dài phán cũng mảnh quả cối đó thằng minh dính ngay một mảnh vào ngón tay ở bàn tay phải nhẹ thôi chúng mánh rồi nó nhe răng cười với tôi và giao hẹn tao đi viện vài ngày rồi lại về với mày thôi Thế là còn lại chỉ mình tao Tôi thầm nghĩ Xung quanh vẫn còn biết bao nhiêu đồng đội tôi Vẫn không tránh được cái cảm giác trống trải Khẽ len vào trong tôi Còn nó ở bên cạnh chia sẻ Tôi yên tâm biết bao Mấy hôm nay Chiều nào trời cũng mưa rất to Những hạt mưa quất thẳng vào tôi giàn rát Hạt mưa rơi xuống nòng súng Bốc hơi xèo xèo, nghi ngút Tôi đang thẳng tay Quất những loạt đạn thẳng căng Vào bọn khốn kiếp Bỗng sạch tiếng súng tắt đột ngột khẩu rbt của tôi câm như hến hết đạn rồi sao không phải giấy tiếp đạn vẫn còn thòng ra những viên đạn vàng chóe tôi kéo quy lát lên đạn quy lát bó chặt cứng không nhúc nhích bọn địch thấy tiếng trung liên im bặt liền hò hét sông lên chết mẹ rồi thọ ơi giữa lúc như thế này mà lại giở trứng tắc súng thì thôi rồi tôi hét lên anh nhạn súng em bị tắc rồi anh nhạn hô khẩu đội Đại liên ba càng Kalinov bắn yểm trợ Rồi nhào sang hầm tôi Tôi mở ốc khóa nòng Tháo băng đạn ra Viên đạn kẹt cứng ở trong ổ chứa Hai anh em mắm môi mắm lợi Khóa nòng vẫn không được Mày mang súng chạy về quan sát ở sở đại đội Bà bọn nó sửa cho Để mẹ Mưa gió thế này Mấy hôm đê chịu lau súng Cho mày chết Tôi chui ra khỏi hầm Chạy băng về hầm đại đội Trong tiếng đạn rít vèo vèo bên tai anh Bình Trắng Để phân biệt với một anh cũng tên là Bình B trưởng B3 Người ở Đông Anh Hà Nội B trưởng B1 Vừa lên quyền đại đội trưởng C11 Thay đại đội trưởng kiêm chính trị viên Bị thương trong trận chiếm chi phu Hôm 19 tháng 6 Thấy tôi liền hỏi Sao vậy thằng em Tôi phân trần trong hơi thở gấp Em đang bắn Súng bỗng nhiên bị tắc ạ à. Tại thằng em quá lười Không chịu lau chùi bảo quản phải không Anh ôn tồn nói Tôi gật đầu Đánh nhau liên miên Tôi thấy súng còn mới toanh Cứ bóp cò là nổ Cần gì phải lau với trả chùi Anh ngờ à, nó lại tắc tị giữa lúc như thế này Một bài học thấm thía Trong lúc ngồi chờ cho quân khí khắc phục khẩu súng Anh Bình, anh chuyển y tá Và bồi dưỡng cho tôi một cốc bột sữa trứng Tiêu chuẩn của cán bộ đại đội Đúng là đường sữa phát từ trên phát xuống Cuộc sẻng phát từ dưới phát lên Lính tráng ở phía dưới chúng tôi Nào có biết bột trứng, bột sữa Nó mặn ngọt như thế nào Anh truyền vỗ vai Nói với giọng rất chính trị viên Ở dưới này nghe RBD của em nổ Bọn anh yên tâm lắm Rất đĩnh đạc Của đáng tội tôi nghe cũng phồng cả mũi Tất cả những cốc sữa trứng Ngụm trà điếu thuốc Và những lời động viên có cánh Mấy hôm ở chốt tôi cũng bắt đầu tập tuệ hút thuốc Nhằm mục đích động viên Tôi biết vậy lại nói một chút về anh truyền y tá. Anh truyền chỉ là y tá đại đội nhưng rất có uy tín trong các lớp cán bộ của C11. Khi bố trí đội hình tấn công hay phòng ngự, ý kiến tham gia của anh rất có trọng lượng, thậm chí có khi là quyết định bởi BJ tham gia chiến đấu của anh. Đại trưởng, đại phó, chính trị viên thi nhau hy sinh, bị thương, còn anh vẫn cứ yên vị. Chính nhờ sống lâu như thế, anh đã trở thành lão làng trong việc chỉ đạo tác chiến của đơn vị tôi. Anh tỏ ra bao dung với tôi Khi lần gặp nhau đầu tiên Tôi đã anh anh tôi tôi Với anh Khi biết anh là y tá Đến bây giờ tôi mới hiểu anh Súng vừa sửa xong Tôi lao cắm đầu cắm cổ Chạy về vị trí chiến đấu quen thuộc Tiếng súng lại nổ giòn đĩnh đạc Trong lúc tôi chạy về sở vũ khí Một quả DK-82 Đã hốt gọn ổ đại liên của đại đội Ba thằng Hai chết Một bị thương rất nặng Thằng ước lắc dân Nghệ An Cùng đoàn với tôi Đang nằm thở khò khè nặng nhọc Mặt vẫn lắc lộn toàn lòng trắng Anh nhạng lật người nó lên rồi phán Để mẹ Nó sắp chết rồi Thằng ước bỗng ngẩng đầu lên Em 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 chưa chết đâu Các anh cứu em Đang lo lắng Thương cảm tôi vẫn phải phì cười Cái thằng này sao mà nó lắc đến vậy Hai cái lòng đen nó cứ chập díu vào nhau Vậy mà lại được điều vào tổ đại liên Chẳng biết bắn chắc ra sao Một thằng bảo an Nhìn hóa ra ba thằng bình định Chúng tôi vẫn trêu đùa nó như vậy Vậy mà bây giờ Liên lạc đại đội báo cho tôi biết Tôi phải về quan sát sở đại đội ngay Về đến nơi anh Bình, anh Truyền Phá nước mời tôi và nói Chắc em đã biết Tổ đại liên vừa bị xóa Bọn anh đã cân nhắc kỹ Trong đại đội không ai có thể sử dụng khẩu đại liên này hơn em cả Nghe tiếng điểm xạ của em Và anh tin rằng khẩu đại liên sẽ phát huy tốt tác dụng Nếu rơi vào tay em Bộc phét Lại chiến thuật động viên vỡ vật Nhưng tôi biết Đằng sau những lời ngọt ngào ấy Là một mệnh lệnh chiến đấu Tôi không nhận mà được với các ông ấy à Đồng thời anh Bình cũng thông báo Tôi được nâng quân hàm Từ binh nhì lên binh nhất Trinh sát tiểu đoàn thông báo Có ít nhất hơn 40 tên gục ngã Trước mũi súng của đại đội tôi Tôi trở về bàn giao lại khẩu RBD để sang nắm tổ đại liên Bình nhất Lê Thái Thọ Có tôi Và kinh kinh Tiếng đại liên của tôi vang lên giòn giã Có phần đánh bật mũi tấn công của mấy thằng bốt chó đều Dạng sáng ngày 25 tháng 6 Ngày sinh nhật lần thứ 19 của tôi Tiểu đoàn 3 của chúng tôi được lệnh rút về phía sau Để nghỉ ngơi và củng cố Trận địa phòng ngự chi phu được giao lại cho D1 đảm trách Bàn giao trận địa xong Chúng tôi rút theo lộ một về tuyến sau Gọi là tuyến sau Nhưng thực chất cũng chỉ cách tiền duyên chừng hơn một cây số Thôi thế cũng được Nơi chúng tôi nghỉ ngơi chính là cứ anh nuôi của đại đội Một ngôi nhà sàn nằm nép mình bên phải lộ một Ngay ở trên mặt lộ bên cạnh cứ Hai khẩu 105 và hai khẩu cối 106,7 mi của quân đoàn hay sư đoàn suốt ngày đêm cứ ẩm ẩm nhà đạn Chúng tôi tranh thủ tắm giặt ngủ nghê Sau một tuần chiến đấu căng thẳng Cả đại đội nồng nỗng Ao ra thửa ruộng phía sau cứ Nước ruộng trong vắt Nào thì chạy nhảy cười đùa Té nước ẩm ý một góc đồng Nào thì cho tao xin đi xả phòng Mày quê phú thọ à Thôi kỳ cho tao cái lưng Chiếc xe cao su trở thành vật dụng Để kỳ cọ hiệu quả Ghét cứ bay qua hàng mảng vì cả tuần nay có tắm giặt gì đâu Chỉ còn lại những tấm lưng phản ngực đỏ au Sạch sẽ mỡ màng Quần áo phơi đầy trên những bụi cây lúp xúc Chúng tôi nhanh chóng quên ngay những ngày tháng máu lửa Bi thương vừa trải qua Mưa lúc nào mát mặt lúc đó Lính mà em Lại có thư Thằng nào ít cũng phải có dằm bà lá Tòng ten nằm trên cánh võng Lúc này lũ lính mới chúng tôi vừa nhận được quân trang bổ sung quần đùi áo may ô thoải mái thằng thì đọc thư thằng thì viết thư thằng thì nghêu ngao hát hò vui vẻ nằm chán tôi lại đi lên mặt lộ xem mấy khẩu pháo của ta bắn hay thật tôi nhìn rất rõ quả đạn một năm bay ra khỏi nòng có lẽ gia tốc lúc ban đầu còn nhỏ nên đạn bay rất chậm nhìn rõ một một ở dưới bếp mấy anh nuôi đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại trổ tài nấu nướng Bồi dưỡng cho mấy thằng thoát chết trở về Bữa ăn có gì nhỉ Dưa leo, rau sống, bánh tráng Thịt heo luộc, thịt rang mặn Cơm canh đủ cả Thuốc dê thì hàng táp Tất nhiên là không thể thiếu được can rượu Trong vắt như mắt mèo Bao nhiêu phụ cấp Toàn đơn vị đều do anh nuôi giữ hộ cả Ngoài tiền mua thuốc dê, vở viết Dùng để quấn thuốc là chủ yếu Và mấy thứ lặt vặt Để gửi lên trên chốt còn lại đổ tất vào những cuộc nhậu như thế này Gạo tiền của thằng đã chết Của thằng đã bị thương đi viện Mặc kệ Đã có nhà nước lo Bây giờ phải lo cho những thằng còn lại Cho nó xả láng mấy hôm Này sống mai ngoẻo, Biết thế nào được Trong bữa nhậu Anh Bình quyền xe trưởng nói thủ thẳng Tao nói trước Bọn dê một nó chẳng giữ được lâu đâu Chúng mày cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi Nó mà buộc chốt là tụi mình phải lên lấy lại đấy Mỗi một đơn vị đều có những cái dớp mà khó ai có thể giải thích rõ ràng mạch lạc được Tiểu đoàn 1 của trung đoàn tôi chốt chặn rất kém Cũng những con người ấy vũ khí trang bị như thế Thế mà cứ động chốt là bị bung Mà chốt đã bị bung đơn vị nào mà đánh chiếm lại rất khổ Máu phải đổ ra nhiều hơn so sánh với đánh chiếm lần đầu Cả bàn nhậu lặng đi một lúc anh truyền y tá ôn tồn nói mày nói làm gì cho anh em nó mất vui lúc nào trên bảo đánh thì ta đánh việc của chúng ta là đánh lo trước làm gì mệt xác chỉ ngày hôm sau sau bữa nhậu buổi chiều của chúng tôi mệnh lệnh lên đường có lẽ nào lời nói của anh bình trắng đã thành sự thật nhưng thật ra không hẳn vậy buổi trưa hôm đấy một chiếc xe jeep chở một tốp cán bộ tham mưu quân đoàn đi qua nơi nghỉ ngơi của chúng tôi lao lên chốt chi phu người lái xe cứ dõi theo đường dây thông tin hữu tuyến dài ở ven đường mà đi mải nói chuyện anh lái xe và mọi người không để ý đến đường dây hữu tuyến đã hết từ lúc nào bỗng phía trước mặt xuất hiện một thằng lính post cầm khẩu b 40 lao ra chặn đường thôi bỏ mẹ rồi thì ra xe đã vượt qua tuyến tiền duyên lúc nào không hay chiếc xe quay đầu định tháo lui không kịp nữa rồi ung oang hai tiếng nổ rất gần toàn bộ tốp cán bộ tham mưu của quân đoàn chẳng thoát một ai lo rằng trong tốp cán bộ có ai đó bị thương và bị địch bắt sống kế hoạch dự định tấn công đánh chiếm nốt trì phù và phát triển lên đến cầu tà yên đã bị lộ cấp trên ra lệnh cho trung đoàn một cùng với các đơn vị bạn lập tức lên đường đánh chiếm các mục tiêu như kế hoạch đã dự tính chỉ có thời gian là thay đổi ngày nở bữa nhậu vừa kết thúc đại đội chúng tôi lại lên đường Tôi lại trở về với B của anh Nhạn Với khẩu RBD quen thuộc Và anh lính còn đang trong trạng thái lơ mơ Đi trên bờ ruộng Mà thỉnh thoảng lại loạn choạng Bổ nhào xuống ruộng Lõm bọng nước Tiếng cười vẫn rộ lên Chúng tôi lại nhằm hướng nam Nơi có con lộ nhỏ không tên Vừa đánh bữa trước Trời tối Chúng tôi tập trung tại một căn nhà nhỏ Ở Koki. Sau khi chính trị viên tiểu đoàn phổ biến nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, anh đứng trên một mô đất cao nói với chúng tôi: "Đợt chiến đấu sắp tới sẽ diễn ra quyết liệt, tính bất ngờ có thể không còn nữa, nhưng tôi xin hứa với các đồng chí, các đồng chí cứ yên tâm chiến đấu, nếu đồng chí nào chẳng may hy sinh, chúng tôi dù rằng phải hy sinh thêm 3 4 đồng chí nữa để mang xác các đồng chí về, chúng tôi quyết không để các liệt sĩ nằm lại trận địa." Trong chiến đấu, đối với người lính, cái sợ nhất có lẽ là bị đồng đội bỏ rơi mình nằm trong tay địch, dù còn sống hay đã chết. Nghe chính trị viên nói vậy, chúng tôi cũng yên lòng phần nào. Do kết quả của những bữa ăn xả láng vừa qua, bụng tôi lại có vấn đề. Chết thật, khổ vì cái mồm, người mệt dã rời. Đêm ấy, tôi ngồi gác để cho anh Nhạn và thằng Màu, người tam đảo Vĩnh Phúc, lính mới tò te bổ sung vào bê tôi thay cho thằng Minh cho đi ngủ trước Đang gác Người tôi bỗng lạnh run Hai hàm răng va vào nhau cầm cập Chân tay run lẩy bẩy Bỏ mẹ rồi Sốt rét Từ chỗ tôi ngồi gác vào đến hầm thùng Nơi anh nhạn đang nằm Chỉ có khoảng chưa đến chục mét Mà tôi bỏ mãi mới vào đến nơi Tôi thì thào báo cáo với anh nhạn Anh nhạn ra gác thay cho tôi Và bảo tôi thôi vào hầm nằm đi Thằng màu lấy hết màn Tăng ni lông đắp lên người tôi Lấy hai viên quy cho tôi uống Vẫn run cầm cập Thằng màu liền đè cả người nó lên người tôi cho ấm Ôi Cái tình đồng đội sao mà ấm áp đến vậy Đáng quý thế Màu ơi Bây giờ em đang ở đâu Sáng hôm sau Người tôi ê ẩm dã rời Các khớp xương như muốn long ra từng đoạn Cơn sốt đã dứt Nhưng tôi vô cùng mệt Tôi liền báo cáo với anh Nhạn Xin phép cho tôi được về cứ anh nuôi Nghỉ ngơi ít ngày Cho lại sức anh nhạn trầm ngâm một lúc Rồi động viên tôi Thọ Nếu bê mình còn nhiều người Thì anh sẽ đồng ý cho em về cứ Nhưng em xem Cả bê bây giờ còn có ba anh em Nếu em về nghỉ Thì còn mỗi anh và thằng màu u a u ớ Nó chưa đánh đấm bao giờ Thôi Em cố gắng một chút nhá Em đưa khẩu RBD cho anh Còn em cầm khẩu M79 này cho nó nhẹ Lần đầu tiên tôi thấy anh nhẹ nhàng đến vậy Tịnh không thấy một tiếng đủ má Đủ cha trong câu nói của anh Tôi lặng lẽ cầm khẩu M79 Và dây đạn anh đưa Tôi còn biết nói gì nữa Trung đội đã hao tổn quá nhiều Trong suốt những trận đánh vừa qua Mỗi người lại còn phải cố dáng lên một chút vậy Chúng tôi cũng không ngờ rằng Trận đánh chiếm chi phu lần này Lại nhàn đến vậy Khi tiểu đoàn 3 lên đến nơi Các đơn vị bạn đã giải quyết xong Chúng tôi thong thả hành quân hướng về cầu Tà Yên Người mệt mỏi dã rời sau trận sốt rét Tôi đi rất chậm và nghỉ liên tục Mãi đến trưa chúng tôi mới lên đến nơi Do anh nuôi không thể đưa cơm lên kịp Chúng tôi dừng chân bên một căn nhà nhỏ cạnh cầu Tà Yên để nấu cơm ăn trưa Khoảng 2 giờ chiều chúng tôi rẽ xuống con đường nhỏ ở bên tay trái Hướng về phun vào đây cô gốc Chiều tà thê lương Vắng lặng không một tiếng súng không gian quạch đắng mùi tử khí chốc chốc chúng tôi lại bắt gặp những xác người địch hay dân đây xác trâu bò hoặc vừa chết hoặc chết đã lâu bốc mùi sặc sụa vòng vèo mãi đến lúc trời tối mịt chúng tôi mới tới được bin mệt rã rời cả trung đội mà cũng chỉ còn có ba mống chui vào trong một căn lều sát ngay cạnh đường chẳng kịp mắc võng tôi lăn ra đất ngủ một mạch sáng hôm sau tỉnh dậy tôi mới nhận ra cả bọn nằm ngủ trong chuồng bò phần vẫn còn đầy ở trên mặt đất chúng tôi lại thi nhau đào hầm xác định vị trí xạ kích buổi chiều sang c 14 tìm thằng long xem nó có ổn không hơn nửa tháng đánh liên miên cũng chẳng kịp để ý đến nhau nữa đang đi bỗng thấy tiếng gọi thọ ơi ý ới hoa ra bọn thằng trương bên c 12 ở phố ngõ trạm chúng nó vừa bắn chết mấy con trâu Thấy tôi chúng nó gọi vào để ăn thịt trâu luộc chấm với muối ớt Anh em xa lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng vui quá thể Sao chúng mày không xào thịt trâu lên ăn có phải ngon hơn không Tôi hỏi Làm gì có mỡ mắm muối Thôi cứ luộc lên mỗi thằng một tảng Thịt nhiều vô kể Cả mấy con trâu chúng nó chỉ xẻo lấy cái quẩy mông Đùi sau và tim Gan Còn thì vứt tất Thật phí của rời Hôm sau chúng tôi nghỉ ngơi và bổ sung thêm trang bị. Tôi nhận khẩu B40, còn khẩu RBD giao lại cho thằng Màu. Tôi hướng dẫn cho Màu cách tháo lắp, cách sử dụng khẩu súng. Thằng Màu thủ thỉ kể cho tôi về gia đình, về bản thân nó. Đang ở nhà chăn trâu, nó phải đi bộ đội. Huấn luyện chỉ hơn một tháng đã phải lên đường vào đây. Nó chưa được bắn một phát súng nào. Nó bảo với tôi, anh ơi, lúc nào các anh chạy, anh nhớ bảo em với nhé. Yên tâm đi Nhưng sao mà phải chạy Tôi lên giọng lính cựu với nó Thì em nghe thấy mấy anh bảo Thỉnh thoảng mình vẫn bị miên nó đánh cho chạy re kèn mà Tôi bảo nó mang súng ra ngoài hầm phía sau Lúc nào nghe thấy tiếng súng bọn miên bắn Thì cho nó bắn thoải mái Lúc nào nghe tiếng súng mà nó thấy hết sợ thì thôi Đến khoảng nửa đêm hôm ấy Đại đội chúng tôi được trinh sát trung đoàn Dẫn đi đánh phối thuộc với trung đoàn 2 Đêm tối như hũ nút Tôi cứ bỉ bõm bước thấp bước cao Theo sát anh nhạn đi ở phía trước Cứ có lệnh nghỉ tại chỗ Là tôi đặt ịch giá đạn xuống đất Không thèm tháo nó ra khỏi vai Và tranh thủ nhắm mắt Buồn ngủ quá Chúng tôi đi theo một bờ đê của con sông Chạy về thị xã Sở Vây riêng Đang vừa đi vừa ngủ ga ngủ gật Bỗng ủm Tôi phi cả người xuống sông Thằng màu vội vàng kéo tôi lên Xung quanh chúng nó Cứ bịt mồm cười khành khạch Trinh sát trung đoàn không bắt được liên lạc với trung đoàn 2 Chúng tôi lại quay về vị trí cũ Đêm hôm sau cũng vẫn như vậy Chúng tôi cứ ra đi lúc nửa đêm Và về lúc gần sáng Sáng hôm sau anh nhạn cầu nhỏ với tôi Đi đột ban đêm Mà giày của mày cứ lép ba lép bép Lộ mẹ nó mất Nhưng nước nó cứ tràn vào giày của em Đi nặng chỉnh trịch Tôi cãi Để má Mày ngu lắm Lấy dao chặt cái mũi giày đi Nước có vào chỉ cần chống mũi xuống là ra hết Lại một bài học bổ ích cho tôi Tôi và thằng Màu lập tức thực thi mệnh lệnh Chiều ngày 6 tháng 7 năm 1978 Trời mưa tầm tã Trung toàn tôi được lệnh lên chiếm khu nhà tôn Nằm ở giải đất cao Nhô lên ở phía trước Phum Prey Âm Bin Vừa lên khoảng được hơn 100 mét Bọn địch đã phát hiện thấy chúng tôi DKZ B40, B41 Đạn nhọn của chúng bắn xối xả vào đội hình của ta không thể lên được sau hơn một tiếng nằm úp mũ lên che mặt ngủ giữa trời mưa chúng tôi được lệnh rút về vị trí cũ chiều hôm sau hội nghị quân chính đại đội được tổ chức anh han đen người thanh hóa lính 74 nguyên bê trưởng cuối 82 bên c 14 được điều về thay anh bình trắng vừa bị thương hôm trước làm đại đội trưởng anh han người to cao đen nói năng mạnh mẽ dứt khoát chứ không nhỏ nhẹ như anh Bình. Hội nghị trình bày phương án tác chiến của ngày mai. Ngày mai chúng tôi vẫn đánh lên khu nhà tôn phía trước, nhưng phương án có sự thay đổi. Bên tay phải chúng tôi, trung đoàn 2 đảm trách, khu vực giữa là trung đoàn 3, bên tay trái là trung đoàn vàm cỏ. Trung đoàn tôi là dự bị của sư đoàn, tiểu đoàn 3 là dự bị của trung đoàn, còn C11 của tôi là dự bị của tiểu đoàn. Trợ chiến gồm có 4 chiếc M113 của Lữ 22 Pháo 155 của quân đoàn 300 quả hai khẩu 105 hai khẩu 85 nòng dài hai khẩu 37 của sư đoàn hạ nòng bắn thẳng Quá chuẩn Thế thì chúng mày có mà nát như tương Đại đội tôi lại là dự bị của dự bị Ba lần dự bị Thì có mà ngồi chơi sơi nước Tôi sung sướng thẩm nghĩ như vậy 5 giờ 30 phút sáng Ngày 8 tháng 7 năm 1978 tiếng pháo quân đoàn sư đoàn đồng loạt nổ tôi ngồi thu lu cùng đồng đội trên lũy đất mọc toàn cây le nhìn thấy toàn cảnh của trận chiến còn hay hơn cả xem phim giải phóng của liên xô tiếng ùng hoàng pháo ta nện dữ dội tiếng một năm âm âm nặng nề tiếng tám năm thì thẳng căng đành sắc tiếng ba mươi bảy ly dồn rập những chớp lửa lăng nhăng giật bay mái tôn khói bốc lên quẩn quẩn chà chà quá sướng quá đã phát này thì chúng mày tan xương nát thịt rồi pháo vừa chuyển làn xe m một ba lừ lừ tiến sau bộ binh của trung đoàn vàm cỏ hai trung đoàn hai và ba Bộ đội cũng bắt đầu xung phong thoát ẩn thoát hiện sau những cây thốt nốt nhưng sao thế kia một chiếc m một ba bị dk của địch bắn cho tung xích bộ đội lao lên rồi ngã xuống Ôi sao bị nhiều thế kia Ngã nhiều quá Các đơn vị vận tải lao lên khiêng Vác thương binh tử sĩ về tuyến sau Đang mà chăm chú xem phim Tôi bỗng nghe tiếng thông tin IWAT đứng cạnh tôi 919001 919001 Thôi bỏ mẹ rồi Mã 919001 là ký hiệu của đại đội tôi Chắc có khó khăn nên đơn vị dự bị phải vào trận rồi Mà cái trò đánh đã không thắng thì dự bị phải lao vào chỗ đang khó khăn nhất. Dĩ nhiên, tôi sốc giá đạn lên vai, tay sách thêm một quả B40. Anh Hàn dẫn chúng tôi lao ra hướng của trung đoàn 3. Tuyến tiến công vướng toàn sình lầy. Chúng tôi cứ phải lao men theo bờ ruộng. Thảo nào mà bộ đội bị thương vong nhiều như vậy. Bọn địch cứ nhằm bộ đội ta đang di chuyển rất chậm do vướng sình mà bắn. Lại ngã rồi. Tôi lao lên nhằm thẳng phía trước. Ung oành Tôi nổ súng Tai tôi ù đặc đi Nhớ lời anh nhạn dặn Tôi làm luôn một phát nữa Thông tai rồi Bắn B40, B41 Khi vào trận Là cứ phải làm liền hai phát Để thông tai Rút kinh nghiệm đã được chứng kiến Tôi không chạy theo bờ ruộng Vì sợ bị địch bắn tỉa Ba chúng tôi lội ảo xuống sình Chạy tản ra Phập phập Chiếu chiếu Đạn đại liên của địch Xiên vèo vèo trước mặt tôi Tôi lấy quả đạn thằng màu đang cầm cắm ngay vào nòng Nhìn thấy ổ đại liên của địch Đang nhả đạn Tôi bóp cò Ung Oang Trượt mẹ nó rồi Tôi nằm chúi đầu giống ven bờ ruộng Phập phập Đạn đại liên của địch cày ngay trước mặt tôi Chắc thằng này đã nhìn thấy tôi rồi Không thể di chuyển đi đâu được Vì xung quanh toàn sình lầy Nằm đây chắc chết quá Tôi thầm nghĩ vậy Lại phập phập chiêu chiếu Cầm tôi bỗng giật lên Thôi bỏ mẹ dính rồi Máu chảy đỏ ngực áo Anh nhạn em dính rồi Tôi vừa nhòm dậy định rút thêm quả liều đạn Thì bụp Tôi thấy toàn thân tê dại Một viên đại liên nữa của địch phá nát bàn tay phải của tôi Tôi hét lên Anh nhạn em lại bị phát nữa Nằm im Tao sẽ băng cho Để má Sao trận này dính nhiều thế Anh An xe trưởng thấy tôi bị thương liền trồm sang Vớ ngay khẩu B40 của tôi lắp đạn và bóp cò ùng ừ, oang tiếng đại liên địch im vặt quá đau tôi thò tay lại giúp con dao găm chiến lợi phẩm mà tôi rất quý cắt tất cả dây đeo giá đạn bỏ luôn cả túi mìn claymore trong đó có sổ sách đồ dùng cá nhân cả con dao quý báu của tôi nữa vứt vứt hết tôi nghe tiếng anh nhạn hét ầm lên để má thằng han nhá mày làm cháy hết người ông rồi thì ra trong khi đang loay hoay để bò sang chỗ tôi anh nhạn đã bò ngay sau khẩu B40 Đúng lúc anh Hàn nổ súng tiếp Cả quần lửa chùm lên lưng anh nhạn Anh Hàn hét "Chửi cái CC xê, xê May và thằng thọ băng bó xong Cố chạy về tuyến sau đi Nằm đây đợi vận tải thì có mà toi cả lũ Anh nhạn lao đi Cái áo đã bay đi cả mảng Để trần ra tấm lưng đỏ như tôm luộc Ra lật từng đám chồng thật sợ Tôi tê dại nửa người Nhưng nằm đây thì chết là cái chắc Tôi cố gắng vùng dậy Cứ theo bờ ruộng mà chạy về Bọn địch chắc nhìn thấy tôi Liền bắn theo chiều chiếu Vừa nhìn thấy hầm cối 60 của đại đội Tôi phi cả người lao xuống Bọn ở cối 60 giúp tôi Băng lại vết thương ở cằm và ở tay Một viên sượt qua xé rách cằm Còn một viên xuyên qua lòng bàn tay phải Làm toác lòng bàn tay Và cổ tay tôi May rồi nếu viên ở cằm mà dịch lên chút nữa thì có mà đi buôn hoa quả sớm. Hóa ra ở đời chết cũng không phải dễ Ngồi ở hầm cối của đại đội Tôi chứng kiến trận đánh tiếp tục Bộ đội ta vẫn không thể nào tiến lên được Để má Phải mang bọn trinh sát ra mà chém đầu Ai lại vạch hướng tấn công Toàn bãi sình lầy thế này Chết là phải Tôi lầm bầm Ở hầm bên cạnh Trung đoàn trưởng trung đoàn 1 Trung tá 3C Đứng theo dõi trận đánh Cùng mấy vị Chắc là sĩ quan tham mưu Ông buồn bã Sao dính nhiều thế này Tao thường mấy thằng lính chết trẻ quá Hai chiếc M113 còn lại Đang diên dịn bò về theo đường lộ Một sĩ quan tham mưu bảo tôi Thôi thằng em ra lộ Bảo mấy thằng M13 Nó cho về phẫu trung đoàn Chắc đơn vị cũng sắp rút rồi Thế là thua Thua đau đớn Tôi cứ tưởng rằng trận đánh này Sẽ vô cùng nhạt nhã Minh hùng tướng mạnh thế kia mà Ngờ đâu lại tan tác đến vậy Tôi chán trường, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, loạn choạng ra lộ, mấy lính trên xe kéo tôi lên chiếc M13, chạy thẳng về trạm phẫu trung đoàn tại An Tâm Mốc. Lúc đó là 11 giờ ngày mùng 8 tháng 7 năm 1978. Tại trạm phẫu trung đoàn, thương binh nằm la liệt khắp nơi, tiếng kêu la, tiếng rên rỉ, những khuôn mặt méo đi vì đau đớn. Cánh tay tôi giờ đã sưng vù to như bắp chuối làm phòng căng cả tay áo K74. Tôi ngồi dựa lưng vào một nhà sàn, nhìn ngó xung quanh. Trận đánh này trung đoàn chắc thiệt hại nặng. Hóa ra trận nào mình chuẩn bị tinh thần để vào trận ác liệt thì lại nhàn. Trận nào mình tưởng nhàn như đi chợ thì lại bị đánh đến biêu đầu mẻ chán. Thương binh được phân loại ngay trọng thương, trung thương, khinh thương. Bộ phận chủ yếu là phân loại thương binh, băng bó và phát quần áo cho anh em nào quá rách. Cho anh em ăn tạm bát cháo để lấy lại sức. Những chiếc xe tải chở thương đi lại tấp nập. Tôi được băng bó sơ qua, phân loại là trung thương, rồi quẳng lên một chiếc xe trở về phẫu của sư đoàn, đóng tại Chi Phu. Tại phẫu Chi Phu, bác sĩ Cường người Hà Nội cùng khối 68, tiểu khu hàng chống với tôi. Thấy bác sĩ bảo vậy hay cũng là một cách động viên Trực tiếp chăm sóc vết thương cho tôi Nhìn vết thương đầy bùn đất Bác sĩ bảo Để tránh bị nhiễm trùng uốn ván Tốt nhất là em để anh cắt bàn tay đi Cho nó an toàn Ấy anh ơi Anh mà cắt cụt tay em Thì em còn làm ăn được gì Tôi nghĩ đến bàn tay viết lách Này cụt lộn Chán chẳng buồn chết Anh cố gắng giữ cho em Tôi nài nỉ Bác sĩ không nói gì Anh cắt lọc rồi đổ oxy già vào giữa vết thương anh đổ vào hết vết thương của tôi một lọ penicillin rồi khâu túm lại anh chỉ sơ cứu tạm thế này chiều về sài gòn các bác sĩ ở đấy sẽ xử lý tiếp nhé chiếc ô tô tải thương của sư đoàn chở tiếp chúng tôi về bọc bài thì dừng lại các má các chị ở đây xúm lại đỡ bọn thương binh chúng tôi xuống xe nào là nước mía nào là bánh ú bánh mì nhưng tôi thì không uống nổi nuốt nổi phần thì đau phần thì sợ uống vào sẽ loãng máu mà chết. Chiếc máy bay UH-1A phành phạch đến đón chúng tôi. Quả này có khi được về thẳng viện 108 cũng nên. Tôi thầm nghĩ vớ vẩn như vậy. Lên máy bay, do rung lắc mạnh, một thương binh trong số bọn tôi bị thương vào đầu, ọc máu ra. Từ thương binh, anh đã chuyển sang từ trần. Tôi nằm tiếp đi trong cơn đau và mệt mỏi. Sân bay tần sơn nhất, buổi chiều nóng rẫy hơi nóng phả từ đường băng bốc lên ngột ngạt chiếc hu một a từ từ tắt máy những chiếc xe cứu thương đợi sẵn từ bao giờ nhanh chóng áp sát mấy cô y tá trẻ măng mặc áo và lưu trắng toát nhẹ nhàng chuyển chúng tôi từ máy bay xuống xe đồng chí liệt sĩ được ưu tiên một mình một xe còn chúng tôi cứ ba bốn thẳng một xe cùng y tá lao nhanh về viện vừa đi xe vừa hú còi inh ỏi chúng tôi đến viện một một năm ở đường Nguyễn Tri Phương thì phải và nhanh chóng được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Sau khi cắt lọc lại, vết thương của tôi được khâu vá và định vị lại phần xương mỏng chân quay bị vỡ. Rất may là không phải cắt cụt, mừng hết biết. Ngày hôm sau, tại phòng bệnh viện trên tầng 2, tôi nằm cùng với một lính của F341, vết thương thấu phổi và gãy tay trái. Lúc nói chuyện tôi được biết nó cũng là người Hà Nội, nhà ở trên đường Tây Sơn, đối diện gò đống đa ngày mai nó có tên trong danh sách đi a sẽ lên máy bay ra điều trị tại viện một ba trong hà đông may quá tôi liền nhắn gửi nó báo tin cho gia đình biết tình hình của tôi đến bây giờ tôi và gia đình cũng không nhớ được cậu bạn mới quen lấy tên gì số nhà bao nhiêu ở đường tây sơn thật là ân hận chỉ biết rằng chỉ ba bốn ngày hôm sau gia đình tôi đã biết tin về tôi phòng bệnh tôi nằm điều trị rất đông thương binh phải đến 50 giường chia làm hai dãy thương binh đủ các loại từ các mặt trận gửi về sáng sáng đó đây vang tiếng tá bô tá bô ẩm ĩ lẽ ra phải gọi y tá ơi cho tôi xin cái bô cả phòng chỉ có hai em y tá phục vụ làm sao để cho kịp bô cho các bố được mà chỉ chậm một chút là các bố bĩnh ngay ra giường thật quá quắt đã vậy mấy ông thương binh nặng lại còn chơi khăm họ bố trí cho hai thằng ở hai đầu cùng nhau gọi bô chưa xong cho thằng đầu thằng ở giữa phòng lại gọi cứ thế họ hành hạ hai cô bé đến là tội phục vụ tôi là cô y tá tên mai người sài gòn nói năng nhỏ nhẹ không biết cáu bao giờ mặc cho các thương binh cáu gắt giận dỗi mai vẫn nhẹ nhàng làm tốt công việc theo chức trách nào đưa thương binh đi tắm nào thì đi xem tivi nào thì mắc màn Tôi vô cùng biết ơn và cảm phục cô y tá ngày ấy. Tôi biết ơn bác sĩ chín. Người bác sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa đã nhiệt tình chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi cũng nhớ mãi cái cách tiêm của bác sĩ. Trông sợ vô cùng. Bác sĩ cầm xi lanh trên tay, phi đánh phập một cái vào bắp rồi bơm thuốc nhưng lại chẳng gây đau cho thương binh chúng tôi. Tôi nằm cùng với một cậu ở F7, cậu ta bị thương vào ổ bụng. Hai thằng chúng tôi cứ thay nhau Hôm nay mày báo ăn cháo sữa Thì tao báo ăn cháo thịt Ngày mai lại ngược lại Cháo thịt thì mỗi suất nửa chậu Cháo sữa thì một ngày một hộp ông thọ Hai chúng tôi ăn chung một suất cháo thịt Vẫn không hết Sữa thì cuối tuần gom lại Ra ngoài bán bảy đồng một hộp Tiền tiêu thoải mái luôn Tôi nhờ nó viết thư cho ông anh rể của tôi Lúc ấy đang là bộ đội ở quân khu 9 Từ ngày gửi thư Chiều nào tôi cũng ra cổng viện mong ngóng anh Mong hoài mà chẳng thấy tâm hơi đâu Buồn thật Vết thương của tôi cũng liền miệng nhanh chóng Tôi được chuyển về quân y viện 4 Của quân đoàn tại căn cứ sóng thần Bình Dương Cuối tháng 7 năm 78 Tôi ra viện về đơn vị tiếp tục chiến đấu Lại vòng vèo sóng thần Đồng dù chẳng lớn Lần này tôi đi một mình Với phương tiện tự túc Cuối cùng bước chân của tôi đã dừng lại cứ ba lô của đại đội tại một bài Trong cứ cũng toàn thường mình Tôi dừng lại Cứ một ngày Đến ngày 27 tháng 7 năm 78 Thì tôi quyết định đi bộ lên chốt Lúc ấy trung đoàn tôi Vẫn ở Nam brasut Đóng tại Prey Còn tiểu đoàn 3 chốt tại Phum Prey Chẳng mấy chốc tôi đã đến Ba Vét Chỉ huy ở sư đoàn 9 Đang trú tại đây Mệt Tôi ghé vào nghỉ dừng chân tại dãy nhà đầu tiên. Đây là dãy nhà của phòng hậu cần sư đoàn. Thấy tôi một thương binh còn đang băng quấn kín tay, mấy anh trong ban quân nhu sư đoàn mời tôi vào ngồi nghỉ, uống nước. Hôm đó đúng ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ nên bàn còn có bánh kẹo, bia. Tôi đang ngồi nói chuyện, một chiếc xe đốt hồng thập tự dừng lại đỗ ngay ở ven đường. Anh lái xe bước vào xin ngụm nước, chắc đã quen nhau. Mấy lính quân khu hỏi Xe chở gì vậy anh? À, chở một tự sĩ của C11 g 3 E1 Anh lái xe trả lời Nghe đến vậy tôi giật thót Đúng đại đội tôi rồi Tôi thoáng nghĩ đến thằng Minh Lúc này chắc nó đã ra viện Mình nặng như thế mà còn đi viện Chưa đến một tháng Mà vết thương của nó thì Nghĩ đến đó tôi hỏi anh lái xe Anh ơi cho em hỏi chút Liệt sĩ tên là gì vậy Long Lê Phú Long, Hà Nội Bị lĩnh một trọn quả AT vào dạng sáng nay Trời ơi, anh lái xe chắc nhầm đơn vị C14 thành C11 Long ơi, mày đã bị sao rồi Tôi chạy vội ra xe Chiếc xe đốt cũng thấp Tôi nhìn vào xe Thằng Lòng nằm đó, mặt nhắm nghiền Một mảng ngực và cánh tay trái bị bay đi đâu mất Máu, máu đông lại đen đặc Lòng ơi, thế là tổ tam tam của chúng mình đã mất đi một thành viên Thế là cái lời nhắn nhủ trên bãi cỏ trước cổng M36 đã một phần biến thành hiện thực Thế là hết những mộng mơ về cổng trường đại học của mày Thế là hết rồi Long ơi Chiếc xe chở Long đi rồi Tôi vẫn còn thẫn thờ nhìn theo Những đám bụi cuốn theo bánh xe mở dần Rồi khuất hẳn Nước mắt tôi giản ruộng Không còn bụng dạ nào để tiếp tục ngồi uống nước Tôi lập tức tiếp tục lên đường Bước chân bây giờ trở nên nặng nề Những hình ảnh của thằng Long Cứ bám giết lấy tôi Đến tận nơi tiểu đoàn đứng chân Người đầu tiên tôi gặp là thằng Hoan Nguyễn Công Hoan Ở phố HT Nó cùng C14 với thằng Long Nhưng thằng Hoan làm liên lạc cho đại đội Tôi hỏi Han tình hình về cái chết của thằng Long Nó cứ ú à ú ớ Cái thằng này cho đến bây giờ cũng vậy Cứ động nói đến những năm tháng khói lửa ngày xưa là nó có vẻ chẳng mặn mà hắn chỉ thích nói đến việc xây dựng kinh tế gia đình làm ăn buôn bán mặc dù bây giờ vẫn đang đeo quân hàm trung tá hay thượng tá gì đó buồn hết sức cho những người đồng đội chóng quên quá khứ như vậy nếu mày có đọc được những dòng này mày đừng giận tao điều đó cũng lý giải tại sao tao ít ghé qua nhà mày bởi gặp mày tao cũng chẳng biết nói chuyện gì cả thứ lỗi cho tao hoàn nha Tôi nhanh chóng hỏi đường với C11 Đội quân thân yêu của tôi Nơi mà thằng Minh đang làm tôi lo lắng Đến cháy ruột gan C11 của tôi kia rồi Đại đội nằm bên một khoảng đất tương đối rộng Hầm quan sát ở đại đội Nằm ngay cạnh ven đường Băng qua khoảng đất rộng Là hầm tiền tiêu của thằng Minh Nhìn thấy tôi thằng Minh chạy lại ôm chầm lấy tôi Tòe tuét cười Mày về rồi đấy à Thế vết thương có nặng không mày bị mà tao chẳng biết nằm ở đâu đến chơi, nó hỏi tôi một hồi, làm tôi chẳng kịp trả lời. Thôi, mày về hầm tao. Thằng Minh phán, nó chẳng cần biết tôi có được đại đội phân về ở với nó hay nữa không, nó cứ làm như nó là đại đội trưởng không bằng. Nó rủ tôi qua chỗ bốn cái tốt nốt mọc thành hàng, trải ni lông ra, rồi hai thằng nằm nói chuyện, chuyện nó đi viện ra sao. Nó bỏ đi chơi Sài Gòn như thế nào Chuyện đánh đấm vừa qua Ai còn ai mất Chuyện nó mới nhận được thư trang sáng Nó khoe Nàng đã chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi Thằng Minh nói giọng đầy phấn chấn Trong thời gian tôi đi viện Đại đội có nhiều thay đổi Thằng Màu cũng bị thương Trong đơn vị xuất hiện toàn chiến sĩ mới Cán bộ chỉ huy cũng mới Nó bây giờ chuyển sang bắn B41 Tôi thông báo cho nó vụ thằng Long bị dính Nó lặng người trầm ngâm Đến bây giờ nó mới được biết Thằng Minh có vẻ rắn giỏi và trưởng thành lên nhiều Nằm nói chuyện với tôi Nghe 12 ly 8 của địch nổ toang toác Mà tôi thấy nó hầu như chẳng để ý gì Còn tôi cứ giật mình thon thót Bạn không biết chứ Gần một tháng được nằm nơi hòa bình Phố phường đô hội Cơm có người bưng Nước có người rót Tắm có người kỳ lưng con người ta chóng hư quá những phản xạ được nhờ trải qua trận mạng bỗng biến đâu mất cả giờ đây nghe tiếng đạn nổ đầu nòng cũng giật bắn mình trong sâu thẳm le lói trong tôi một nỗi sợ mơ hồ chán thật đến cuối giờ chiều đại đội gọi tôi lên đại đội trưởng mới thông báo cho tôi biết theo thông báo của tiểu đoàn do vết thương của tôi chưa ổn định nên tiểu đoàn quyết định tôi sẽ về tập trung tại trung đoàn để đi ăn dưỡng một thời gian Khi nào vết thương bình phục hoàn toàn sẽ trở về đơn vị Tôi vừa mừng vừa buồn lẫn lộn Tôi lại sắp xa thằng Minh rồi Đến bao giờ mới gặp lại nó đây Chiều ta tôi lên đường trở lại sở chỉ huy trung đoàn Thằng Minh tiễn tôi đến tận quan sát sở tiểu đoàn Tôi và nó dặn dò nhau đủ thứ Với vẻ tần ngần Nó lấy ví Chiếc ví nhựa màu xanh có in hình một cô gái Nghiêng đầu cười nháy mắt quen thuộc Nó rút ra đưa cho tôi một tấm ảnh chân dung Tấm chân dung nó chụp nghiêng Mặc quân phục sao tiết đàng hoàng hồi ở Xuân Mai Tao tặng mày tấm này Mày cầm lấy làm kỷ niệm thọ nhá Giọng thằng Minh nghe chừng xúc động Tôi chưa từng thấy nó như thế bao giờ Mày vớ vật Tao chỉ đi ăn dưỡng một thời gian Rồi tao lại về Tôi gạt đi tôi đã từng chứng kiến những linh cảm những kiêng cữ vô cùng chính xác nhưng vô cùng khó giải thích của những người lính chiến chúng tôi tôi lo sợ rằng hành động của thằng minh như thế này có lẽ báo trước một điều gì đó chăng mày cứ cầm lấy cho tao vui nếu khi mày trở lại đơn vị mình còn gặp nhau lại thì tao sẽ xin lại thằng minh nói dứt khoát thế là đúng rồi thằng minh chắc đã có những linh cảm rất rõ ràng nên nó mới hành động như vậy tôi nhận tấm ảnh từ tay thằng minh mà trong lòng buồn rượi tôi linh cảm rõ ràng lần gặp nhau này của chúng tôi là lần cuối cùng mày ở lại cẩn thận nhé minh tôi xúc động dặn dò cứ yên tâm đi nó tuét miệng cười nó muốn làm tôi vui đây chúng tôi ôm chầm lấy nhau nước mắt tôi trào ra thôi mày đi đi nó đẩy tôi ra rồi quay đầu dạo bước. Tôi đứng nhìn theo cái dáng cao gầy của nó, mãi cho đến khi bóng nó quất sau dạng le ở ven đường. Tôi trở về trung đoàn trong những bước đi nặng nề. Quãng đường không xa, mà sao cảm thấy như là vô tận. Sáng hôm sau, nhập vào đoàn thương binh của trung đoàn, chúng tôi lại quốc bộ đến cầu, nơi đại đội ăn dưỡng của trung đoàn đứng chân. Về đến cứ ba lô mộc bài, Tôi nghỉ lại ở đó mấy ngày Vừa về đến một bài buổi sáng Thì buổi chiều Bố tôi lặn lội và thăm tôi Ôi, cha con gặp nhau mừng rỡ Thì ra cậu bạn cùng nằm với tôi Ở viện mùa một, một năm Đã báo tin tôi bị thương Cả gia đình vô cùng lo lắng Bố tôi bố trí sắp xếp công việc xong Liền đi ngay và thăm tôi Ông cứ lang thang khắp mọi nơi tôi từng đi qua Viện 115 một một Viện quân đoàn 4 Đồng dù chẳng lớn đến đâu người ta cũng bảo tôi vừa ở đây nhưng lại đã đi rồi cứ thế bước chân tìm con của bố tôi cuối cùng dừng lại tại cứ ba lô của đại đội tức cứ mộc bài tôi và các anh trong cứ bố trí cho bố tôi một chỗ nằm trong một ngôi chùa đổ nát ăn uống thì chẳng có gì chỉ có cơm rau tép và thịt chuột bố tôi sợ hãi ra mặt chà lính tráng ăn ở tạm bợ quá con ạ à. Hồi ở Điện Biên khó khăn gian cổ thế Nhưng cũng không đến nỗi như các con bây giờ Bố tôi than phiền Đã thế mấy ông thương binh đại đội Lại còn kể với bố tôi Chuyện tháng trước Mấy thằng trinh sát miên Bò vào giết chết cả chục thương binh Ở trạm phẫu ngay ở bên kia đường Nào là chuyện ở đây Cách biên giới có chưa đầy trăm mét Miên vẫn ỉ oành tập kích suốt Sợ quá Hai hôm sau ông đòi tôi đưa về thành phố Hồ Chí Minh ngay Tôi đưa ngay ông về thành phố và lại tôi cũng không thích ở đây lâu để làm gì, ở nhà mẹ tôi đang ốm yếu, rất cần có ông ở bên cạnh. Tôi trở về cứ của đại đội, lấy ba lô của thằng Long bên cứ C14 gần đó, mang ra biêu điện gò dầu để gửi về cho gia đình nó những di vật cuối cùng. Tôi hoàn thành cái lời hứa của tổ Tam Tam trước lúc lên đường. Xong xuôi tôi nhập tịch vào đại đội an dưỡng K24. Ngày 15 tháng 8 năm 1978 Đang chuẩn bị ăn cơm chiều Tôi có khách Thằng Thọ, cũng tên là Thọ Thọ con người Hà Tĩnh Lính mới của C11 Cùng bê với tôi và Minh Đến gặp tôi Anh Minh hy sinh rồi anh Thọ ạ Ngay câu đầu tiên Thọ con đã thông báo Tôi bàng hoàng Minh ơi, có lẽ mày cũng đã ra đi Tôi không thể cầm nổi nước mắt Cái thằng Minh Là thằng bạn thân nhất của tôi Lẽ nào nó đã hy sinh Lẽ nào cái tổ tam tam thân yêu của chúng tôi Chỉ còn lại bơ vơ một mình tôi sao Tôi lặng người ngồi nghe thọ con thuật lại Diễn biến của cuộc chiến đấu cuối cùng của mình Ngày 11 tháng 8 năm 1978 Vừa sáng ra Bọn địch đã tổ chức tấn công vào chốt của tiểu đoàn 3 Có sự yểm trợ của M113 Bọn địch hung hãn lao vào tấn công các chốt của đại đội Thằng Minh dũng cảm với anh em đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. Khoảng 11 giờ trưa, chúng tổ chức tấn công lần nữa. Tiếng súng địch nổ toang toác khắp nơi. DK82, DK75 của chúng bắn như vãi đạn. Thằng Minh thấy xe M113 của nó vượt qua cánh đồng trống trước mặt lao vào. Nó vọt ra, cầm khẩu B41 nện liên tiếp mấy trái. Khói súng tỏa ra mù mịt. Một sơ suất chết người đã xảy ra. Sau khi bắn xong mấy quả B41 minh không di chuyển ngang chỗ đứng bắn bị lộ bọn địch tập trung đê ca quất tới tấp vào chỗ minh đang đứng một mảnh đạn cắm thẳng vào trán nó mình gục xuống anh em trong bê lao ra kéo nó vào trong hầm một lúc sau minh tỉnh lại mở mắt và bảo em lấy giúp anh cái ví trong lúc nhào ra khỏi hầm để bắn nó đánh rơi mất chiếc ví ở cạnh hầm thằng thọ con nhặt chiếc ví đưa lại cho minh nó từ từ mở ví ra đây ảnh gia đình nó lúc còn đông đủ Đây là ảnh Minh Nguyệt Trăng sáng thân yêu của nó Đây là những lá thư của Minh Nguyệt Mà nó vừa nhận được Mình từ từ xem lại tất cả Rồi cất vào ví Nó khó nhọc nói Em... em cầm lấy chiếc ví này Rồi... rồi về đưa cho anh Thọ Mình nói xong Nó nôn ra vài lần Rồi nhắm mắt Cuộc chiến đấu càng về trưa Càng trở lên khốc liệt Các đại đội 13, 12 rồi đến đại đội 11 của tiểu đoàn 3 lần lượt bị đánh bật khỏi chốt do áp lực rất mạnh của địch. Thi hài của Minh cùng với ba chiến sĩ nữa của C11 vẫn nằm lại trên trận địa. Minh ơi, thế là cái linh cảm khủng khiếp của mày đã trở thành sự thật. Thế là không bao giờ tao còn được nhìn thấy mày nữa. Minh Long, hai thành viên của cái tổ tam tam thân thuộc đã vĩnh viễn nằm xuống. Chúng mày đã chiến đấu một cách anh dũng Chúng mày đã nằm xuống đầy vinh quang Chúng mày không hổ danh là những chàng trai Hà Thành Sống chết đầy kiêu hãnh Mình lòng ơi Hãy yên nghỉ nha Vĩnh biệt chúng mày Hai người bạn thân yêu Vị Thành Mình hy sinh đúng vào ngày bà mẹ của mình Bà Lý Nguyệt Liên Vào đến chàng lớn thăm con Sau hai lần đi đi lại lại Mà không được gặp con Vì sư đoàn cố giấu Cuối cùng ông Hải Đỏ tiếu tá phụ trách căn cứ của sư đoàn, đành phải thông báo cho bà mẹ của mình. được tin, tôi cũng về trảng lớn để gặp bà, mà không gặp vì bà đã trở về thành phố hồ chí minh. tôi đã về thành phố để gặp bà trong một đêm mưa như chút tại một căn nhà nhỏ gần cầu công lý. theo đúng những gì tôi đã cùng hứa với nhau, tôi mang cho bà chiếc ba lô đựng những di vật cuối cùng của mình. may mắn làm sao, mà cũng kỳ lạ làm sao. Bức ảnh Minh tặng tôi là di ảnh cuối cùng mà gia đình Minh có được về nó. Tôi Lê Thái Thọ, nguyên chiến sĩ C11 g 3 M1 F9, viết những dòng hồi ức này như một nén hương tưởng niệm, xin kính dâng lên hương hồn hai người bạn của tôi đã nằm xuống trên mảnh đất phía nam cầu Brasut, thuộc tỉnh Breven, Campuchia. Ngoài Lê Phú Long đã có mộ trí đàng hoàng, còn liệt sĩ Quang Minh cho đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Nếu trong các bạn có ai phát hiện thêm điều gì về phần mộ hoặc hài cốt của Quang Minh, xin hãy liên lạc với tôi. Sau khi Minh hy sinh, Minh Nguyệt liên tục thư từ và thăm tôi. Nguyệt đã nhận bố mẹ Minh làm bố mẹ nuôi. Tháng 2 năm 1981, tôi được về phép, về phép hẳn hoi. Tôi có xuống thăm nhà cô bạn. Cô bạn đón tiếp tôi rất trân trọng. Sau này tôi được biết rằng Cô ấy chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và lấy chồng ở trong ấy và chúng tôi bật tin từ đó. Tôi nằm mấy tháng ăn dưỡng tại đại đội ăn dưỡng của trung đoàn tại bến cầu Tây Ninh. Thực tế chỉ có ăn mà không có dưỡng, tức là chỉ có nghỉ ngơi, còn ăn uống thì cực vô cùng. Thường mình lúc nào cũng đói, đói đến quản ruột. Bê tôi cũng chia thành các bê như bình thường, nằm tại một túp lều, đó chỉ là nơi nhốt cặp bò của nhà chủ đã đi sơ tán của chú tư cạnh rìa làng cách nhà đại đội chừng 200 mét ăn uống chỉ có hai bữa chính là trưa và tối hàng ngày thương binh chia nhau đi cắm câu tắt cá để cải thiện tối tối lại thêm nghề đi xoay ếch nhưng mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng đói vẫn hoàn toàn đói một đêm mưa to gió lớn cà bê quá đói mà chẳng biết làm gì để có cái cho vào trong bụng tôi nảy ra ý định đi bắt trộm gà Lập tức toàn bộ cán bộ chiến sĩ đều hưởng ứng nhiệt liệt Nhà chú Tư, chủ nhà cho chúng tôi ở nhờ Đều đã đi sơ tán hết Vì ở đó rất gần đường biên cách khoảng 400 mét Chú có để lại một cặp bò ngủ cùng chúng tôi Giường chúng tôi kê cọn một đầu Phía cuối giường là chỗ ngủ của hai con bò Ngoài ra còn có mấy con gà thả rông Tôi và anh Tâm cùng xem 11 với tôi, người Thanh Hóa được phân công đi bắt gà còn anh cảnh cụt người đông anh hà nội được phân công sang anh nuôi đại đội xin gạo tôi đi ra ngoài vườn lũ gà nhà thú tư toàn ngủ đậu ở trên các cành cây tôi khẽ luồn tay vào bụng con gà mái to nhất đang ngủ gà ngủ gật con gà chỉ kêu nho nhỏ và lại trời đang mưa to nên có kêu tôi cũng không sợ quắc quắc con gà đã bị tôi vặn méo cổ anh cảnh cụt nhờ tài ăn nói nên cũng xin được một mũ cối gạo lông lòng ruột tất cả được cho vào túi ni lông nhấn chìm xuống ruộng lúa cạnh nhà cơm nóng thịt gà rang ôi sao mà ngon đến vậy chỉ có bốn anh em mà chơi hết cả nồi cơm to tướng chỉ thích tội cho chú tư sáng hôm sau phát hiện mất con gà cứ đi tìm khắp xóm mấy anh em chúng tôi cũng hè nhau tỏa ra giúp chú đi tìm tìm mãi mà chẳng thấy cả lũ liền an ủi chú tư có lẽ hôm qua trời mưa sấm chấp nên có lẽ nó sợ chạy đi đâu đó mất tiêu rồi chú ạ à. trong đời lính của tôi không có thời gian nào trôi đi vô vị như những ngày nằm tại đại đội an dưỡng này suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn mà cũng không xong cái đói lúc nào cũng thường trực ở trong dạ dày đó đến mức không thể đi đâu chơi được ngày chỉ nằm chờ hai bữa cơm như cơm phát trận, cả tháng chỉ có ngày lĩnh nhu yếu phẩm và phụ cấp là mặt mũi lũ thương binh chúng tôi mới tươi lên đôi chút. Có tiền, tôi và thằng dụ người Thanh Hóa lập tức phải san sẻ cho những bà bán hủ tiếu ngoài thị trấn Gò Dầu. Để lâu cũng không được, mất ngay. Vì đói quá nên trong đại đội ăn dưỡng xuất hiện nhiều vụ lấy cắp quân tư trang của nhau. Tối nằm, tôi phải gối đầu lên chiếc ba lô nhưng không thể lại được với các bố nhà ta Toàn cỡ trinh sát đặc công Cấp bộ cả Chúng nó chỉ dình Lúc mình chở mình Thế là xong Thế là lại trở về Với nhất bộ quần áo mặc cả ngày Trên đơn vị Cả sư đoàn vừa tháo chạy Sau một đợt tấn công của bọn Pốt Tại cầu Prasut Cả sư đoàn về đóng hết xung quanh Chi Phu Phía đông cầu Tà Yên Đơn vị nghỉ ngơi Bổ sung trang bị quân số tháng 11 năm 1978, nghe tin trên cứ chẳng lớn có đợt lính mới bổ sung toàn lính Hà Nội. Tôi liền nhảy sang xe đò về chẳng lớn tìm bạn và đồng hương để hóng chuyện về quê hương. Chẳng có ai quen mặt nhưng cũng thỏa được phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Rất nhiều lính Hà lại hoàn kiếm đàng hoàng. Sau hai ngày tôi trở về Tà Beng, cả đại đội vắng tanh như chùa Bà Đanh. Hỏi những người còn lại Họ cho tôi biết Cả đại đội lên G32 ăn dưỡng Tại chàng lớn Để thăm khám sức khỏe và đi A à. Ôi đi A à. Chữ A đơn giản Mà sao cái sức hấp dẫn của lũ thương binh chúng tôi Nó lại đến như vậy Đi A à là về quê hương Là về với gia đình thân thuộc Là sự sống là hòa bình Đi A à là tất cả với chúng tôi lúc đó Tôi tiếp tục nhảy xe quay lại chẳng lớn ba 32 an dưỡng của sư chín nằm gọn trong một góc ở căn cứ chẳng lớn. Bên cạnh đại đội thu dung, cả g bảy bao gồm năm sáu dãy nhà tôn, mái lợp tôn, tường cũng bằng tôn, giường thì bằng sắt, ấm đáo để Mặc dù tháng 11, 12 ngoài miền Bắc đang rét cắt ra cắt thịt, thì lũ chúng tôi đang bị hầm đến chảy mỡ trong những cái lò tôn này. Thương binh thằng thì cụt tay thằng thì cụt chân đều chỉ đánh mỗi một chiếc quần đùi còn thì trần trùng trục hết ăn uống có khá hơn khi còn nằm dưới ăn dưỡng trung đoàn đại khái bữa ăn có thêm tí rau tí thịt mặc dù phần ngon thì cũng chẳng đến lượt thương binh gà teo cơ canh rau toàn quốc nước chấm đại dương thương binh ăn đủ ngày ba bữa ăn xong là trà lá cờ quạt cờ quạt chứ không phải cờ bạc và bắt dẹp chào ôi tôi chưa bao giờ thấy ở đâu nhiều dẹp như ở dê ba hai này hôm nào nắng to chúng tôi mang rát giường ra phơi từng đoàn quân họ nhà dẹp lũ lượt kéo nhau ra những khe kẽ rát giường vì ánh sáng mặt trời thiêu đốt chúng tôi không dám giết chúng bằng tay vì quá hôi một mảnh báo quận lại rồi đốt là xong dẹp nổ lép bép như thóc giang thương binh tại dê ba hai này có phong trào thi đua rất sôi nổi đó là treo tay Khẩu hiệu chịu khó treo tay có ngày ra bắc được thực hiện tương đối triệt để. Thằng cụt, thằng bị đạn nó phang trúng tay thì treo đã đành. Nhưng có những thằng bị mảnh M79 nó xiên, sẹo, chỉ to bằng nốt ghẻ ruồi cũng nhiệt tình, chịu khó treo tay. Phải nói là một sự kiên trì ghê gớm, sự kiên trì khủng khiếp. Cánh tay bị dính, dù chỉ rất nhẹ thôi. Được dùng một giải băng cứu thương treo cố định trước ngực cánh tay đó nằm cố định không dám tham gia bất cứ hoạt động gì dần dần qua thời gian dài nó teo lại chỉ còn da bọc xương trông phát khiếp bác sĩ giám định y khoa nhìn thấy đã muốn đuổi ra bắc rồi cánh tay như vậy còn đánh đấm chi nữa vậy là thành công thành công đại thành công rồi mời anh đóng vai chính của bộ phim đường về quê mẹ rồi thì cũng đến ngày giám định y khoa thương binh sau khi giám định xong được phân loại Ai yếu sức khỏe thì ra Bắc Ai còn đủ sức khỏe thì lên đường trở lại đơn vị Tôi khám đặt thương binh loại 1 Không đủ tiêu chuẩn đi A Nên chuẩn bị sẵn sàng trở về đơn vị Được thôi Đây đâu có ngán chi Một buổi sáng Cán bộ đại đội gọi tôi lên để giao nhiệm vụ Các anh bên phòng chính trị của sư đoàn Có sang xin em về ban chính sách của sư đoàn Ý em thế thế nào Dạ thưa Sang bên ấy làm công việc gì ạ à? Tôi hỏi thì lo cất bốc hải cốt liệt sĩ Chứ cứ làm gì nữa Vậy thì cho em về đơn vị chiến đấu Tôi trả lời Tôi nghĩ đến cảnh phải đi đào mộ Bốc xương bốc cốt mà dùng mình Tôi vốn sợ mà lắm Do vậy chẳng thà đi đánh nhau còn dễ chịu hơn Anh cán bộ phòng 2 Phòng chính trị Không nói gì và ra về Tôi đã xác định tư tưởng sẽ trở về trung đoàn Tiếp tục tham gia chiến đấu Mới hôm sau Đại đội lại gọi tôi lên một sĩ quan đeo quân hàm thiếu úy tiếp tôi anh tự giới thiệu là bùi xuân hùng thiếu úy trợ lý phòng hậu cần sư đoàn anh hỏi tôi về trình độ văn hóa quá trình công tác và có ý muốn xin tôi về phòng làm văn thư thống kê văn thư thống kê à ok tôi đồng ý ngay tắc lự ngày sáng hôm sau tôi làm thủ tục và khoác ba lô theo anh hùng về phòng hậu cần sư đoàn phòng hậu cần sư đoàn nằm ngay cạnh đường băng Sân bay chẳng lớn, tôi được sắp xếp nơi ăn trốn nghỉ khá tươm tất. Ăn uống thì tự nấu lấy ăn theo từng ban. ở hậu cứ này chỉ còn tôi, anh Hùng và thằng nghĩa. Tất cả phòng chủ yếu nằm trên tiền phương hết. Bình thường bữa ăn cũng chẳng có gì, nhưng thỉnh thoảng anh Hùng lại ra chợ mua đồ ăn tươi về, tê là nhậu, bia ba ba con cọp thì tạm ứng ngay kho hậu cần. Cuộc sống có vẻ ngon lành, êm đềm Nhưng cái số tôi không thể ngồi yên một chỗ được Nó cứ luôn nhấp nhộm, bứt rứt khó chịu Cả ngày chẳng làm cái gì Chỉ chăm chăm đun nước Nấu ăn chán chết đi được Công việc của thằng lính nhân viên thống kê, kế hoạch Cũng giúp cho tôi hay được bắt ngát đi đây đó Khi thì phú giáo Bình Dương Khi thì sóng thần quân đoàn 4 Sư đoàn có một nông trường ở tại Phú Giáo tôi thỉnh thoảng đi xuống lấy số liệu vớ vẩn về tăng gia sản xuất nhận các yêu cầu về cung cấp phân bón thuốc trừ sâu một lần tôi đi xuống bằng xe jeep gần đến nông trường thì xe bị mất phanh chú bảy lái xe là lái xe của quân lực việt nam cộng hòa cũ liền bảo tôi đi mua cho chú xị rượu chết mẹ ông này không sửa nổi xe nên bảo tôi mua rượu về nhậu xuông đây tôi vừa đi mua vừa lầm bầm Tôi mua rượu về Chú Bảy liên đổ xị rượu vào thay cho dầu phanh Xe tiếp tục lên đường Hóa ra khi bí Rượu có thể thay cho dầu phanh được Một lần cả lũ nhân viên của phòng hậu cần chúng tôi Được cử đi nhận dầu diesel Tại căn cứ sóng thần D29 có nhiều xe bồn Loại 4.000 lít Nhưng chỉ có một chiếc là 11.000 lít Là chiếc xe cũ của Mỹ Chúng tôi lên từ chiều hôm trước Sáu hôm sau làm thủ tục nhận 11.000 lít dầu Máy bơm không có Mấy thằng thay nhau bơm tay Từ sáng đến quá trưa mới đủ số lượng Cánh tay thằng nào thằng ấy mỏi rã rời Khoảng 3-4 giờ chiều Xe mới ra đến lộ Đại Hàn Anh lái xe gạ Làm trận cây tơ bảy món Chứ chúng mày Đang đói và mệt Nghe đến nhậu Mắt thằng nào thằng ấy dạng dỡ Như những ánh sao đêm nhưng tiền thì tất cả đều trên răng dưới các tút Lấy đâu ra tiền mà nhậu với trà nhẹt Anh lái xe vừa nói vừa cười Mấy thằng ngố Cứ nhậu thả gian đi Ta đảm bảo ngày mai sẽ đủ Thậm chí còn giao dư 11.000 lít dầu Nói thực hiện ngay đi đối với làm Anh gọi chủ quán xét can Tháo luôn năm sáu can đầy Cả lũ nhậu nhạt mệt nghỉ Sau khi ăn uống đã đời Anh cho xe chạy một đoạn vài chục cây số Đến khu rừng cao su ở ven đường thì dừng lại Thôi Đêm nay chúng ta nghỉ ở đây Chúng tôi nằm ngủ ngổn ngang Trên đường quốc lộ Nằm cạnh anh lái xe Anh giải thích để tôi yên tâm Cả ngày phơi nắng Xe dầu nó nở ra cả trăm lít Mình có bán tí chút Cũng chẳng nhầm nhò gì Bây giờ về sư đoàn vội Về sớm Sáng mai giao hàng dầu nó hao Ngày mai mình chạy về đến nhà Vào tầm quá trưa Dầu nó lại nở ra Giàu có dư luôn Bài học đầu tiên ngành hậu cần Với tôi nó là như vậy Quả nhiên Chiều hôm sau chúng tôi giao hàng đầy đủ Dầu không thiếu một giọt Tóm lại Khi nhận xăng dầu Thì phải nhận từ sáng sớm Giao hàng thì phải giao vào buổi chiều Rồi thì những ngày vô vị Nằm tại cứ chẳng lớn cũng trôi qua Ngày Chủ nhật 17 tháng 6 năm 1979 Tôi được lệnh đi tiền phương lâu lắm rồi, bây giờ mới lại được cầm khẩu súng ở trên tay. Dù chỉ là khẩu AK nhỏ bé, một chút bồi hồi, một chút lạ lẫm. Xe của Z29 đón chúng tôi, trên xe toàn là cán bộ chiến sĩ của các phòng ban và lính Z29 lên tiền phương. Các anh chắc đi đi về về nhiều lần nên không thấy lạ, chứ còn tôi thì có đôi chút hồi hộp. Hôm qua tôi đã mua sắm cho mình đầy đủ mọi thứ cần thiết tất cả cho hết vào chiếc thùng gỗ đựng đạn B40. Đúng là lính sư đoàn đi chiến trường cũng khác với lính trận. Lính trận càng gọn nhẹ bao nhiêu thì lính cảnh càng cảnh càng bấy nhiêu. Thử xem trong thùng gỗ B40 mang theo những gì? Quần áo dài, quần áo lót hai ba bộ, xà bông, xà thơm, bột giặt, giấy viết vài tập bút bi vài chiếc, ni lông tăng võng đầy đủ và rất nhiều thứ khác. Trên xe các anh cũng toàn mang thùng gỗ, thùng tôn Chứ rất ít người mang ba lô Xe chạy qua những địa danh mang bao kỷ niệm với tôi Mộc bài, ba vét Kia rồi ngã tư rừng sở, chi phu, cầu tà yên Những địa danh thấm máu biết bao đồng đội Nhìn hai chiếc T-54 bị bắn cháy Màu đỏ gạch cua Nằm gục nòng bên cạnh cầu Brasut Tôi chợt nhớ đến câu chuyện Đổi hai xe lấy một mã vàng khắp sư đoàn của trung đoàn trưởng trung đoàn tôi vài tháng trước đường sóc kinh khủng mãi đến tối mịt chúng tôi mới đến nông Bình xe nghỉ lại tại một căn nhà nhỏ hai tầng rất đẹp cạnh cầu sập nông Bình đã hồi sinh điện nước đầy đủ ban đêm thành phố hoàn toàn yên tĩnh tôi mắc màn trên ban công lầu hai để ngủ đêm an toàn nhưng phải cái rất nhiều mũi xe chạy theo lộ năm hướng thị xã công công truyền năng thẳng tiến Dọc đường, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những chiếc xe quân sự cháy đen nằm chồng trơ ở ven đường. Đoạn dốc gần ngã tư rừng dừa, có tới 5-6 chiếc T-54, T-59 của ta bị cháy đen thui. Đến ngã tư rừng dừa, chúng tôi tạm dừng chân nghỉ uống nước. Đây là hậu cứ cũ của G29. Trong căn nhà ven đường, loáng thoáng vài ba anh bộ đội ngồi đung đưa trên cánh võng. Một anh dáng người đậm chắc đang nằm ngủ trên chiếc võng màu xanh sĩ lâm lạm mắt một anh cán bộ trong đoàn chúng tôi đến bên cạnh đập đập vào thành võng người đang nằm trên võng vung tay nhảy bật dậy đứng thế thủ nhận rõ anh cán bộ vừa đánh thức mình người kia cười ha hả và nói một chàng tiếng miên lúc ấy qua giới thiệu tôi mới được biết đó là thằng cha tiểu đoàn trưởng của d mười quân đội cách mạng campuchia khi đó các sư đoàn của ta đều phải có nghĩa vụ xây dựng một tiểu đoàn cho bạn gọi là tiểu đoàn dân vận thằng cha này rất giỏi võ nghệ trông mặt thấy ghét mặt vuông góc cạnh tóc xoàn tít phải nói là đàn ông campuchia nhiều cha rất đẹp trai công bằng mà nói là ăn đứt anh em mình chỉ tội da đen và tóc xoàn tít thôi Cặp thằng cha này ở ngoài mặt trận chắc nó lãnh đủ cả băng xe chạy đến thị xã vào lúc quá trưa một thị xã nhỏ hẹp nằm ven mình bên bờ tông lê sáp chạy miết luôn qua thị xã mà không dừng lại đi khoảng vài cây số chiếc xe rẽ vào một con đường lát bê tông chạy êm du bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn nằm xung quanh khu vực sân bay cầm Pông chư năng đây là một sân bay quân sự lớn do trung quốc giúp pol pot xây dựng đang trong thời kỳ hoàn thiện đường băng chạy dọc theo hướng bắc nam toàn bộ khu vực phía nam của sân bay tựa vào dãy núi cao chừng 200 mét Phía đông là khu vực trú quân của ba phòng Tham mưu, chính trị và hậu cần Phòng tham mưu ăn ở khang trang nhất Nằm ngay ngoài cùng Chắc khu này là dành cho những phi công và chỉ huy của sân bay Kế đến là phòng hậu cần Gần cạnh đường băng là phòng chính trị Dây 29 ở ngay đầu đường băng Lính có câu Ăn hậu cần, nằm tham mưu, lên sao chính trị Chẳng sai tẹo nào phía tây đường băng là các đơn vị trực thuộc lần lượt D10, dân vận sau một thời gian thì giải tán. D26 thông tin, D27 trinh sát, sát đường băng phía đông cạnh đài chỉ huy là trại tù binh. Tôi về phòng hậu cần, do thiếu tá, sau đó lên trung tá, Nguyễn Do, tức 10 Do làm trưởng phòng. Để thực hiện chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu về việc toàn quân thực hiện theo điều lệnh, Toàn phòng hậu cần Từ quan đến lính Đều ra giả học thuộc lòng 10 lời thề và 12 điều kỷ luật của quân đội Đối với lũ lính tráng trẻ tuổi như chúng tôi Thì việc học thuộc lòng Không lấy gì làm vất vả cho lắm Nhưng đối với đại úy Nguyễn Văn Nhạc Tức anh người nhạc Thì việc thuộc lòng được 10 lời thề Và 12 điều kỷ luật Là chuyện không dễ dàng Ông xuất thân từ dân hai lúa thứ thiệt Đi bộ đội từ năm 1959 Lúc còn nhỏ Học hành thì do nhà nghèo nên không đi học được, và bộ đội thì đi học lại mới chỉ lên đến lớp 3. Ông thường bảo tôi đọc to lên để ông nghe và thuộc kiểu nhập tâm. Mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần, toàn phòng hậu cần của tôi tổ chức chào cờ như thường lệ. Thật không may, sáng thứ hai hôm ấy có thủ trưởng trên bộ tư lệnh sư đoàn xuống vòng kiểm tra việc. Toàn quân thực hiện theo điều lệnh do có thủ trưởng xuống trung tá trưởng phòng nguyễn do mười do trực tiếp chỉ huy buổi lễ chào cờ toàn phòng tập trung đầy đủ sau khi đơn vị chỉnh đốn hàng ngũ nghiêm chào cờ chào đơn vị hàng lối chỉnh tề đứng nghiêm trang mắt nhìn hướng về lá cờ tổ quốc đang tung bay trước gió những cánh tay mạnh mẽ nhất loạt đưa ngang vành mũ đồng chí nguyễn văn nhạc có tôi đồng chí thay mặt toàn đơn vị đọc mười lời thề và 12 điều kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam Rõ Tiếng đại úy Nguyễn Văn Nhạc trả lời dứt khoát Đại úy mười nhạc tiến lên phía trước Bước đi mạnh mẽ dứt khoát Mặc dù vóc người nhỏ nhắn gầy gò Chân thì phòng kiềng Theo kiểu trung phong ba rẻn Mặt nhìn hướng lên lá quốc kỳ Đang tung bay phần phật Ngực hơi ưỡn ra phía trước Đại úy mười nhạc rõng dạc Mười lời thề danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, toàn đơn vị im phẳng phắc, đến tiếng vo ve của con muỗi cũng vẫn nghe được, vẫn im lặng, tiếng đại úy mười nhạc hô tiếp. Một, và im hẳn, thôi chết rồi, tôi thầm nghĩ, ông này chắc cả cuống quá nên quên tỉ hết cả rồi. Buổi lễ chào cờ kết thúc bằng một mệnh lệnh của thủ trưởng sư đoàn là toàn phòng hậu cần từ quan đến lính trong vòng 3 ngày phải học thuộc lòng như cháo chạy nếu sư đoàn giúp kiểm tra mà phát hiện đồng chí nào không thuộc sẽ cho về bú ti mẹ và không cho đi đánh miền nữa ôi giời cả lũ lính cứ bỏ lăn ra mà cười sau chúng nó cứ gọi đại úy mười nhạc bằng cái tên 11 công việc ở tại tiền phương chẳng có gì cố định khi thì xuống các trung đoàn lấy số liệu Tiện xe chở luôn mấy tử sĩ về sư Khi thì đi chốt của phòng ở các điểm chốt ngoài thị xã Trên thị trấn Pô Lê, Cô Cháp, Tà Lia, Chùa Lông Chó Mà tôi cũng chẳng biết tại sao chúng tôi lại đặt tên là Chùa Lông Chó nữa Nhiệm vụ quan trọng nữa là tổ chức kết hợp cùng với dân đánh cá ở trên sông Tông Lê Sáp và Biển Hồ để cung cấp thực phẩm cho bộ đội. Do có những chốt như vậy Việc chúng tôi chạm và đấu súng với pot là chuyện đương nhiên. Hóa ra làm lính cảnh, trên sư cũng chẳng an toàn lắm. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, tôi được lệnh cùng với một xe của D29 chở đạn và gạo lên tiếp tế cho chốt bộ lây Cùng đi với tôi có Đức, tức Đức Cối, Tâm, cả hai đều là dân thanh hóa. Chúng tôi chuẩn bị súng ống, đạn dược đầy đủ. Con đường từ lộ 5 từ sân bay lên pô thật vắng vẻ Ít xe cộ qua lại Tất cả cầu cống ở trên đường Đều có chốt của F-15 Xe chạy không nhanh lắm Vì đường rất xấu Anh lái xe bảo chúng tôi phải giao hàng nhanh Thì còn về sớm Cứ quá 2 giờ chiều Vẫn còn lang thang trên đường Là dễ bị phục lắm Chúng tôi lên tới thị trấn Xe rẽ phải vào một con đường nhỏ Hướng ra biển hồ Đường hẹp và khó đi xe len lỏi luồn lách qua những dạng cây lòa xòa một ngôi chùa nhỏ nằm ngay ở ven đường đứng trên thùng xe tôi nhìn thấy trong gian chính của ngôi chùa chứa đầy áp sọ người tôi thoáng nghĩ đây chỉ mới là một thị trấn nhỏ mà số người chết dưới chế độ pol pot còn nhiều như thế này nếu cả nước campuchia thì số lượng người chết còn khủng khiếp tới đâu xe đi tới khu vực biển hồ Chốt của đơn vị tôi nằm ngay ở trên sông Tôi dương AK Bắn ba phát súng báo hiệu Là xe chúng tôi đã tới Một lát sau Một chiếc xuồng ra đón chúng tôi Anh em trong chốt đã cho cả người ra Canh giữ xe ô tô cẩn thận Chúng tôi chuyển súng, đạn, gạo Nhu yếu phẩm xuống xuồng Và cùng đi ra chốt Chốt trên sông Một trận địa chốt hoàn toàn mới và lạ đối với tôi Đó là hai ba chiếc nhà bè được ghép lại nhà thì làm bằng gỗ, mái lợp tôn, nhà tương đối rộng rãi thoáng mát, cả chốt ước chừng một trung đội cứng. Ở đây hoàn toàn bất ngờ, tôi lại gặp lợi bọ, người cùng huấn luyện ở ngoài 308 với tôi. Hiện nay phụ trách tại đây, chốt được trang bị hỏa lực mạnh, một 12 ly 8, một cối 60, một RBD, một B40, còn lại là AK, AR15. Anh em toàn bộ là thương binh nhưng chưa được xếp hạng thương tật hoặc xếp hạng nhưng chưa đủ điều kiện để ra Bắc. Lợi Vân, Sơn, Mạnh Đạt toàn là những lính đã từng chinh chiến cả. Sau bữa cơm trưa rất thịnh soạn gồm các món toàn làm từ cá tươi. Bọn ở chốt này không bao giờ phải lo đến thực phẩm. Mạnh Đạt, nguyên lính thông tin hữu tuyến của E2 vui vẻ giới thiệu với tôi về chốt của chúng nó qua mấy câu thơ tự viết. Chúng tôi ở trên sông, nơi có những cánh rừng ngập trong lòng nước Con chim có nhiều nhưng không làm tổ được Lũ giặc rình mò Cái chết ở bên trong Chúng tôi ở trên sông Nơi có những chiều thuyền về đầy cá Cô gái khơ me ửng hồng đôi má Gọi tên chúng tôi Anh con tóp Việt Nam Khi mây lặng trời êm Chiếc cano nhẹ lướt Có những lúc sông giận Mình mấy lượt Là khi mây đen răng đầy trời toàn con trai nhưng rất yêu nhau đứa nào cũng đòi lên cạn nhưng chẳng bù cho mùa hạ đi mấy lần đã ngại đau chân chẳng là chốt canh thị trấn pô rất xa nếu mùa nước nội thì còn có xuồng đưa đến sát thị trấn mùa khô nước rút ra xa muốn đi chơi pô phải quốc bộ sái cả cẳng sau khi chuyển bàn giao hàng hóa xong chúng tôi nhanh chóng lên đường trở về phải khẩn trương kẻo về muộn sẽ không được an toàn ở trên đường xe qua một chiếc cầu ngoài thị trấn một đoạn một anh lính của f 15 xin đi nhờ xe qua câu chuyện góp vui chúng tôi được biết anh được đi phép nên đang tìm cách quá giang về việt nam biết chúng tôi chỉ về đến thị xã nhưng vẫn xin đi được đoạn nào hay đoạn đó chiếc xe gác chậm, chậm chậm chạy như rùa bò lên dốc rừng xanh nằm khoảng giữa hai chiếc cầu từ Rô roco đến Phum Thana Keo. Mấy thằng ngồi trên xe đang cười ngả nghiêng khi nghe tôi kể chuyện Tiếu Lâm. Vừa lên đến đỉnh dốc, bỗng toác toác tiếng súng AK, AR15 nổ ở xung quanh, nghe như xé vải. Địch phục kích. Tôi xoay người lại, nép mình vào góc thành xe, dương súng bắn trả. Cậu lính F15 từ ghế băng cuối lao về phía tôi, chúi đầu như tránh đạn. Đức Cối, Tâm cũng bỏ ra sàn xe vừa tránh đạn vừa bắn lên trời anh lái xe tăng tốc miết bàn đạp ga phóng như điên dại bắn hết đạn tôi quay sang thằng đức hét lớn đưa ta một băng 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 sắt băng băng sắt thằng đức vừa hét lớn lạc giọng vừa lấy tay vỗ vỗ vào băng đạn thì ra tôi hét nó cho tôi băng đạn trong lúc cuống cuồng nó lại tưởng tôi bảo nó đưa cho tôi quận băng cứu thương nên mới có sự nhầm lẫn như vậy đến chiếc cầu sắt gần phum Thanakel. Chiếc xe dừng lại vì có chốt của F-15 ở đó. Thôi chết rồi, tôi lại bị thương, máu phun ra ướt sũng chiếc áo lính tôi đang mặc. Nhưng sao tôi không có cảm giác đau nhỉ? Tôi ngoái lại nhìn ra phía sau, cậu lính của F-15 đi nhờ đã dính một viên xuyên qua thái dương, gục đầu lên vai tôi và chết ngay tại chỗ. Thằng Tâm thì dính một viên vào ngực, bên phải đang nằm thở khò khè. Tôi nhờ mấy anh em của F-15 nhanh chóng băng bó cho Tâm và chúng tôi theo xe chạy nhanh về G-33 nằm ngoài thị xã, bàn giao thương binh thực sĩ xong, xe chúng tôi chạy về sân bay, lúc ấy khoảng 5 giờ 30 chiều. Những ngày cuối năm 1979, đầu năm 1980, nhiệm vụ chủ yếu của tụi lính chúng tôi vẫn là đi áp tải đạn, gạo, quân nhu cho các đơn vị ở tuyến trước. Tiện chuyến xe thì lại nhận liệt sĩ trở về. Những tuyến đường từ sân bay đi xuống ga bầm Nắc, chỉ huy sở E2 hay theo lộ 27 xuống ga Romia, chỉ huy sở E1 là những tuyến đường chết chóc. Thằng nào ở trong danh sách phải đi áp tải là coi như đi vào cửa tử. Hai bên đường toàn rừng khộp, sen lẫn cỏ tranh, vắng lặng vắng ngắt. Cả một đoạn dài mấy chục cây số mà cấm thấy bóng dáng chiếc xe ô tô nào cùng đi cho đỡ sợ. Bác tài xế thì cắm đầu chạy Không nói không rằng Mặt mũi căng thẳng Cánh cửa cabin bên phía tay lái Bao giờ cũng chỉ khép hờ Cứ nghe oảnh là bác phi cả người ra khỏi xe Mà không cần biết tiếng nổ ấy là gì Lính tráng chốt một chỗ còn yên tâm Nếu nó đánh vào cũng nổ súng trước Cũng còn chỗ ẩn nấp Đằng này xe là một mục tiêu rõ ràng và duy nhất Trên xe chỉ có mỗi khẩu AK hay AR-15 thì đánh đấm cái gì nhiều khi thi thoảng thấy bóng người lại căng thẳng hơn vì không phân biệt được đâu là dân đâu là địch địch hay là du kích tôi dám cá một ăn mười rằng nếu cho các bạn chọn giữa làm lính chiến dưới đơn vị chiến đấu với làm lính áp tài phòng hậu cần thì bạn sẽ chọn một phương án tuần nào cũng mang bản thân mình ra làm mục tiêu di động vài lần thì cái cảm giác ấy thật là khó tả Tốt người đang ngồi trên xe bò lăn bò lốc trước mặt địch đấy ồ không lẽ là dân đi làm dẫy không không phải đâu trong đầu cứ luôn căng ra để đặt ra câu hỏi và tự trả lời trả lời sai là tiêu và nhiều anh lính trong đơn vị đã trả lời sai tôi cũng có vài lần trả lời sai nên trên người lại thêm vài ba cái sẹo nữa ơn trời số tôi đẻ ra đã tên là thọ Năm 1980, lính tráng bên ca bắt đầu rơi vào tình cảnh thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng. Chúng tôi ở hậu cần sư đoàn mà cũng đã bắt đầu phải ăn độn, đậu xanh. Lúc đầu cũng dễ ăn, mình cứ nghĩ giống như ngày Tết, mẹ có nấu đậu xanh để gói bánh trưng, bánh tét, mà mình thó được một nắm, đậm đậm bùi bùi, ngon đáo để. Nhưng đến khi phải ăn trừ bữa bằng đậu xanh thì thế ớn luôn. Cũng may mà thời gian thiếu thốn ấy kéo dài không lâu Để tăng thêm thức ăn cho bộ đội Nhất là các đơn vị đóng gần sư đoàn Phòng hậu cần đã hợp tác với dân Khmer Sống ở ven sông Tông Lê Sáp Tổ chức đánh bắt cá Dòng sông Tông Lê Sáp và Biển Hồ Quả là một vựa cá khổng lồ Mùa mưa Biển Hồ dâng nước tràn khắp các cánh rừng ven hồ Lũ cá thi nhau sinh sôi Trong các cánh rừng ngập nước Đầy áp thức ăn Chúng lớn nhanh như thổi Đến mùa khô, biển hồ thu nhỏ lại, chỉ còn một phần mười diện tích. Cá từ các cánh rừng đổ về biển hồ và các lạch sông, cá cha, cá lóc trắng, lóc đen, cá hô, cá chày và cá trôi. Trên là trời, dưới là cá. Bộ đội lập các chốt đóng ở các vị trí ngã ba các rạch sông, bảo vệ địa bàn đánh bắt cá cho dân. Ăn chia theo tỷ lệ sáu bốn. Bộ đội lấy 40, Trung bình mỗi tháng chúng tôi được chia khoảng 250 tấn cá Cá tươi cấp thẳng cho các đơn vị Cá mang về đổ ra sân bay phơi làm cá khô làm nước mắm Cả đường băng sân bay công bông chứa năng ngập toàn cá là cá Vậy người dân Khmer họ đánh bắt cá như thế nào? Câu quăng lưới Không xài hết Họ dùng vồ đóng những cây gỗ lớn xuống lòng sông Cứ cách 5 mét một cái cọc đóng ngập xuống đáy lòng sông phần trên còn nhô lên mặt nước khoảng 4-5 mét dùng một cái dây rừng gọi là dây trại càng ngấm nước càng dai đàn kết hợp với tre tạo thành những tấm phên lớn chặn xuống lòng sông cả dòng sông được ngăn lại chỉ hở một hai cửa gọi là cửa đáy ở đó quây cái lưới và xúc cá cá nhiều đến nỗi cư một hai tiếng nếu xúc không kịp thì phải xả đáy lưới ra một phần để xả cá xuống hạ lưu, kéo cá dồn về làm rách đáy. Xúc đầy những cano loại lớn, lại chạy vào bờ đổ lên xe của G29, chạy thẳng về sân bay. Cả đêm, chúng tôi cứ rầm rập chở cá và lên kế hoạch cung cấp cho các đơn vị. Không chia hết thì đổ ra sân bay làm nước mắm và cá khô. Cá chỉ đổ về nhiều vào các đêm từ mùng 8 âm lịch Đến hết ngày 15 âm lịch là bắt đầu ít dần và chỉ đổ về đêm, chứ ban ngày thì không có. Lũ chúng tôi khi đó bữa ăn chỉ toàn cá, nướng, kho, nấu canh, nào là nấu cháo. Thằng nào trực nhật thì quả là khốn nạn vì cá. Một hôm đến phiên tôi trực nhật, thằng Đạt thái lọ nó đi áp tải cá mang về, bắt tôi phải làm một con cá hô nặng chừng 30 cân. Vậy cá hô to bằng ba ngón tay cứng như đá tay tôi bị thương cầm dao không chắc nên không thể nào mổ được con cá cuối cùng tôi phải bảo thằng thanh đồng hương người thanh trì nó làm giúp cho trời chật mãi hai thằng tôi mới làm được con cá cho anh em ăn tôi căm thằng đạt lắm tôi chờ đến phiên thằng đạt trực nhật tôi và thằng thanh đi lấy về hai bao tải toàn cá rô đuôi hồng một loại cá rất ngon nhưng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay về bắt thằng đạt làm làm suốt từ sáng đến trưa vẫn chưa hết số cá tôi và thằng thanh mang về anh em đã ra sắc lệnh thằng nào trực nhật phải làm hết những thứ mà anh em đi cải thiện được thằng đạt ngồi dưới bếp khóc tù tù vừa khóc vừa chửi là hai thằng chó khốn nạn nó thủ tao đây mà cá nhiều quá chúng tôi liền nghĩ đến việc đào hố đổ cá xuống để ngâm làm nước tưới rau tăng ra rau muống đậu đũa bí xanh bí đỏ cư tốt ủ ủ nhờ được tưới thứ nước ngâm cá ấy phòng hậu cần tổ chức chăn nuôi heo nuôi vịt chúng tôi cũng làm một chiếc chuồng mấy con heo chẳng biết giống má như thế nào mà trông đàn heo như đàn heo rừng con nào cũng vằn vệ vàng vàng đen đen nhưng lại lớn nhanh như thổi heo ăn cám nấu với cá và rau thấy chúng tôi nuôi heo màu lớn đại úy ba vinh phó chủ nhiệm phòng hậu cần cũng nuôi một con Heo của thủ trưởng cũng lớn rất nhanh Mũi thì nhiều Sợ nó đốt con heo yêu quý Ông bà Vinh cứ luôn lấy màn tuyên Để mắc võng trong chuồng cho heo ngủ Chúng tôi nhìn thấy mà phát ghét Lính tráng thì chẳng có màn để ngủ Đây cái con heo của thủ trưởng Lại có màn tuyên xịn để dùng Vào một đêm Trong lũ chúng tôi Có thằng bây giờ tôi vẫn không biết là thằng nào Bò vào cái chuồng heo của thủ trưởng Ba Vinh nồi lửa đốt chiếc màn tin vẫn đang mắc cho heo ngủ lửa cháy bùng thủ trưởng hô tụi lính ra dập lửa than ôi dập xong lửa thì chú heo của thủ trưởng cũng bị bỏng rộp da cháy loang lộ thủ trưởng nhìn thấy chú heo như vậy liền ra sức cứu chữa bằng cách lấy mật ong bôi lên các vết bỏng báo hại cho chú heo thấy mật ngọt lũ kiến rừng bâu vào đốt cứ kêu ẻng éc suốt cả đêm Sang đến ngày thứ ba Cảm thấy không thể kéo dài được Thủ trưởng nhờ đến bọn tôi Cứu chữa chú heo tội nghiệp kia Bằng dao bằng thớt Lâu lắm chúng tôi mới được Một bữa thịt tươi ngon đến như vậy Tháng 6 năm 1980 Sư đoàn tổ chức phát thẻ đảng viên Đợt đầu tiên Trong số được phát thẻ đợt này Có chuẩn úy lập Chúng tôi thường gọi anh là năm lập Người Thái Bình Đi lính từ năm 1966 nhưng chẳng hiểu sao, đến lúc này vẫn mang quân hàm chuẩn úy Anh Nam Lập ở cùng với hạ sĩ Vi Văn Tẩm, người dân tộc thổ Thanh Hóa. Cả hai người phụ trách trông coi kho lúa chiến lợi phẩm do sư đoàn thu được của địch, hồi đánh vào âm len. Kho lúa này nằm ngay ở chân núi cạnh phòng tham mưu của sư đoàn. Ngày 9 tháng 6 năm 1980, anh nhận được quyết định phục viên về quê với vợ con. Thôi mừng ơi là mừng vốn là một tay thiện xạ nổi tiếng trong khối các cơ quan trong bộ tư lệnh sư đoàn anh năm lập thường hay đi săn đêm chúng tôi ở nhà cứ nghe tiếng súng nổ là chuẩn bị sẵn sàng đòn khênh dây thừng để khiêng thú về hầu như ít khi anh phải về tay không nhưng anh chưa về với chị được ngay vì phải đến ngày 15 tháng 6 thì đảng ủy sư đoàn mới phát thẻ đảng viên. Anh quyết định ở lại chờ nhận thẻ đảng. Mấy chục năm còn ở được Nữa là chỉ có vài ngày Và lại không nhận thẻ đảng bây giờ Khi trở về địa phương lại lằng nhằng Chẳng biết đến bao giờ mới nhận được thẻ Ngày 15 tháng 6 Sau khi dự lễ nhận thẻ đảng đợt đầu tiên Anh mừng vui Và tuyên bố sẽ vào rừng kiếm con gì về nhậu Một bữa để chia tay với anh em chúng tôi Tối hôm đó vừa đi một lúc Chúng tôi nghe thấy tiếng súng bắn báo hiệu của anh chúng tôi đi và khiêng về một con mễn vậy là nhậu tơi bời thịt mễn mềm ngọt không thể nào tả được con mễn này đang có thai anh nam lập bèn lấy ngay cả bọc bào thai của nó cho vào trong nồi cháo đang sôi sục nồi cháo hầm xương mễn nay lại bọc bào thai nên thơm ngon và sánh vô cùng ngọt ngon và bổ hết sảy sau khi nhận thẻ đảng xong anh nam lập cũng chưa thể về việt nam ngay được vì chưa có xe để về nước. Thời gian này tình hình xăng dầu gặp nhiều khó khăn. Phòng hậu cần chúng tôi được lệnh hạn chế cấp lệnh cho các chuyến xe về nước. Ngày trước khi xăng dầu còn sông sinh, chỉ cần sư đoàn có một hai thi hài liệt sĩ là chúng tôi cũng cấp lệnh một chuyến xe Chờ liệt sĩ về Việt Nam. Nay tình hình có khó khăn, sư đoàn lệnh phải chờ mỗi xe đủ 4 liệt sĩ mới được cấp lệnh điều động xe. Mà những ngày này liệt sĩ chưa chết đủ Nên chưa có xe để về nước Xin lỗi Tôi không biết dùng từ gì chính xác hơn Là từ chết cho đủ Ngày 16 tháng 6 Anh Nam Lập lại đi săn Lần này anh cũng nhanh chóng Hạ được một con lợn rừng Chúng tôi lại nhậu Và lần này con lợn lại có bầu Trong dạ của con lợn là một bọc năm chiếc bảo thai bé tí xíu Bạn đã ăn bảo thai heo rán bao giờ chưa? ngon tuyệt Nhất là đối với những sầu rượu Đến ngày 18 tháng 6 Chúng tôi được nhận nhu yếu phẩm hàng tháng Xà bông, đường, thuốc lá, bánh kẹo Nhân dịp nhận nhu yếu phẩm Anh Năm lại bảo đi kiếm cái gì về nhậu chơi Nếu săn được Sẽ bảo thằng Tẩm xuống gọi chúng tôi lên để nhậu Nhưng hôm đó chúng tôi chẳng thấy ai gọi lên kho lúa để nhậu Chắc hôm nay anh Năm về không rồi Chiều hôm sau Ngày 19 tháng 6 Thằng Tẩm hớt hải chạy xuống báo cho chúng tôi biết Cả đêm qua Anh Năm đi săn không thấy về Hóa ra đêm qua Khi thấy anh Năm không về Thằng Tẩm một mình một súng Đã vào rừng đi tìm anh Năm Thỉnh thoảng nó lại bắn mấy viên đạn lửa vạch đường Để báo cho anh Năm Nhưng chẳng thấy gì Sáng nay nó lại một mình vào rừng tìm tiếp Cũng chẳng thấy Nên bây giờ mới xuống báo cho chúng tôi Phòng tham mưu liền điều vệ binh sư đoàn D27 trinh sát kết hợp cùng chúng tôi vào rừng tìm anh Năm. Đến tận chiều ngày hôm sau, ngày 20 tháng 6, chúng tôi mới tìm thấy anh Năm Lập nằm vắt người trên con đường mòn dành cho xe bò cách sư đoàn bộ chừng hơn 3 cây số. Anh Năm đã dính vài liều đạn gài, người nằm úp sấp, súng và tư trang cá nhân không còn gì. Mới có hai ngày mà anh Năm đã trường lên bốc mùi nồng nặc anh lại bị con kỳ đà Nó gặm nham nhở cả mặt mũi chân tay Trông rất sợ Tôi tẩm và trung mập Khiêng anh nằm về Mà lòng đau đớn vô cùng Thật thương cho anh Anh ra đi mà không được hưởng quyền lợi gì Anh đã bị cắt quân số Từ ngày mùng 9 tháng 6 Lại chết trong hoàn cảnh như vậy Nên vợ con chẳng được hưởng tiêu chuẩn liệt sĩ Tôi là người được cử ra Để cùng với tổ khám nghiệm tử thi Lập biên bản Thật kỳ lạ trong hòm đạn B40 đựng tư trang cá nhân Chúng tôi thấy anh đang viết dở Khoảng 10 lá thư cho vợ Thư cho con gái, con trai Thư cho bố mẹ nuôi, cho bạn bè Nhưng tất cả đều viết dở Không có lá nào là viết trọn vẹn Tất cả đều đề ngày 18 tháng 6 năm 1980 Anh Năm Lập về nước ngay ngày hôm sau Trên xe đã có đủ 4 thi hài liệt sĩ Giữa năm 1980 anh Bảy Việt, chủ nhiệm hậu cần E2 Về phụ trách đơn vị tôi Đại úy Phạm Quốc Việt Là một vị chỉ huy thông cảm Và hiểu lính vô cùng Anh có dáng người thấp đậm Đầu hói lơ thơ vài sợi tóc Bọn tôi toàn gọi trộm là Việt hói Nghe anh em đồn rằng Mỗi sợi tóc trên chiếc đầu hói Của đại úy Bảy Việt rụng xuống đất là ở nơi đó có một cây vàng mọc lên Việc kiện toàn lại đơn vị được thực hiện ngay sau khi anh Việt về nắm quyền chỉ huy. Tất cả các sĩ quan trợ lý đều được đưa ra các chốt để nằm cùng với anh em. Trước đây các chốt đều do các hạ sĩ quan chỉ huy, mà cao nhất là trung sĩ. Nay thì thượng úy hai thí đi chốt bồ lây, trung úy ba vui chốt ở ngoài thị xã Công Pông Trừ Năng. Các chốt ở Tà Lia, Cô Cháp, Chùa Lông Chó đều được tăng cường thêm quân số và vũ khí trang bị các sĩ quan trợ lý nằm ly ở cứ chẳng lớn và đồng dù đều được gọi lên tiền phương hết. Anh em lính tráng mừng ra mặt vì đời sống các chốt được quan tâm đúng mực. Súng đạn, phương tiện, tăng cường để đảm bảo tuần tra đánh địch ở trên sông. Để có thêm xuồng máy phục vụ trong công tác đánh địch trên sông, đơn vị tôi nhất trí cử Trung úy Ba Vui và tôi về Nông Penh liên hệ với Bộ Thủy sản Campuchia để xin thêm hai chiếc máy bo bo hai anh em mang theo giấy giới thiệu của phòng hậu cần sư đoàn 9 để đi làm việc đến ông pênh hai anh em đến bộ thủy sản campuchia để xin máy ở đó người ta giải thích rằng việc xin máy bo bo này của bộ thủy sản không có quyền cấp mà việc duyệt cấp máy thủy cho bộ đội phải do bộ quốc phòng campuchia phụ trách người ta hướng dẫn chúng tôi sang chỗ ông pesovan để làm việc Thời điểm đó Pensovan đang giữ chức vụ cao ngút trời Tổng bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ôi dào Sang thì sang Sợ chó gì Hai anh em đi bộ sang Bộ Quốc phòng Campuchia Lúc đó đóng ở cạnh sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 4 Vòng chạm gác Người ta yêu cầu xuất trình giấy tờ Hai anh em ngoài tờ giấy giới thiệu Của phòng hậu cần sư đoàn 9 Gửi bộ thủy sản thì chẳng có thứ giấy tờ gì nữa họ yêu cầu để súng đạn ở ngoài trạm gác và cho vào phòng khách ngồi chờ một cô gái khơ me xinh như mộng mặc bộ quân phụng ra pha trà mời chúng tôi và nói chúng tôi đợi một chút rồi bộ trưởng sẽ ra tiếp một lát sau bộ trưởng ra tiếp chúng tôi sau khi nghe chúng tôi trình bày về việc xin máy móc để phục vụ chiến đấu ông ôn tồn bảo tất nhiên là cuộc nói chuyện toàn bằng tiếng việt về việc này, chúng tôi sẵn sàng cấp cho các đồng chí ngay để phục vụ công tác. Nhưng để tiện việc theo dõi về sau, các đồng chí nên sang gặp đồng chí 6 năm, nhờ đồng chí ấy cho mấy chữ sang đây. Tôi sẽ cấp ngay. Thế là thành công rồi. Hai anh em tí tớn khoác súng sang bên tiền phương Bộ Quốc phòng ta. Đang trình bày với anh lính cảnh vệ ngoài vọng gác. Bỗng thấy một ông đeo quân hàm thượng tá đầu hói hất hàm hỏi. Hai đồng chí đi đâu thế này? lại mất công trình bày từ đầu cho ông thượng tá phe ta nghe rõ ngọn ngành câu chuyện đi xin máy của hai anh em nghe xong ông thượng tá trợn mắt hai đồng chí liều thật chẳng biết phép tắc nghi lễ ra sao hai ông lính quèn mà dám đến tận bộ quốc phòng người ta để gặp ông bộ trưởng may mà hai đồng chí gặp tôi ở đây chứ lại gặp đồng chí sáu nam thì tôi nghĩ thủ trưởng đồng chí người ký giấy giới thiệu chắc chắn sẽ rớt sao và bị kỷ luật. Ôi trời! Nghe ông thượng tá nói mà hai anh em run sợ như dễ. Anh em rón rén xin phép ông thượng tá rồi chuồn thẳng. Hóa ra Pensovan đã có ý định nhờ tay ông Sáu Nam trị cho chúng tôi về tội lếu láo mà chúng tôi ngu ngơ, không hề nghĩ tới, hú vía thật. Mùa khô năm 1980, nước non trở nên thiếu trầm trọng, mỗi lần tắm giặt mấy thằng lại xin thiếu tá ba hoành trưởng ban kỹ thuật công trình một chiếc xe giải phóng hoặc vọt tiến chờ anh em lên chiếc hồ phía đầu sân bay để tắm giặt nước hồ thì đục bẩn dễ sợ nước ở mấy cái giếng chỉ đủ phục vụ nhu cầu ăn uống khổ quá trời ông mười do trung tá trưởng phòng ra lệnh cho mấy anh em phải xây một chiếc bể nước thật to để đựng nước mưa gạch thì có sẵn ở sân bay toàn một loại gạch đúc bằng xi măng vuông thành sắc cạnh chỉ thiếu mỗi xi măng nghe nói dưới Garomia, nơi trung đoàn một đứng chân có rất nhiều kho xi măng lập tức một chiếc xe hồng hà chở lính tráng với đầy đủ súng đạn lên đường chúng tôi bốc lên đầy một xe xi măng đủ để xây bể nước cho các phòng ban trên sư có gạch có xi măng chúng tôi bắt tay và xây dựng bể nước dưới sự chỉ đạo kỹ thuật của anh nguyễn hữu tình Hạ sĩ giả nhất đơn vị Lính 78 Đi bộ đội khi đã 30 tuổi Tôi không biết xây Nhưng cũng bị động viên vào đội xây bể Chiếc bể được xây rất to Đựng được khoảng 20 mét khối Nước nằm ngay đầu hồi Của dãy nhà tôi ở Anh em vừa làm vừa tán chuyện liếu láo Vui vẻ Tính tôi thì hay tiếu táo trêu chọc mọi người Tôi vừa xây vừa mắng thằng Ninh Mường Nó là dân Hà Tây Nên em chúng tôi gọi nó như vậy đủ ma mày xây kiểu gì mà thành cái bể trông cứ như eo ông mười do thế này chẳng là thủ trưởng mười do có cái bụng rất vĩ đại như chị em có bầu được 7 tám tháng mà cái thành bể chỗ thằng ninh mường xây cũng cong cong như vậy tôi đâu có ngờ rằng thằng công vụ của ông mười do đang ngồi trên bậu cửa sổ nghe thấy tôi nói vậy nó liền bẩm báo cho sếp của nó biết thôi rồi lượm ơi đời tôi thế là ra cái top Ông này trước lính miền Nam tập kết Học ở trường Lục quân Sơn Tây Chắc nhiều lần trốn trường về Hà Nội bát phố Bị đám thanh niên Hà Thành cho ăn đòn Vì tội ngây ngang Đi chợ ở Đồng Xuân Thì bị móc ví Nên cầm lính Hà Nội lắm Nay lại nghe thằng công vụ nói vậy Nên càng muốn ăn tươi nuốt sống tôi Khổ cái thân tôi Nào có phải tôi có ác ý gì đâu Chỉ tại cái mồm hay tiếu táo Đùa cợt mà mang vạ sau tôi nghe anh mười nhạc nói với tôi Mày nói gì mà ông hận mày lắm Ông nói là còn mười do Thì thằng thọ đừng bao giờ mong lên cấp Lên chức Đừng bao giờ nghĩ chuyện ra quân hay đi phép Chào ôi ngào ngán Mà ông làm thế thật Tròn ba tuổi quân Đánh nhau cũng chai cả tay Nhưng tôi vẫn mang quân hàm binh nhất Phụ cấp cả thâm niên là 17 ria Không hơn không kém Anh em lục tục Được đi về phép thăm gia đình nhiều thằng vào sau tôi nhiều Cũng vẫn được đi Nhưng cứ nhìn thấy tôi trong danh sách Đề nghị là ông gạt đi Mẹ kiếp Đời chó má thật Trong khi mẹ tôi đang ốm rất nặng Không biết sống chết lúc nào Muốn được về nhìn mặt mẹ lần cuối Cũng không xong Mà trong khi đó Mấy ông sĩ quan có gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh Thì cứ vù một cái lại tót về Xe đơn vị đưa đón tận nơi Hỏi không hận sao được có chuyện trung úy bác sĩ của Dê Ba Bệnh xá sư đoàn Quê ở Hải Hưng Tôi đã quên mất tên Anh có điện báo của gia đình gửi vào Bố chết về ngay Cầm bức điện Anh cầm lên thủ trưởng xin phép đi Thủ trưởng động viên anh Nên vượt qua đau thương Đằng nào thì bố cũng chết rồi ráng ở lại phục vụ công tác Đơn vị đang bước vào chiến dịch Nên thương binh về nhiều Anh sang bên ban tôi ngồi uống trà Và chửi đồng Mẹ chúng nó Chúng nó vợ ỉa không ra cũng về Mà mình thì bố chết Chúng nó cũng không giải quyết Ngày mai tao nhờ chính chúng nó về Việt Nam Điện hộ trả lời gia đình tao mấy chữ Thế anh điện nội dung như thế nào Chúng tôi nhao nhao hỏi chôn ngay kẻo thối Anh trả lời tương tưởng Đầu năm 1981 Sau Tết âm lịch Tân Dậu Trong lúc thủ trưởng Mười Do Lên đường đi học viện hậu cần Ở ngoài Bắc mấy tháng Tiểu tá Tư Thu Dân Hàn Thuyên Hà Nội lên chức giữ chính quyền trưởng phòng hành chính Cho gọi tôi lên và nói tiếp Chú em có muốn đi phép mấy tháng không? Tôi muốn nhảy lên vì sung sướng, lắp bắp Có chứ, có, có chứ Thế anh cho em đi mấy tháng? Đối với anh Tư, bọn chúng tôi có thể vui vẻ thân mật Nói năng bỗ bã được Anh Tư cười và bảo tôi Theo quy định, chú mày chỉ được phép một tháng Nhưng tao cho mày ở nhà ba bốn tháng, tùy cho mày và thằng Thanh Dân Thanh Trì lính 78 Đi luôn đợt này cho có bạn có bè Vậy là tôi mồm huyết sáo vang Về thông báo cho thằng Thanh biết Và chuẩn bị lên đường Tôi ra ngoài thị xã công công chuyên năng Chờ mấy thằng ngoài chốt Mua được một thùng đại liên mật ong rừng Về làm quà cho mẹ Mua mấy mảnh vải tê tơ lông Vài tút xa mít về cho bố Và mấy đứa em Bạn bè đồng đội trong đơn vị ở Vĩnh Phú, đứa Hà Tây, đứa Hải Phòng đều viết thư và gửi quà về cho gia đình rồi nhắn nhủ nhớ phải đến thăm nhà tao đấy. Tôi ử hết, tôi và Thanh lên đường về cố hương với ba lô còn cóc lặc lẻ ở trên vai mà chẳng thấy chút nặng nhọc nào, lòng vui phơi phới. Xe đơn vị đưa chúng tôi về căn cứ chẳng lớn Tây Ninh, ở đấy nghỉ một hai hôm, hai chúng tôi đưa về trạm giao liên Long Bình để nhập vào đoàn cán bộ chiến sĩ đi ra bắc trạm long bình đây rồi cảnh vật vẫn như xưa vẫn chiếc giếng nước khổng lồ và những dãy nhà gió thổi ù ù suốt ngày đêm chính cái nơi này mấy năm trước minh và long còn ao ước đến ngày nào nhập trạm trở về miền bắc nay tổ tam tam chỉ còn mình tôi trên cõi đời này được trở về xứ bắc hai người bạn người đồng chí đồng đội thân thương đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ác liệt và còn biết bao nhiêu người lính trẻ trong cái đoàn quân hơn 900 người năm ấy không có được cái may mắn như tôi ngày hôm nay. Ôi, chiến tranh, mày đã nuốt biết bao nhiêu mạng người vào cái dạ dày khổng lồ của mày. Chúng tôi nhanh chóng được cấp vé tàu và hướng dẫn nhập trạm 99 quân khu thủ đô khi trả phép. Con tàu đưa chúng tôi về quê hương. Trên tàu rất ít bộ đội Chẳng giống như chuyến tàu quân sự đưa chúng tôi đi năm nào Những người dân ở trên tàu tranh thủ buôn bán ngay trên toa Qua ga nào bán gạo rẻ họ mua gạo Ga bán miến rẻ họ mua miến Hàng hóa chất đầy trong toa cứ ngộn ngộn Qua ga mương mán thấy dân họ mua nhiều miến rong Tôi và Thanh cũng làm vài vác để buôn lấy tí tiền tiêu vặt Con tàu từ từ trườn qua đèo Hải Vân Cái không khí lạnh miền Bắc quen thuộc bắt đầu tràn vào khoang tàu bao nhiêu năm bây giờ tôi mới được trở lại cái cảm giác lành lạnh gai gai và cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại càng ra phía bắc cái lạnh càng dữ dội hai chúng tôi vẫn cứ phong phanh bộ quân phục hè mặt mũi hai thằng cứ tái dần như miếng thịt trâu chết vinh thanh hóa nam định và kia rồi hà nội hà nội đây rồi hai chúng tôi ngó qua cửa sổ ngắm nhìn vào công viên thống nhất khi tàu chạy ngang qua cảm giác bồi hồi thật khó tả ruột gan cứ nhộn nhạo tàu dừng bánh tại ga hàng cỏ hai thằng nhìn đống miến rong mà phì cười ngao ngán lẽ ra khi đến thanh hóa nam định lúc con buôn tràn lên tàu gạ bán thì phải bán quách nó đi có phải bây giờ nhẹ tênh không nhưng thằng thanh lại muốn về hà nội chắc bán có lãi hơn mua tận gốc bán tận ngọn Thằng Thanh nói giọng rất có nghề Tại ga Hà Nội Bọn con buồn cũng tràn lên đòi mua Nhưng chúng nó chỉ trả giá Bằng đúng giá bọn tôi mua tại trong kia Thê mới tức Cuối cùng để cho nhẹ gánh Tôi bảo Thanh bán mẹ đi cho nó rồi Thê là công cốc Chẳng lãi được xu nào Mà còn mệt cả người vì khuân và bác. Hai thằng lững thững ra khỏi ga Xích lô nhau đến Tôi bảo với Thanh Thôi Bọn mình đi bộ cho nó khỏe Bộ đội mà ngồi xích lô kiểm soát quân sự Nó túm được rách việc lắm Mày về nhà tao nghỉ ngơi Rồi tao sẽ lấy xe đạp đèo mày về nhà Hai thằng quốc một mạch Về đến bờ hồ Nhà tôi đây rồi Những cái cổng lớn ngày tôi đi vẫn còn Nhà tôi đi đường nào nhỉ Hai thằng đặt ba lô xuống chiếc ghế đá Ở trước cửa ngồi nghỉ chân Hồ Hoàn Kiếm vẫn như xưa chỉ khác nỗi cảnh đó đây mọc lên những chiếc hầm trú ẩn lô cốt ở góc hồ dấu tích của cuộc chiến tranh biên giới phía bắc năm trước còn xuất lại chân tay đã đỡ mỏi đầu óc đỡ hồi hộp tôi và thanh khoác ba lô lên vai bước qua đường xanh dì bóng xấu để trở về nhà vừa mới bước đến vỉa hè bên này chú tị người hàng xóm nhận ra ngay tôi chú quăng chiếc xe đạp và chạy vào chiếc ngõ nhỏ hét ầm lên ông bà hào ơi Thằng thọ nó về đây này Thằng thọ về Cả cái ngõ nhỏ xôn xao Phút chốc đã đông đặc người dân trong xóm Một lũ trẻ lộc ngọc cư cuống quít ôm lấy tôi Trong đám trẻ này Đứa nào là thằng Dũng, thằng Giang em của tôi Đứa nào cũng luôn miệng Em đây, em đây Tôi không thể nhận ra đứa nào hết Mới có mấy năm mà đứa nào cũng cao lộc ngọc Đầu tóc bù xù lết bết Hồi ấy thanh niên vẫn còn mốt để tóc dài Bố mẹ tôi đây rồi Cả hai cụ đều gầy vêu vao Nhất là mẹ Mẹ mừng rỡ ôm lấy tôi Bàn tay cứ vuốt ve khuôn mặt Mẹ thì thầm Mẹ tưởng không bao giờ được gặp con nữa Nước mắt mẹ chảy dài trên khuôn mặt gầy yếu Xanh mướt Tôi giới thiệu Thanh với cả nhà Thằng Giang bây giờ đã cao Trông dáng thanh niên lắm rồi Mái tóc để dài xoăn tít Ôm lấy khuôn mặt gầy nhẳng trông lại càng gầy hơn tôi nhìn quanh nhà ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi vẫn mái nhà bán mái lụp sụp khi xưa một mâm cơm thịnh soạn đã dọn sẵn từ bao giờ hóa ra hôm nay nhà tôi có khách ông anh con nhà bác ruột tôi từ đà nẵng ra chơi ngồi hàn huyên một lúc thì thằng dũng em tôi đi đón ông chú ruột tôi cùng về đến nhà chú tôi và em dũng ôm lấy tôi mừng rỡ chú cứ nhắc đi nhắc lại Niềm vui hôm nay thật bất ngờ Rất bất ngờ Ôi sau bao năm gặp lại Mà tôi thấy ai cũng gầy gò Mặt mũi xanh xám đi Chắc mấy năm nay cuộc sống ở ngoài này Vô cùng thiếu tốn cực khổ Cầm nước xong xuôi Em Dũng sung phong đèo xe đạp Đưa Thanh về nhà ở dưới Thanh Trì Tôi hẹn Thanh sẽ xuống nhà chơi Sau vài hôm nữa Trong thời gian nghỉ phép Tôi tranh thủ đi khắp nơi để đến thăm và đưa quà cho các gia đình bạn bè đồng đội cùng đơn vị đến đâu tôi cũng được đón tiếp thân tình họ coi tôi như con em của họ nay đã trở về vậy miền bắc những tháng năm này đang oằn mình chịu đựng sự thiếu thốn thiếu ăn thiếu mặc thiếu hàng hóa tiêu dùng đi đến đâu tôi cũng chỉ thấy những khuôn mặt gầy gò xanh xao ốm yếu quần áo ít khi thấy lành lặn Tấm thoát đã hai tháng trôi qua Tôi bắt đầu cảm thấy chán ở nhà Tôi thấy nhớ đơn vị, nhớ đồng đội Cái cảnh ở nhà cứ hết ra lại vào Không có việc gì làm Ăn không ngồi rồi, thật vô vị Tôi bàn với Thanh đi trả phép sớm Trong tâm trạng cũng như tôi Thanh nhanh chóng đồng ý Chúng tôi ra trạm 99 Đối diện ga hàng cỏ Trình giấy và xin nhập trạm Hai hôm sau chúng tôi lên đường trở lại đơn vị Vào đến đơn vị Người chúng tôi chạm mặt đầu tiên là thủ trưởng Mười Do Ông đang chăm chút cho mấy cây đậu bắp Đang xanh um trổ hoa kết trái Nhìn thấy chúng tôi khoác ba lô vào cổng Ông cười nửa miệng khuôn mặt to béo đầy rỗ hoa gần như méo lại a à ha Mày mà cũng đi phép hả thọ Tôi cười cũng như mếu Vâng Mời thủ trưởng tối sang ban em uống chút trà bắc quê hương nhá Tôi lẩm bẩm Sao mình xùi thế Vừa vào đã chạm mặt lão già này rồi Anh em trong đơn vị thấy chúng tôi vừa ủa đến hỏi han Chuyện trò vui vẻ Thuốc sợi lạng sơn vàng ươm thơm ngảo ngạt Trẻ thái nguyên được mở ra Anh em từ quan đến lính quây quần bên ấm chè Chuyện nổ như ngô giang Nào chuyện nhà chuyện cửa Chuyện phố phường chuyện quê hương Trong thời gian 2 tháng Tôi cũng đã cố đi đến nhiều nhà bạn bè trong đơn vị Nên cũng có nhiều chuyện để kể mang quà của gia đình cho chúng nó Các câu chuyện cứ kéo dài mãi đến tận nửa đêm Sáng hôm sau anh bảy Việt bảo tôi và Thanh Ta thấy chúng mày gầy đi nhiều đấy Chắc miền Bắc đói ăn nên chúng mày vào sớm chứ gì Nghỉ thêm một hai hôm nữa Hai đứa chúng mày áp tải mấy bè cá đi nông bênh bán nha Mấy hôm sau chúng tôi ra thị xã xuống bè đi nông bênh Ở đơn vị thằng nào được đi nông bênh áp tải cá thì sướng như vua con Sáng dậy có chè, cà phê, loại cà phê tan của Mỹ. Ăn sáng thì bánh bao sôi rửa. Trưa tối thì có cá đầy bè, muốn ăn con nào thì ăn. Chán cá thì có thịt lợn, thịt vịt, rau xanh ê hề. Tối thay nhau đi bát phố, vì tiền tiêu cũng rủng rỉnh. Cơm nước thì có người nấu phục vụ. Công việc là ghi chép, xem hàng ngày bán được bao nhiêu tấn cá. Bảo vệ không cho dân bán cá trộm qua mặt mình. Công việc chỉ có vậy Thời gian kéo dài chừng một tháng đến một tháng rưỡi Hết cá chúng tôi lại quay trở về căn cứ sư đoàn ở sân bay Cuối năm 1981 Sư đoàn 9 nhận lệnh lật cánh sang lộ 6 sập tung Xiêm diệp Tất cả các phòng ban của cơ quan sư đoàn bộ Đều lục tục xuống tàu tại cảng cấp bông Trương năng Mỗi đơn vị để lại một ít lính tráng để trông coi cứ Đợi bàn giao cho đơn vị bạn Riêng các chốt của phòng hậu cần vẫn ở lại Bảo vệ dân đánh cá Để có cái mà cải thiện cho sư đoàn Thằng Thanh Chố ở lại sân bay Trông cứ để lại bàn giao Ban ngày nằm nghêu ngao vớ vẩn Cùng một thằng nữa tôi quên mất tên Ban đêm hai thằng cu cậu Ra dân mượn xe bò Đánh vào doanh trại gỡ ngói Ngói lập vẫn còn mới lắm Gỡ vì kèo xà gỗ Mang ra bán cho dân ca lấy tiền Gì chứ những mánh kiếm tiền Thì thanh chố thuộc loại cáo già sau này hắn kể với tôi rằng Hắn gỡ hết bốn dãy nhà của phòng 3 Rồi ăn sang cả khu phòng 2 Thì bị bọn lính đơn vị khác đến nhận địa bàn Tôi và một anh em khác như Tàm, Hiển, Cào Cào Thượng úy Hai Thí Nằm trong danh sách đi sở tung Con tàu đưa chúng tôi sang công phong thơm Xuất phát từ sáng ở công phong Trư năng Đi dọc theo dòng sông Sen Đến quá chiều thì tới công phong thơm Mấy thằng chúng tôi đổ bộ vào ngôi chùa lớn Nằm ngay sát bờ sông Nơi ăn trốn nghỉ Là một hành lang rộng mênh mông Sạch sẽ của ngôi chùa Sắp xếp xong xuôi Chúng tôi cùng nhau đi ra sông tắm Tiện thể mua ít thức ăn Chuẩn bị bữa cơm chiều Dòng sông không rộng Lại nông Chúng tôi bơi qua bên kia sông chơi Và để mua thực phẩm Giá cả có đắt hơn ở công bông truyền năng 8 ria 1kg rau cải 3 đến 4 ria 1 kg cá trắng Thôi đành ăn cá vậy Chúng tôi chẳng có nhiều tiền để ăn rau Rồi chúng tôi lang thang đi xem phố xá Cạnh bờ sông Một chuồng nuôi cá sấu được rào chắc chắn Bằng hàng rào sắt ở xung quanh Nghe những người dân bảo rằng Ngày xưa dưới thời Pol Pot Lũ cá sấu này toàn được nuôi bằng thịt trẻ em Thỉnh thoảng chúng cứ quăng vào chuồng Vài đứa trẻ Thế là xong một bữa chúng tôi trở về doanh trại chùa mượn nồi niêu của dân của các vị sư sãi để nấu ăn với lời căn dặn là nấu xong phải rửa thật sạch đừng để những mùi trần tục bám vào các vị sư sãi trong chùa chỉ ăn một bữa vào lúc chính ngọ do đi khất thực mà có khi họ ăn xong nhân dân hay bộ đội nếu đói có thể vào lấy đồ thừa của họ mà dùng tất nhiên là vẫn còn ngon lành sạch sẽ Buổi tối tiếng ê e à tụng kinh của các sư vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch, buồn buồn của không gian chùa rộng lớn. Chúng tôi vào chùa xem họ cầu khấn rất thoải mái. Ngày hôm sau, hàng loạt lều bạt dã chiến được dựng lên bờ sông Sen, ngay cạnh chiếc xuồng nuôi cá sấu. Chúng tôi trở về trú trong những chiếc lều bạt để đợi ô tô sư đoàn đến đưa lên Sở Tung. Sở Tung, một thị trấn ven lộ 6 dợp bóng xoài. Các phòng ban của sư đoàn đều tạm trú trong nhà dân Mấy thằng chúng tôi được phân công về ở trong một ngôi nhà Của đôi vợ chồng dân ca Tuổi đã tam tứ tuần Ông chồng suốt ngày đi vắng Còn ba vợ ở nhà Thỉnh thoảng lại dã một nồi cốm Mang tiếp tế cho thằng con Chắc là lính pot vẫn ở trong rừng Bà vợ thấy tôi suốt ngày nằm ở nhà Chẳng hay đi chơi Bèn lân la trò chuyện Có lần bà ta hỏi giọng tình mơ Bong thọ chơi campuchia việt nam hao ấy tôi nhe răng ra cười trừ mặt đỏ gay mà không biết trả lời thế nào tết năm ấy chúng tôi đón tết nhâm tuất tại thị trấn Sật tung trong cái lạnh ghê người năm ấy sao lạnh dữ thế mỗi đứa chúng tôi chỉ có một áo manh một mảnh khăn làm chăn lại phải ngủ ngoài hiên nhà gió thổi ù ù mấy thằng nằm ôm nhau kiểu úp thìa mà vẫn không bớt lạnh trong nhà vợ chồng thằng cha chủ nhà Dưới chiếu trên chăn ấm áp Nên đâm rực mỡ Rúc rích mèo chuột rung cả ngôi nhà ọp ẹp Làm chúng tôi càng thêm khó ngủ Tết nhật đã qua Phòng hậu cần giao cho bọn tôi đi xây dựng căn cứ mới Cách sở tung khoảng 10 cây số Về phía công phong thơm Đây là một khu rừng khộp Ngay sát lộ 6 Bọn tôi đóng quân tạm trong vườn xoài của dân Những ngày đầu Chúng tôi dựng lều bạt dã chiến để ở Đào hầm hào để sẵn sàng chiến đấu Ông Hai Thí Mặc dù đã 47-48 tuổi Nhưng đào đất rất hăng Những bắp thịt ở tay quần cuộn lên Gân guốc Bụng ngực đầy những đám lông xoăn tít Chúng tôi vẫn nói đùa Gọi ông là người tiền sử Có lông từ cần cổ xuống tận cuống đít Ông dùng sẻng phá một góc bụi tre Để làm hầm chiến đấu Nhìn cái hầm đâm đầu bụi tre Tôi thầm cười Không hiểu hướng xạ kích Mà ông định làm sẽ nhằm vào đâu đây Mà không dám nói Thôi kệ ông ấy Việc mình là đào đất Thì mình xúc đất đổ ra ngoài Chỉ có xúc đất đổ ra ngoài Mà ba thằng chúng tôi đã mệt nhoài Chẳng theo kịp ông nội Tôi và Tàm bỏ đi là một chiếc bếp dã chiến Cơm ăn chẳng có gì ngoài cá khô Và bắt canh rau cải thiện Xong xuôi nơi ăn trốn ở Tôi và ông Hai tí thường vác súng đi săn, đánh cá để cải thiện. Mấy quả M26 mà chẳng được con cá nào. Chiếc hồ sen rất lớn ngay ở gần nơi đóng quân, vậy mà chẳng có chút cá. Ông Hai tí còn có biệt tài là bẫy gà rừng, chỉ một sợi dây dù, vài cành tre nhỏ là thỉnh thoảng chúng tôi lại được cải thiện bằng mấy chú gà rừng ông bẫy được, thơm ngon vô cùng. Sau khi bị nhận án kỷ luật về việc thằng Hiển làm cháy liều bạt Còn tôi bắn chó của dân Tôi tàm và Hiển cào cào lĩnh án Đi chốt tại khúc sông phía trong chốt cô cháp Chiếc xuồng lớn chở tôi Tàm Hiển Cùng một khẩu 12 ly 8 Một B40 Một RBD Và hai khẩu AK Cùng đạn gạo mắm muối Không có lương thực Xong rồi hướng về biển hồ Khúc sông tường lưới sáp đoạn đổ ra biển hồ Chia thành hàng trăm nhánh lớn nhỏ Như một mê hồn trận không biết đâu mà lần ngay sát bờ sông là những cánh rừng tràm xanh gì mọc um tùm dây leo chẳng chịt thỉnh thoảng chúng tôi gặp đôi ba chiếc xuồng của dân đánh cá qua lại chúng tôi đi qua chốt tà lia ở đấy có thanh quân đào lé chốt ngay trên dòng sông lớn thấy xuồng của chúng tôi chạy qua chúng nó đưa tay vẫy chúng tôi ghé vào và được chúng nó cho một chiếc xuồng ba lá nhỏ xinh với đầy đủ mái chèo sống ở vùng toàn sông nước này mà không có xuồng thì kể như bó chặt chân tay lại. Chúng nó ném cho chúng tôi vài ba con cá để ăn ngay trong buổi chiều. Con nào con ấy vẫn còn dãy đành đạch, chừng hai cân. Ngay đối diện chốt tà lia, có một nhánh sông nhỏ dẫn vào sâu trong khu rừng rậm rạp. Men theo nhánh sông đến một ngã ba, nối với dòng sông lớn khác thì dừng lại. Được mấy người dân tốt bụng giúp sức, chẳng bao lâu một cái lán nhỏ được dựng lên làm nơi ở cho chúng tôi ngay trên bãi đất ở rìa ngã ba sông xung quanh là nước đằng sau là rừng địa thế chốt thật nguy hiểm cho chúng tôi nếu chúng nó từ những cánh rừng sau lưng mà đánh hất ra thì không hiểu bọn tôi chạy đằng nào lán dựng xong những người dân đưa chúng tôi lên đây chào tạm biệt hay vĩnh biệt để ra về ba thằng hì hục lắp súng lắp đạn sắp xếp nơi ăn chỗ ngủ và phân công nhau các hướng phụ trách khi lâm trận đánh nhau cũng được mấy năm cũng ít nhiều phải trải qua cái cảm giác khác nhau trong chiến đấu nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác lạnh lưng như ở chốt này một vùng sông nước rừng rậm bao la trước mặt sau lưng mà chỉ có ba thằng lính chơi trọi trên cái rìa sông mọc dính như lưỡi mèo tôi bần thần đứng suy nghĩ và đưa ra các tình huống khi xảy ra chiến sự Địch dùng xuồng có gắn máy Đánh vỗ vào mặt Vào chốt Hay nó đánh tập hậu từ khu rừng Phía sau lưng Hay cả hai Nếu cả hai hướng Thì tôi chẳng nghĩ tiếp nữa Đi vơ củi nấu cơm tụi mày Tôi hô thằng Hiển và Tạm Mỗi thằng một tay Chẳng mấy chốc cơm nước đã xong xuôi Ở chốt này thực phẩm thức ăn không phải đáng ngại Chỉ cần khẩu AK Bom Thế là có cá rán Cá nấu cành chùa cá kho đầy đủ Chỉ ngại duy nhất là nước ăn Sống giữa vùng sông nước mênh mông mà lại thiếu nước Nước sông đục ngầu và tanh ngòm toàn mùi cá Để tạm thời có nước nấu nướng Chúng tôi đã phải dùng phèn chua Chuẩn bị sẵn ở nhà để đánh Tuy có hơi chát nhưng vẫn còn hơn là dùng ngay nước sông Chiếc lán của chúng tôi có chiều ngang chừng 3 mét Chiều dài chừng 4 mét Trên lợp lá tốt nốt Xung quanh trống hoác có một cái sàn cách mặt đất chừng 70 phân. Sàn làm bằng cành cây, có dài một lớp đăng dùng để đánh bắt cá cho êm. Cơm nước xong, trời chưa tối mà muỗi đã nhiều như vã chấu. Đánh hơi thấy mùi thịt người, chúng xông vào đốt như bầy tiêu thân. Chúng tôi vội vã lên sạp mắc màn rồi chui vào trong nằm nói chuyện phiếm, mặc dù ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn. Trời tối dần, xung quanh bóng đêm bắt đầu dần buông cô rừng tràm ở phía sau lán xào xào tiếng gió thổi ào ào mặt sông rộng nên càng thổi dữ hơn trong tiếng gầm gào của thiên nhiên chúng tôi chẳng nghe được những tiếng động xung quanh thế này thì địch vào đến tận nơi tôi nằm tôi cũng chẳng để phát hiện ra tôi bảo thằng hiển nằm bên cạnh đêm phải tổ chức gác thôi mày ạ à. tao thấy ớn lắm đê mẹ bây giờ mà ra ngoài gác thì chết vì miên đâu chẳng thấy mà chết ngay vì mũi đốt đấy Thằng Tam thùng thẳng trả lời Thằng Tam nguyên là lính chiến Đã ít nhiều trải nghiệm chiến đấu Nên chuyện sống chết đối với nó Dù sao cũng đã từng chứng kiến Còn thằng Hiền cao cao Nguyên là lính trồng sắn của sư đoàn Tại nông trường phú giáo Bình Dương Đã đánh đấm trận nào đâu Kinh nghiệm chẳng có Nên tôi cũng hơi ngại ngại Mà cha nó Bọn ngoài chốt tà lia đã được ở ngoài ngã ba sông lớn Hòa lực mạnh Quân số đông Chúng nó có tận 4 năm thằng lận Mà lính thì toàn thương binh Đánh đấm có sỏi trong đầu Con chốt của mình đã ẻo về quân số Lại yếu về kinh nghiệm Cho nên cảm thấy lạnh sườn cũng phải Nghe theo thằng Tàm tham mưu Cả ba đứa liều chết Nằm lì trong mùng Ôm súng một mạch đến sáng Sáng hôm sau thằng Tàm bảo chúng tôi Đắp ụ mối cho khẩu 12 ly 8 Khẩu 12 ly 8 được giá ngay cạnh lều có tầm xạ kích và hướng mặt sông và rừng phía sau lưng khẩu RBD sẽ phụ trách hướng sau lưng trách bên tay phải thế bố trí của đội hình thế là tạm ổn thằng Tàm lại nêu sáng kiến đào giếng lấy nước ăn từ chiều hôm ấy đến suốt cả ngày hôm sau chúng tôi hì hội đào giếng giếng sâu tới cả 4 mét mà chẳng có tí nước nào cả mặc dù nằm ngay ở cạnh bờ sông thế mới lạ công tòi vô ích mệt cả người lại đành dùng nước sông đánh phèn vậy Xác định với nhau rằng Nếu địch vào Đánh không nổi thì chạy Mà chạy bằng cách nào Mấy thằng ngồi uống trà nghe radio Có một cái radio Các chốt thay nhau Mỗi chốt được giữ một tuần Nhưng bản tính rất sôi nổi Có lẽ còn hơn bọn tác chiến tiểu đoàn Chuẩn bị vào chiến dịch Trước mắt tất cả phải trèo xuống thật giỏi Thế là nghị quyết trèo xuống ra đời ban ngày mấy thằng thay nhau tung tăng tập tành ban đầu cái xuồng nó chẳng theo ý mình cứ quay ngang quay dọc như trong chóng không thầy đố mày làm nên các cụ dậy đã thế thằng tàm tôi và thằng hiển nhảy ra mấy khẩu súng cùng tăng tiếng mười hai ly tám tiếng rbd tiếng ak nổ giòn rã chỉ một lúc sau chiếc xuồng trở bọn thằng quân cụt đào lé thanh chố với súng ấu đầy đủ lướt sóng băng tới cả lũ chúng tôi nghe răng ra cười mẹ khỉ chúng tao ngoài kia tưởng chúng mày úp nên vội vào chi viện có chuyện gì vậy đào lé người thanh hóa văng tục tùm lum mà cái thằng này đến lạ mắt nó lé đến híp cả lại mà sao vẫn trúng tuyển đi bộ đội nhỉ nghe chúng tôi trình bày cả lũ hiểu và nhiệt tình dạy bảo thằng quân cụt trèo xuồng thiện nghệ chân nó cũng vùng vẩy đá đá rất điệu cả thân hình cũng uốn theo nhịp tay nhìn nó trèo xuồng khăn cà ma quấn vai ai bảo nó là công tóc việt nam đâu nhờ các thầy tận tình chỉ bảo chỉ mới hôm sau cả ba chúng tôi đã có thể ngược xuôi khắp khu vực Tôi đến khi thì thằng thanh khi thì quân cụt đào lẽ trèo xuồng vào với chúng tôi để ngủ và tán phét có chúng nó qua lại bọn tôi cũng bớt đi nỗi sợ hãi Mùa buổi tối khoảng 8-9 giờ Tôi nằm ngoài cũng bỗng nghe thấy tiếng mái chèo cua dốc rách Lẫn trong tiếng gió thổi Có địch tập kích chăng Cả ba chúng tôi ôm súng lăn nhanh ra khỏi lán Tôi lao về khẩu 12 ly 8 Thằng tám ôm lấy khẩu RBD Thằng Hiển cào cào lập cập cầm khẩu AK Nằm lăn ra bên cạnh ụ 12 ly 8 Phía hạ lưu hai ba chiếc xuồng nhỏ lố nhố Bóng người từ từ tiến gần đến Tôi kéo khóa nòng khẩu 12 ly 8 Rạch Tiếng là thất thanh Ê ê Bọn tao Đừng bắn Hóa ra là chốt tà lia Chúng nó đi bảo vệ dân Việt kiều và đánh cá trộm Trong khu vực chúng tôi quản lý Tí nữa thì ăn đòn cả lũ Hôm sau thằng Thanh chố ra bật mí với chúng tôi Ở chốt này kiếm được nhiều tiền lắm chúng mày ạ Cứ cho dân Việt kiều vào khu vực này Bảo vệ cho nó đánh cá Cho một hai thằng cầm súng đi bảo vệ Ăn chia tứ lục mình sáu nó bốn Mỗi đêm làm vài tạ cá lóc Cá trắng dính lưới Thì lại thả ra Không lấy vì rẻ tiền Một năm đến hai ria một ký Cá đen bốn đến năm ria một ký Tiền tiêu thoải mái Cải thiện ăn uống mệt nghỉ tảo nào Ngoài chốt chúng nó hút toàn xà mít In tẹt Ba con một Ăn uống thì thịt heo thịt vịt Dừa leo đầy đủ Còn chốt mình thì quanh năm Ăn canh cá cá nướng phạt ớn luôn Nghe kinh nghiệm từ thằng Thanh truyền lại Lập tức chúng tôi thực hiện liền Cho tôi nhất trí cử thằng Tàm Đi nhờ xuồng dân về thị xã Công Pung Trư Năng Móc nối với dân Việt Kiều từ miền Tây sang đánh cá Hôm sau thằng Tàm đã dẫn lên một gia đình Việt Kiều Người chồng thứ tư nên chúng tôi gọi là anh chị Tư Anh chồng khoảng 26-27 tuổi Còn người vợ chắc chừng trên hai 20 gia đình họ có hai đứa con một đứa mới sinh chừng vài tháng cả hai đứa con đều ở lại một chiếc xuồng lớn nằm ngoài thị xã đối diện với khu nhà chúng tôi trú chú quân còn hai vợ chồng cùng nhau vào khu vực sông rạch chúng tôi quản lý để đánh cá tỷ lệ ăn chia nhanh chóng được thống nhất hàng ngày chúng tôi cứ thay nhau cử người đi bảo vệ anh chồng thì răng lưới bắt cá ở các luồng lạch vắng vẻ khắp các cánh rừng ven cửa biển hồ Thỉnh thoảng chị vợ ở lại lán của chúng tôi cơm nước Còn anh chồng một mình cặm cụi kiếm ăn Kể từ khi có vợ chồng anh Tư Cuộc sống của bọn tôi cũng trở nên sinh động Từ trước chỉ có ba thằng được dựa Nay đã có bóng người con gái ra vào Chị Tư đun nước pha chè Đôi khi nấu cơm cho cả bọn tôi ăn luôn thể Vùi giả phết Nghe hai vợ chồng anh chị Tư xưng hô với nhau Bọn tôi cứ cười vật vã Chị Tư gọi chồng bằng anh xưng tôi còn anh Tư gọi vợ bằng mày Sừng tao Ngồi uống trà tán láo Tôi liền bảo hai vợ chồng Này anh chị Tư Vợ chồng đầu gối thay ấp Sao lại gọi vợ bằng mày tao như vậy Tôi nghe không có vô Thế ngày xưa khi hai người yêu nhau Cũng gọi nhau như vậy à Anh Tư cười khà khà Yêu đương gì mấy ông Ba má kêu lấy vợ thì lấy vợ Chứ có biết yêu Gọi giết thành quen mà dân miền tây tụi em toàn gọi nhau như vậy không tôi nói bây giờ sống phải khác đi gọi anh em cho có tình nghĩa anh tư nghe vậy vừa cười vừa gọi vợ em ơi châm cho anh ấm trà nói xong anh cười ha hà ra chiều vừa thích vừa ngượng miệng lắm cứ hai ba ngày cá lóc đầy ghe là anh tư cùng một trong ba đứa chúng tôi vọt về thị xã cân bán cá để chia nhau khi kéo ghe lên chốt chúng tôi lại sắm bột ngọt thuốc lá, me mắm, rau cỏ thịt tà và cả gạo ngon nữa. Gạo đơn vị cấp phát vừa hôi vừa mốc, vứt mẹ nó đi cho rồi. Cuộc sống trên hương trồng thấy, thỉnh thoảng khi vào rừng chúng tôi còn phát hiện những tổ ong rừng. Nhiều tổ ong to gần bằng nửa chiếc chiếu đơn. Chúng tôi nhờ dân treo lên lấy tổ vắt lấy mật. Đầu lán là ba chiếc can 25 lít treo lủng lẳng lúc nào cũng đầy ắp mật ong ngọt ngào thơm mát mật ong rừng thợ mật ong chúng tôi nhờ mua gạo nếp về nấu chè nồi chè đặc sánh ngọt đến xít họng có một ngày chủ nhật thằng thanh chố trèo xuồng sang chốt của bọn tôi chơi nghe radio phát buổi ca nhạc theo yêu cầu của thính giả tặng thanh ma giáo nhờ tôi viết thư tình Thằng này văn hóa lớp 7 trường làng đang đi học dở cứ lấy tên địa chỉ thì em nào nghe ngon lành một chút Là gửi thư tình Theo yêu cầu của bạn Thu Hương Sinh viên lớp trường Đại học Sư Phạm Vinh tê là nó túm lấy địa chỉ Nhờ tôi viết mấy trang tán tịch ba lăng nhằng Vậy mà một khoảng hai tháng sau Nó cũng được hồi âm Cô nàng gửi ảnh cho nó đàng hoàng Và cũng xin ảnh của nó để biết mặt Thằng này chuyên có những trò tếu táo Nghe em xin ảnh Nó cắt luôn cái hình quảng cáo kem đánh răng hy nốt có in hình thằng da đen nhe răng cười và gửi lại cho nàng. Thế là từ đấy mất đứt liên lạc. Thằng thanh nằm kết tôi nghe về quê hương yên sở của nó, cứ ước ao ngày mai yên hạn em sẽ về quê làm ao nuôi cá, thỉnh thoảng sẽ trở về quê nội tận thái nguyên buôn về hà nội vài ba lô chè móc câu là tiền tiêu thoải mái. Nó bảo sau này tôi lấy vợ mỗi mầm cỗ cưới của mày. Tao mua cho một con cá chép là cực sang rồi Trẻ thái mày khỏi lo Của nhà trồng được mà Tối tối chúng tôi vẫn lên giường Khi mặt trời chưa đi ngủ Để tránh mũi Lên giường sớm Trời nóng bức Mà nằm trong màn thì làm sao mà ngủ Thế là nảy sinh ra chuyện Thằng Tàm ra một quy định Là mỗi thằng phải kể một câu chuyện yêu đương của bản thân Đến 9 giờ thì tắt đài Đến lượt thằng nào mà không kể được nó sẽ thò chân sang nhấc màn của thằng ấy lên Chỉ trong chốc lát Mỗi mẹ mỗi con tràn vào đầy trong màn Hết ngủ Nghe thấy hình thức kỳ luật như thế Chẳng thằng nào dám hò hè Để làm gương Nó sẽ là người mở đầu Thanh không hy sinh Mà chết sau khi đã về quê hương xứ sở yên sở Thanh Trì Sau khi ra quân năm 1982 Thanh không về quê Mà đi lao động nước ngoài Theo tiêu chuẩn của đơn vị Hắn được đi Nga nhưng bị đi đầy tận một thành phố phía cực Bắc Liên Xô cũ. Quanh năm lạnh tấu xương, tiền lương không đủ mua thuốc lá hút cho đỡ lạnh. Sau mấy năm hết hạn lao động, hắn về nước và đến thông báo cho tôi biết là hắn sắp lấy vợ. Cô người yêu là một cô gái Hà Nội cùng là nhân giao động với nhau ở bên ấy. Sau khi lấy nhau, hai vợ chồng có được một cậu con trai nhưng đời sống khá vất vả. Ông chồng thì công an việc làm bấp bênh, nay làm thợ chỗ nọ mà hết việc lại chạy sang chỗ kia Cô vợ thì cũng vậy Đành ở nhà phụ chồng bằng việc chạy chợ bán cá Nó đâm ra chán đời suốt ngày rượu chè Một buổi tối đi làm về thì bị tai nạn ô tô Thằng lái xe sau khi đâm chết người đã chạy mất tiêu không truy tìm được tung tích Thành là thương binh nên cũng may là địa phương có quan tâm cấp cho một mảnh đất hơn 40 mét vuông để làm nhà Chẳng biết sau khi nó chết tiêu chuẩn ấy cho vợ con có được hưởng không vì khi đó mới đang làm hồ sơ rồi một ngày tháng 4 năm 1982 tổ trưởng phòng hành chính trung tá mười do xuống kiểm tra đơn vị sau khi làm việc với anh sáu ngân tôi và mấy thằng nhận lệnh trở lại sơ tung chiếc xe giải phóng của d 29 chở chúng tôi đầu khoảng bốn năm đứa tất cả cùng với thủ trưởng lắc lư trên con đường dài tít tắp sọc kinh hồn những địa danh đã trở nên quen thuộc như phản ních Đâm ngã ba sở cun công bông thơm và kia căn cứ sư đoàn kia rồi quang cảnh đã khác xưa rất nhiều những dãy nhà lá mọc lên trên những khu rừng xưa kia còn hoang vắng doanh trại các đơn vị phòng ban được tổ chức ngăn nắp gọn gàng tôi trở về ban mà cảm thấy cái gì cũng mới cái gì cũng là lạ có lẽ những tháng ngày nọc chốt được tự do tung tẩy đã tạo thành thói quen Nay phải gò mình vào kỷ luật Nên tôi cảm thấy lạ và bức bối Một ngày đầu tháng 6 năm 1982 Hôm ấy tôi phải nằm gác điện thoại Ở ngôi nhà trực ban của phòng Khoảng gần 6 giờ sáng Tiếng chuông điện thoại reo lên Tôi uể oải cầm ống nghe Alo, họ hậu cần nghe đây Alo, họ hậu cần s 9 đấy à Tôi trên mặt trận 479 đây Dạ, có tôi đang nghe Đồng chí báo cáo cho đồng chí phụ trách hành chính Đồng chí Mười Do Thủ trưởng phòng hành chính F9 Đã hy sinh sáng nay Tại bệnh viện của mặt trận Tôi là lớn Rõ Lúc ấy chưa đến giờ báo thức Tôi vội chạy ba chân bốn cẳng Lên nhà của anh Tư Thu Tiếu tá phó phòng Tôi gõ cửa dồn dập Anh Tư Anh Tư Cái gì vậy Thủ trưởng Mười Do hy sinh rồi Điện của mặt trận vừa báo về anh Tư ạ Nói thật lòng tin thủ trưởng hy sinh mà trong lòng tôi cảm thấy vừa chút đi được một gánh nặng rồi đây tôi sẽ được phục viên được chuyển ngành như tôi mong muốn anh tư xem trường đọc được ý nghĩ của tôi anh bảo liều liệu cái thân hồn đi báo tin thủ trưởng hy sinh mà mặt mày trông tươi hớn hở thế hả à? tôi về phòng trực ban đi tôi chạy như bay về căn nhà trực ban mà trong lòng cứ khấp kha khấp khởi chiều hôm ấy một chiếc máy bay trực thăng phành phạch bay qua đầu chúng tôi anh tư thu ngước nhìn và bảo máy bay chở anh mười về nước đấy thế là cũng xong một đời người hóa ra lời nói độc của ông mười đã trở thành sự thật hai hôm sau khi anh mười chết anh tư gọi tôi lên và bảo chú mày lên phòng tham mưu trên ấy đang tổ chức khám sức khỏe cho quân nhân ra quân đợt này chú mày phục viên hay đi lao động nước ngoài Dạo ấy, những người lính gia quân như bọn tôi được ưu tiên đi lao động ở các nước Đông Âu. Nếu đi, sẽ về quân đoàn để tập trung học chính trị trước khi lên đường. Tôi chẳng còn bụng dạ nào để đi nữa. Tôi chỉ muốn chạy như bay về thăm mẹ thôi. Tôi đề nghị anh Tư cho chuyển ngành về ngành ngoại thương ở Hà Nội, nơi tôi đã có quyết định tiếp nhận từ khi tôi về phép. Ngày 6 tháng 6 năm 1982, tôi rời sập tung lên xe về nước. Đến ngày 8 tháng 6 năm 1982, chiếc xe chở tôi lao qua cửa khẩu biên giới Mộc Bài. Tôi đã chắp tay lạy chín vái, thề rằng không bao giờ tôi trở lại mảnh đất này nữa. Mảnh đất đã lấy đi của tôi tuổi trẻ, sức lực và biết bao bạn bè đồng đội. Ngày 15 tháng 6 năm 1982, tôi trở về đến Hà Nội, lại nói chuyện với chú Mười Do, chú hy sinh và khoảng ngày mùng 1, mùng 2 tháng 6 năm 1982. Buổi sáng sớm hôm ấy Chú Mười phải lên mặt trận 479 ở Xiêm Diệp Nên ông dậy rất sớm Anh Dũng ép lái xe riêng cho thủ trưởng Chuẩn bị chiếc xe Jeep lùn quen thuộc Từ chiều hôm trước Khoảng 5 giờ sáng Cả hai thầy trò lên đường Đến 6 giờ 30 thì tôi đã nhận được điện báo Của mặt trận rằng Chú Mười đã hy sinh trên đường Từ Sở Tung lên Xiêm Diệp Trường hợp cụ thể ra sao Thì tôi không nắm rõ Chú Mười Do năm đó khoảng năm ba, năm tư tuổi Chưa có vợ con chính thức Nhưng về sau tôi được biết là tỉnh hội phụ nữ tỉnh Tây Ninh Đơn vị kết nghĩa với sư đoàn 9 Có mai mối cho chú một cô ở trong tỉnh hội Hai người đã gặp mặt nhau vài lần Nhưng chưa có thời gian tổ chức đám cưới Chắc là cô chú có dự định chuẩn bị báo cáo tổ chức Và tiến hành thủ tục đám cưới Nhưng đột nhiên chú bị hy sinh Nên việc hôn nhân không thành không may là cô kia lại đang có bầu chú hy sinh nhưng về mặt tổ chức luật pháp cô chú vẫn chưa phải là vợ chồng nên cô và đứa con không được hưởng chút gì về mặt chính sách thật đáng thương đến bây giờ mỗi khi nghĩ về đời lính nghĩ về đơn vị cũ tôi chẳng còn giận gì chú nữa mà chỉ thương cho một người lính cống hiến cả cuộc đời từ trẻ đến lúc nhắm mắt cho quân đội